Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 34. Nghe đến đây, Vương Kiệt cảm thấy ớn lạnh ở háng, cả người rùng mình. Chẳng trách Sử Tường thẹn quá hóa giận mang mình một trận, hóa ra ngay cả Sử Tường cũng không xúc phạm nổi người trước mặt này. Nghĩ đến đây, trên trán Vương Kiệt lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Sử Tường cũng không xúc phạm nổi anh chàng này, rốt cuộc thực lực phải đáng sợ đến mức nào. Xong, lần này xong rồi. Đúng là người một nhà không biết là người một nhà, đúng là dẫm phải tâm sắt. Còn muốn chết không? Dương Tiêu bắt cần đời nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lắc đầu điên cuồng nói, không dám, tôi không dám nữa, mong đại ca giơ cao đánh khẽ, coi đàn em như rằm đi. Nhà họ Sử có sản nghiệp lớn, là một nhà giàu có ở Đề Đồ, ngay cả Sử Tường cũng bị phê, anh ta nào dám xúc phạm Dương Tiêu. Làm người cho tốt, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Sau đó, ánh mắt của Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào cô em gái mặc váy. Bó sát hông, anh cười lạnh, cô muốn nhìn thấy đầu tôi nở hoa máu bắn tung tóe đúng không? Cô rất thích nhìn đầu người khác nở hoa máu bắn tung tóe. Tin hay không, tôi vụng cây gậy này, tôi đảm bảo cô sẽ có thể nhìn thấy đầu mình nở hoa trước khi chê. Tin, vẻ mặt cô em gái tái nhọt. Cô ta nhìn Dương Tiêu với vẻ sợ hãi sâu sắc, cô em gái không ngừng lùi lại, cuối cùng loạng choạng ngã xuống đất. Cô em gái có thể cảm nhận được rõ Dương Tiêu không nói đùa với cô ta, nếu Dương Tiêu thật sự đánh cô ta, e rằng đầu cô ta sẽ thật sự nở hoa. Nhìn chằm chằm cô em gái đang kinh hãi, Dương Tiêu lạnh lùng nói, làm người ít nhất phải ra dáng hình người, xem hai người có tài đức gì. Dứt lời, Dương Tiêu ném cây gậy bóng chày, nói với Đường Đường, còn ngây ra đó làm gì? Mua vé đi. Vâng vâng, Đường Đường tỉnh táo lại. Mua vé xong. Dương Tiêu đi theo Đường Đường đến vị trí của vòng đu quay. Dương Tiêu ngắng đầu nhìn vòng đu quay, anh rất ngạc nhiên khi thấy vòng đu quay thực sự rất cao và to. Đường Đường hớn hở nói, đây là vòng ấu quay lớn nhất ở Đề Đô. Trước đây, những địa điểm quay phim của rất nhiều phim truyền hình là ở chỗ này, anh rể, chúng ta lên đi. Ừ, Dương Tiêu thật sự hết cách với Đường Đường. Cụ thể là Dương Tiêu thật sự không thể làm gì được Đường Mộc Tuyết và Đường Đường. Nuông chiều là chân lý duy nhất. Trên đu quay, khuôn mặt dịu dàng xinh xắn của Đường Đường R nở nụ cười tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. Mà Dương Tiêu đứng ở trên đu quay nhìn về phía xa, trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều, trong lòng không khỏi có rất nhiều suy nghĩ. Đường Đường nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, khuôn mặt ửng hồng, con nai nhỏ trong lòng càng chạy loạn hơn. Cuối cùng cũng có thể tiếp xúc gần gũi với tên ngốc này. Cô đã ao ước có một ngày được choi đu quay cùng người mình thích, thật lãng mạn bia bêu nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Đường hít một hơi thật sâu, trong lòng có một quyết định táo bạo. Khi Dương Tiêu đang nhìn về phía xa, Đường Đường đột nhiên xịnh lấy Dương Tiêu từ phía sau. Sau lưng có mùi thơm ám áp, đầu óc Dương Tiêu thoáng chốc trở nên trồng rồng. Con nhóc này muốn làm gì? Cả người Dương Tiêu cứng ngắc, khó khăn nuốt nước bọt, nhóc, mau bỏ anh ra. Như thế này bị người khác nhìn thấy không tốt đâu. Dương Tiêu, anh thật sự ngốc hay là giả ngốc thế? Chẳng lẽ anh không nhìn ra em rất thích anh sao? Đường Đường nói tim đập nhanh hơn. Tỏ tình, lời tỏ tình chân thành. Trên đu quay, Đường Đường hạ quyết tâm bày tỏ tấm lòng của mình với Dương Tiêu. Cho dù có kết quả thất bại, Đường Đường cũng sẽ không hối hận. Rất thích anh. Trong mắt Dương Tiêu hiện lên vẻ phức tạp. Anh thật sự không ngờ Đường Đường lại có thể làm ra hành vi kinh ngạc như vậy. Trong phút chốc, Dương Tiêu mở miệng, nhưng cuối cùng không thể từ chối thẳng. Nếu từ chối thẳng, nhất định sẽ làm tổn thương trái tim con gái của Đường Đường. Nếu Cung Linh Nhi có ý nghĩ này, Dương Tiêu sẽ không chút do dự từ chối, nhưng Đường Đường thì không. Đường Đường là em gái của Đường Mộc Tuyết, hơn nữa còn là người nhà của mình. Dương Tiêu cũng coi con nhóc này như em gái ruột của mình. Một khi chơi cứng, thì sau này người nhà gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Dương Tiêu thở dài thấp giọng nói với Đường Đường, nhóc, em phải hiểu thích không phải là yêu. Thích không phải là yêu, thế đó là gì? Đường Đường nghe thấy Dương Tiêu không từ chối thẳng, trong lòng có chút vui mừng. Dương Tiêu không khỏi nghĩ đến vẻ đẹp vô song của Đường Mộc Tuyết, anh cười cưng chiêu nói, tình yêu luôn là sự đan xen giữa tình thân và tình yêu. Thích là gì? Thích là bọt sóng trong sáng, bồng bềnh một chút. Rồi cuối cùng sẽ biến mất. Tình thân và tình yêu đan xen sao? Đường Đường lắm bẩm. Tâm trí Dương Tiêu chỉ toàn hình bóng của Đường Mộc Tuyết,
nụ cười cưng chiều trên mặt càng ngày càng lộng lẫy. Đúng vậy, theo quan điểm của Dương Tiêu, tình yêu luôn là sự đan xen giữa tình thân và tình yêu. Nhiều năm qua, nếu xét về tình cảm yêu thích, Lãng Ảnh Huyên tới trước Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Tiêu lại mù quáng vì hận thù, chồng trân trọng nó. Sau khi Lãng Ảnh Huyên mất tích, Dương Tiêu huyền vào nhà họ Đường ở Dễ cuối cùng gặp được Đường Mộc Tuyết tốt nhất trên thế giới. Cuộc hôn nhân ở Dễ này là 5 năm, trong 5 năm này, anh và Đường Mộc Tuyết thực sự yêu nhau sao? Không, không có. Trong 5 năm qua, điều mà Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết phun đắp nhiều nhất là NS thân, một thứ tình thân không thể bỏ. Sự dịu dàng và tốt bụng của Đường Mộc Tuyết đã làm Dương Tiêu cảm động, trong khi sự tận tâm cố gắng và trách nhiệm của Dương Tiêu đã làm Đường Mộc Tuyết cảm động. Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu chỉ ước gì rèn sắt thành thép, mà Dương Tiêu chỉ muốn lấy lại sức mạnh của mình, vượt qua bài kiểm tra cuối cùng mà Dịch Thấp giao cho anh. Khi bài kiểm tra kết thúc, Dương Tiêu sẽ như thần long bay lên cửu thiên, đã cùng Đường Mộc Tuyết trải qua quá nhiều chuyện. Trên nền tảng của tình thân, nó hợp lẽ nghiễm nhiên chuyển thành tình yêu. Giống như những gì Đường Mộc Tuyết đã nói lúc đầu, trong 5 năm ngay cả một con mèo con và một con chó con cũng sẽ có tình cảm với nhau, huống chỉ là con người. Dương Tiêu không quay đầu lại, tiếp tục thập giọng nói, nhóc, em đã từng vì một người, liều mạng cố gắng như vậy chưa? Vì một người liều mạng cố gắng. Đường Đường càng mơ màng hơn. Cô còn chưa yêu bao giờ, hoàn toàn không hiểu được những gì sâu sắc mà Dương Tiêu nói. Mặc dù Dương Tiêu cũng chưa từng yêu, nhưng anh và Đường Mộc Tuyết cũng đã yêu nhiều năm. Trong 5 năm qua, tất cả những gì Dương Tiêu có thể làm là giữ thái độ khiêm tốn và nhẫn nhịn, đồng thời thể hiện những gì tốt nhất của mình với Đường Mộc Tuyết. Khi bài kiểm tra kết thúc, Dương Tiêu không còn bị ràng buộc nữa, họ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Mua xe, mua nhà, cạnh tranh với Đường Hạo và Đường Dĩnh. Đường Hạo và Đường Dĩnh vu khống anh đến địa điểm ăn chơi đàn đúm tìm phụ nữ, cuối cùng hai người giải tỏa được mối nghi ngờ lúc trước. Anh chuyên tâm lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới cho Đường Mộc Tuyết, giành được biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản Nạp tặng cho Đường Mộc Tuyết ở Tây Song Bản Nạp. Đường Hạo và Đường Dĩnh hợp tác suýt hại chết anh và Đường Mộc Tuyết, cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, loại chân tình này thật sự rất hiếm thấy, rất đáng quý. Sau đó, Dương Tiêu thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu hỗ trợ Đường Mộc Tuyết trở thành chủ nhà họ Đường. Một câu bà nội, bà về già đi khiến. Bà cụ nhà họ Đường bướng bỉnh cả đời đang sông sờ xó tức hộc máu mà chết. Sau đó, anh và Đường Mộc Tuyết trải qua quá nhiều chuyện. Vì Đường Mộc Tuyết, có thể nói Dương Tiêu rất có trách nhiệm, anh Dương Tiêu đã thực sự rất cố gắng. Tình yêu là thứ cần thời gian, câu chuyện, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Tình yêu rất đơn giản, nhưng cũng rất xa xỉ. Đường Đường thất vọng nói, mặc dù anh nói rất sâu sắc, nhưng em thật sự đã cố gắng vì anh. Nhất thời tâm trạng của Đường Đường có chút phức tạp, cô vốn tưởng rằng tỏ tình với Dương Tiêu là chuyện đơn giản, nhưng lại bị mấy lời Dương Tiêu nói làm choáng váng. Cô vẫn còn trẻ, mặc dù cô đã xem nhiều bộ phim truyền hình màu hồng, ít nhiều gì cô cũng hiểu về hai chữ tình yêu này. Nhưng khi thật sự để Đường Đường đối mặt, cô lại có chút chột dạ và bất an. Có à? Dương Tiêu cười hỏi. Đường Đường bĩu môi, có. Nhiều lắm. Nói thật, lúc đầu Đường Đường thật sự rất coi thường Dương Tiêu, vào ở Dễ 5 năm chỉ mang đền cho chị cô sự xấu hổ vô hạn. Theo quan điểm của Đường Đường, cô không hề coi thường người ở Dễ, mà trong xương cốt cô coi thường những người vô dụng chỉ biết ăn bám vợ rồi chờ chết. Trong mắt cô, một người đàn ông phải có chí sự nghiệp, cho dù khả năng của anh có hạn thì ít nhất chúng ta cũng có thể nỗ lực chứ. Nếu không có bản lĩnh, thì đi đưa truyền phát nhanh, giao đồ ăn cũng được chứ. Nguyên nhân khiến cô coi thường Dương Tiêu nhiều hơn là vì sự bát công của chị gái Đường Mộc Tuyết phải chịu. Sau đó, Đường Đường phát hiện anh chàng này thật sự càng ngày càng nam tính, trên người toát ra một điểm sáng ngời độc nhật vô nhị, khiến cô bị hút vào sâu sắc. Khi ở bên Dương Tiêu, cô sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn đến khó hiểu, điều mà nhiều chàng trai không thể mang lại cho cô. Vì Dương Tiêu, cô học hành chăm chỉ hiếm khi về nhà, là vì không muốn phá hủy mối quan hệ giữa Dương Tiêu và chị gái. Lý do cô cố gắng đi làm thêm để không gây phiền hà cho gia đình là một mặt muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mặt khác là rèn luyện bản thân. Cuối cùng có thể thể hiện mặt tốt nhất của mình với những người thân yêu. Đến học viện nghệ thuật Đề Đô, Đường Đường thực sự rất chăm chỉ học hành, cô muốn trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ, nói với Dương Tiêu rằng, em Đường Đường thực sự rất giỏi. Cô gái trang điểm vì người yêu mến, Đường Đường thực sự rất tiến bộ.
nhóc, kinh nghiệm sống của em thật sự vẫn chưa nhiều, bỏ tay đi. Dương Tiêu cười ấm áp. Anh sẽ không làm rất khó coi, anh sẽ cho Đường Đường đầy đủ lòng tự trọng, anh sẽ không để Đường Đường vì mình cuối cùng lại ầm với chị Đường Mộc Tuyết. Em không, Đường Đường bĩu môi. Mặc dù cô không biết Dương Tiêu có tình cảm gì với mình, mặc dù cô không biết Dương Tiêu có tình cảm sâu đậm như thế nào với chị mình, nhưng cô chỉ muốn đấu tranh một chút. Dương Tiêu lại nói, nhóc, thật sự, anh không thể thuộc về em, bỏ tay đi. Em sợ độ cao, Đường Đường chỉ ôm chặt Dương Tiêu không buông. Cảm thấy Đường Đường càng ngày càng ôm chặt, Dương Tiêu thật sự dở khóc dở cười, anh thật sự không ngờ Đường Đường lại có hành động như vậy. Nghĩ kỹ lại, con nhóc này đúng là trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng. Đường Đường càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng lựa chọn bỏ Dương Tiêu ra. Dương Tiêu quay đầu lại, dịu dàng nhìn Đường Đường, như vậy mới đúng, trên con đường tương lai của em sẽ có cảnh đẹp càng đẹp hơn đang chờ y mồ. Đường Đường tủi thân lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp như có một tầng sương nước, cô chân thành nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, không. Em không cần cảnh đẹp càng đẹp hơn. Dương Tiêu, hay anh cho em một cơ hội đi. Nếu thống được thì em lại đợi, nếu không kiếp nữa thì em lại nghĩ cách khách nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đường. Đường, trong mắt Dương Tiêu không khỏi hiện lên vẻ dịu dàng. Thanh xuân của cô gái nảy mầm, lúc này hiện lên sinh động trong mắt anh. Đường Đường nhìn Dương Tiêu, rất nghiêm túc, Dương Tiêu, thật đây, em sẽ đợi tiếp, hay em sẽ nghĩ cách khác? Đợi bao lâu, nghĩ cách khác? Có cách nào tốt sao? Dương Tiêu cười hỏi. Đường Đường kiên định nói, em có thể đợi rất lâu, cách khác thì tạm thời chưa nghĩ ra. Đường Đường có hơi uế oải, về mặt tình cảm này cô chủ động lại hèn mọn. Cũng may là Dương Tiêu vẫn luôn giữ vững lòng tự trọng non nót của mình. Đường Đường nói đúng, cô thẳng thắn nói rõ thái độ của mình, cô thật sự có thể đợi Dương Tiêu rất lâu. Nhóc, biết chị gái em đã mang thai chưa? Dương Tiêu nói thẳng. Cái gì, chị đã mang thai rồi? À mi rút lời, Đường Đường không kém gì bị sấm sét đánh trúng giữa trời xanh, cả người choáng váng như điện giật. Cô tràn đầy khó tin, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Tiêu, lắm bẩm, chị mang thai. Chị thế mà mang thai. Nếu như lúc trước cô có ý nghĩ rất nhiều về Dương Tiêu, nhưng câu nói này thực sự khiến lòng Đường Đường chua xót. Cho dù cô có táo bạo và liều lĩnh không có kết quả đến đâu, cũng không thể không có điểm máu chốt theo đuổi Dương Tiêu đến cùng. Trước đây Dương Tiêu chỉ là chồng trên danh nghĩa của chị gái Đường Mộc Tuyết, ít nhất cô có thể chấp nhận những gì mình đã làm khi có ý với Dương Tiêu. Bây giờ chị gái đang mang thai, mọi thứ sẽ thay đổi. Điều này đủ cho thấy Dương Tiêu và chị gái đã cá nước thân mật, hơn nữa chị cô đang mang thai đứa con của Dương Tiêu. Lúc này Dương Tiêu không chỉ là chồng mà còn là cha ruột của đứa trẻ. Trong phút chốc, Đường Đường đờ đẫn, cả người chỉ cảm thấy như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đúng vậy, chị em mang thai rồi, cũng chưa lâu lắm. Dương Tiêu thấp giọng nói. Anh biết Đường Đường vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nói với Đường Đường chuyện này. Trực giác của Dương Tiêu nói cho anh biết Đường Đường nhất định sẽ từ bỏ ý nghĩ đôi với anh. Cùng lúc đó, bên ngoài Disneyland, cô em gái mặc váy bó sát hông tràn đầy hung ác nhìn Vương Kiệt, A Kiệt, cứ bị làm nhục thế này, chẳng lẽ anh cứ thờ ơ, chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị sỉ nhục sao? Anh còn là đàn ông không? Bình Bình, cũng đã nhìn thấy tất cả rồi, em muốn anh quay lại đó, em muốn anh quay lại đó như thế nào? Vương Kiệt điên cuồng nói. Mặt trước mặt cô em gái, Vương Kiệt muốn giết, Dương Tiêu hơn ai hết, anh ta muốn Dương Tiêu biết những gì mình đã làm ngu ngốc như thế nào hơn ai hết. Nhưng, ngay cả chống lưng lớn như sử tường cũng bị Dương Tiêu phế mất biểu tượng đàn ông, anh ta có thể làm gì Dương Tiêu? Cô em gái Bình Bình rất tức giận, khuôn mặt oán độc như sắp chảy ra nước, cô ta nói với Vương Kiệt, chẳng lẽ anh còn không có tâm huyệt của đàn ông hả? Chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện để người khác mắng mình là trẻ mồ côi hả? Chẳng lẽ anh không muốn giết anh ta? Cô em gái Bình Bình cũng giống như Vương Kiệt là một tay ăn chơi điển hình ở Đế Đô, kẻ nào dám xúc phạm đến uy nghiêm của cô ta sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm. Cô ta và Vương Kiệt nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nên cả hai đã đến với nhau. Mẹ kiếp, ai dám mang anh là trẻ mồ côi, anh ước gì muôn dùng dao đâm chết anh ta. Vương Kiệt trừng lón hai mắt đỏ ngầu. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong gia đình cha nuôi. Anh ta rất cắm kỳ với mây chữ trẻ mồ côi. Ai dám nói anh ta là trẻ mồ côi, anh ta với người đó không đội trời chung. Cô em gái Bình Bình lại nói, A Kiệt,
phấn chấn lên, chúng ta giết anh ta. Giết anh ta, em nói đơn giản, giết anh ta như thế nào? Vương Kiệt đỏ mắt hỏi. Ánh mắt của cô em gái Bình Bình giống như răn độc nói, A Kiệt, anh yên tâm, chỉ cần anh nghe lời em có thể giúp anh. Dương Tiêu không hề hay biệt, vừa nãy Vương Kiệt và cô em gái kia đã âm thầm lên kế hoạch ám sát chấn động nhắm vào anh. Ai cuộc đời của Đường Đường này khổ quá mà, Đường Đường trên đu quay tràn đầy thất vọng. Khó khăn lắm mới thích một người, nhưng người này lại là người yêu của chị gái, bây giờ chị gái đang mang thai, dù có thích Dương Tiêu đi nữa thì cũng nên dứt bỏ. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, đừng nản lòng, tương lai của em là một đại dương hùng vĩ và những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Dương Tiêu, có thể để em ôm anh một lần nữa không? Đường Đường nhìn Dương Tiêu đầy mong đợi. Dương Tiêu có chút do dự, mà Đường Đường nhìn thấy Dương Tiêu do dự, cô cắn răng kiên quyết lao vào trong lòng Dương Tiêu. Hương thơm trong lòng, Dương Tiêu có hơi khó làm. Đây không phải, không đầy ra cũng không phải, lần đầu tiên Dương Tiêu cảm thấy làm một người đàn ông khó khăn đến nhường nào. Nhưng mà, Đường Đường cũng không ôm quá lâu, cảm nhận được nhịp tim của Dương Tiêu rất nhanh, hai mắt Đường Đường như có một tầng sương nước, cuối cùng cô mới chậm rãi buông Dương Tiêu ra. Đi thôi, đưa em về trường, em hơi mệt, Đường Đường nói. Dương Tiêu gật đầu, được. Mọi người ai vào chỗ nấy, là hai người bọn họ, lát nữa phải diệt hai người họ bằng mọi giá. Ngay lúc Dương Tiêu và Đường Đường vừa bước ra khỏi Disneyland, Vương Kiệt đã bí mật triển khai nói. Biết, anh Kiệt, một nhóm người nhao nhao trả lời. Bàn giao xong, Vương Kiệt nói với cô em gái Bình Bình ngồi bên ghế phụ, Bình Bình, lát nữa chúng ta có thể giết tên nhóc này rồi. A Kiệt, chỉ cần đêm nay tên này chết, rửa sạch nỗi nhục đã mang đến cho em và anh, thì tối nay em sẽ thuê phòng chờ anh ở khách sạn. Cô em gái Bình Bình trịnh trọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Kiệt đột nhiên trở nên điên cuồng mạnh mẽ, anh ta muốn đè ngã cô em gái Bình Bình này từ lâu rồi. Để đầy ngã cô em gái Bình Bình, hôm nay Dương Tiêu này phải chết. Dương Tiêu lên ghế chính, anh nhận ra bên ngoài có gì đó không ổn, anh cười khinh thường, một đám tôm tép nhãi nhép. Nhóc, sợ không? Dương Tiêu quay đầu nhìn Đường Đường. Lúc này Đường Đường có tâm trạng rất không tốt, cô cũng nhận ra sự kỳ lạ ở cách đó không xa, Đường Đường cười khổ, tiêm nay mạng nhỏ của em giao cho anh, nếu hôm nay thật sự xảy ra tai nạn, chúng ta thật sự sẽ trở thành một đôi uyên ương liều mạng, đến lúc đó không phải do anh. Uyên ương liều mạng, trong đầu nhỏ này của em nghĩ cái quái gì vậy? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Ngay sau đó, Dương Tiêu thu lại nụ cười, kiên quyết nói, nhóc, thắt dây an toàn. Chúng ta sắp xông ra khỏi vòng vây. Đường Đường ngoan ngoãn thắt dây an toàn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Dương Tiêu. Bù! Ngay lúc Đường Đường thắt dây an toàn, Dương Tiêu đạp ga ngang tàng phóng thẳng về phía đường cái. Ngay bây giờ, các anh em hãy hành động, bất cứ giá nào cũng phải đâm chết anh ta cho tôi. Vương Kiệt nhìn thấy vậy điên cuồng hét lên. Nghe theo lệnh của anh Vương, các anh em, đâm chết anh ta cho tôi. Tên lái xe cầm đầu hét lên. Đâm chết anh ta ly. Nhóm người trong nhóm đua xe đồng loạt hét lên. Vù 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 vù. Ngay sau đó, một chiếc xe được bố trí bí mật nhanh chóng tiến về phía anh. Họ mở ga ở trạng thái tối đa. Những chiếc xe lao thăng vào Nai 15 như những mũi tên sắc nhọn. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ kia ở Đề Đô. Quản gia nhà họ Khương nhận được chuyên phát nhanh. Đầu của Khương Hiên cậu chủ nhà họ Khương chính thức được đưa tới. Qua kính chiếu hậu, Đường Đường không khỏi thốt lên. Dương Tiêu. Anh mau nhìn xem, có rất nhiều xe đang đuổi theo chúng tét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn xung quanh, có ít nhật hàng trăm chiếc xe đang lao nhanh, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, muốn đâm chết Dương Tiêu. Dương Tiêu, chúng tôi không đánh lại anh, chẳng lẽ còn không đâm chết được anh trách? Vương Kiệt cười lạnh âm hiểm. Đây là ý tưởng của cô em gái Bình Bình, và Vương Kiệt cũng rất đồng ý. Nếu đánh chính diện thì chắc chắn họ không thể đánh lại Dương Tiêu, nhưng họ có thể lái xe đầm chết Dương Tiêu. Với sức triệu tập của anh ta và cô em gái Bình Bình, anh ta nhanh chóng tập hợp được một số lượng lớn những tay ăn chơi, đua đòi ở Đề Đô. Nhìn thấy rất nhiều chiếc xe lao về phía Nai 15, Vương Kiệt cười điện cuồng, như thể Dương Tiêu sắp chết không thể nghỉ ngờ được. Cô em gái Bình Bình giễu cợt, lái xe việt dã thì sao? Hôm nay hai người vẫn phải về chầu ông bà, để giữa hai người. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế, đủ để đưa hai người về chầu ông bà. Để giết hai người, chúng tôi phải lãng phí rất nhiều sức lực, hai người cũng có thể nhắm mắt.
Trong mắt cô em gái Bình Bình, cô ta và Vương Kiệt đã đánh một trận lón, đó là vinh dự của Dương Tiêu và Đường Đường. Phút phù vù. Trong chốc lát, một vài chiếc xe thể thao đã chặn trước mặt Dương Tiêu với tốc độ nhanh, ngăn không cho Dương Tiêu chạy thoát. Vù 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 vùi ngay sau đó, hàng chục chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt Dương Tiêu, lúc này có ít nhất 35 chiếc ô tô hạng sang dừng lại trước mặt Dương Tiêu. Lúc này, trên cả con phố, chỉ thấy hàng trăm chiếc xe sang đang vây kín Nai 15. Nhìn thấy cảnh này, các chủ xe đỉ trên đường lần lượt rút lui tránh cá nhìn thấy xe Nai 15 giống như xe bọc thép đang phi nhanh, nhóm ăn trợ chặn đường phía trước đều sợ chết khiếp như thê gặp ma. Đậu xanh rau má, anh Vương muốn chúng ta chặn tên này là muốn tìm chết sao? Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi, anh ta lái Nai 15 xông tới. Chạy, mau chạy, nếu xe va chạm dữ dội liên tục từ phía sau, rất có thể xảy ra vụ nổ liên hoàn. Nhóm ăn chơi đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn chằm chằm vào, Nai 15 đang đến gần, bọn họ ai cũng lạnh sống lưng. Nếu xảy ra một vụ va chạm liên hoàn, hàng chục chiếc ô tô va vào nhau thì chắc chắn sẽ có vụ nổ dữ dội. Vù 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 vùi lúc này, gần như toàn bộ nhóm ăn chơi chặn đường phía trước đều trong chậu gặp nạn. Mẹ kiếp, bọn ăn chơi đua đòi ở đề đô này muốn làm gì? Bọn họ không muốn xông nữa hả? Đua xe giữa ban ngày chặn người. Điên rồi, đúng là điên rồ. Đúng thế, quá không coi Vương pháp ra gì, mau gọi cảnh sát đến bắt hết bọn họ lại. Lão thiết, vô dụng thôi. Bọn ăn chơi đua đòi này có tiền có quyền, hoàn toàn không sợ gây phiền phức, một hai người thì không sao, một nhóm thì ai dám bắt. Rất nhiều chủ xe lòng đầy căm phần, nhưng đáng tiếc nhóm người này có lai lịch quá lớn, bọn họ hoàn toàn không dám can thiệp quá nhiều. Đâm anh ta, đâm chết anh ta, tên cầm đầu hét lên. Đâm chết anh ta, ánh mắt một thanh niên đang lái chiếc Mercedes-Benz G-Class hiện lên vẻ hung ác. Anh ta bất ngờ đạp ga. Chiếc Mercedes-Benz G-Class lao thẳng vào đuôi chiếc Nai 15 một cách quyết liệt. Đường Đường kêu lên, Dương Tiêu, cẩn thận. Dương Tiêu không hề hoảng sợ, bình tĩnh, chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Cảnh nhỏ, Đường Đường nghe vậy vẻ mặt sửng sốt. Đúng vậy, đối với Dương Tiêu, đây chỉ là một cảnh nhỏ, năm đó khi làm nhiệm vụ, anh đã bị hàng nghìn chiếc xe đuổi theo. Trên đường đi có pháo, đạn và thậm chí là bom, nhưng Dương Tiêu vẫn không dùng lại. Điều này không là gì đối với Dương Tiêu. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, chiếc Mercedes-Benz G-Class đã đâm sâm vào Nai 15. Ầm! Hai chiếc xe va chạm, đột nhiên vang lên một tiếng vang dữ dội. Vương Kiệt cười nói, ha han tên này xong đời rồi. Tuy nhiên, trong cảnh tiếp theo, nụ cười của anh ta vụt tắt, mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán của Vương Kiệt. Ngước nhìn chỉ thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class đã đâm thẳng vào đuôi xe Nai 15. Nai 15 hoàn toàn không xây xước gì cả, trong khi phần đầu xe của Mercedes-Benz G-Class xuất hiện một vết lõm, mắt, khống chế, Mercedes-Benz G-Class bất ngờ lật qua va vào lan can. Đờ mờ, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class bị lật, mí mắt nhiều người nhảy loạn xạ. Dương Tiêu và Đường Đường chỉ chân động một chút, ngoài ra không có gì khác lạ. Dương Tiêu giễu cọt, Nai 15 có thể so với xe bọc thép, dùng Mercedes-Benz G-Class đâm xe bọc thép. Các người thật sự ngu dốt khốc bình thường. Đâm anh ta, tiếp tục đâm anh ta. Tên cầm đầu tiếp tục hô. Một tên ăn chơi ngông cuồng hét lên, lần này tôi tới. Người này lái chiếc Hummer cao cấp, rút kinh nghiệm từ lần trước, anh ta chọn cách tấn công từ bên hông, chiếc Hummer sóng vai với Nai 15, nắm bắt cơ hội, tay ăn chơi bắt ngờ húc mạnh vào hông Nai 15. Ầm! Hai chiếc xe va chạm ngang nhau, Nai 15 rung lắc nhẹ. Thấy có tác dụng. Tên ăn chơi vui mừng khôn xia, ha ha. Anh đây sẽ tiến các người về chầu ông bà. Đâm được một cú, người này muốn thừa thắng xông lên, nhưng tiếc là Dương Tiêu hoàn toàn không cho anh ta cơ hội thứ hai. Ngay lúc người điều khiển Hummer chuẩn bị áp, sát Nai 15, Dương Tiêu bất ngờ bẻ lái tông thẳng vào Hummer. Trước mặt Nai 15, khoảng cách của Hummer giống như giữa một đứa trẻ và một người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành. Trước ánh mắt của mọi người, Nai 15 giống như một con khủng long bạo chúa trên xe hơi đâm sâm vào. Hummer, chiếc Hummer không thể chống lại được cú va chạm dữ dội này, cuối cùng đâm vào bức tường trên đường phố. Ami ngay lúc Hummer ổn định xe, toàn bộ Hummer chợt nổ tung, một tiếng vang vọng cả bầu trời. Anh chàng lái chiếc Hummer còn chưa kịp tỉnh táo lại đã chết trong đám cháy. Vãi à, nhìn chiếc Hummer bị Nai 15 đâm nổ tung, nhóm ăn chơi sững sờ.
Vương Kiệt chừng hai mắt suýt rơi ra ngoài, đổ khốn. Cùng lên, đâm chết anh ta cho tôi, đâm chết anh ta cho tôi. Xử lý anh ta, báo thù cho anh quân. Ánh mắt của nhóm ăn chơi đều đỏ bừng. Vù 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 vùi. Trong nháy mắt, nhóm ăn chơi bùng bổ lao vào nai 15 một cách điên cuồng. Dương Tiêu diêu cọt, chơi nhóm. Đây không phải là đánh nhau. Nếu anh đã tự tìm khó chịu, vậy tôi không ngại thỏa mãn các người. Ngay khi một đoàn xe chuẩn bị tông vào đuôi xe Nai 15, Dương Tiêu bất ngờ nhấn ga dừng lại giữa đường. Bốp 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 bóp. Dưới ánh mắt quan sát của vô số người đi đường, chỉ thấy một số chiếc xe thể thao đâm vào đuôi xe Nai 15. Đậu má, sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Nhìn thấy cảnh này, nhóm ăn. À chơi run dây điên cuồng. Không ai ngờ được Dương Tiêu đang lái xe lại đột ngột dừng lại, tốc độ ban đầu nhanh, khoảng cách giữa các xe quá nhỏ. Ầm ầm. Trên đường phố, chỉ trong vòng vài giây ít nhất 70, 80 chiếc ô tô hạng sang cùng chạm đuôi nhau. Nhóm ăn chơi bị đâm choáng váng, sùi bọt mép, có người không thắt dây an toàn còn đập vào kính xe đầu nở hoa. Vương Kiệt và cô em gái nhìn thấy điều này, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, họ không ngờ Dương Tiêu đang lái xe với tốc độ nhanh lại phanh gấp. Cô em gái bình bình tức giận mắng, "A Kiệt, nhanh lên!" Nhanh chặn đường cho xe phía trước dừng lại, chặn anh ta, đừng để anh ta chạy. Dừng xe, mẹ kiếp dừng ngay cho tôi. Vương Kiệt tức giận gầm lên. Theo sau tiếng gầm rú của Vương, Kiệt, hàng chục chiếc ô tô dừng giữa đường trước mặt Dương Tiêu, chặn đường Dương Tiêu. Mẹ kiếp, tôi phải giết tên khốn này. Đúng, tôi cũng phải giết anh ta, xe của tôi gần như nát bét. Đúng vậy, nhất định phải giết anh ta, anh đây suýt nữa bị chấn động não. Ngay sau đó, rất nhiều tên ăn chơi lân lượt ra khỏi xe, càm gây bóng chảy, âng thép, dao cắt tiền về phía Dương Tiêu với sát khí bừng bừng. Vương Kiệt phần khích nói, chúng ta có nhiều người như vậy, tôi không tin tên này còn có thể chạy thoát. Giết anh ta, nhất định phải giết anh ta. Trời ạ, nhiều người như vậy, đường đường ngồi ghế phụ kinh hãi thốt lên. Dương Tiêu cười quyến rũ, nhóc, nhắm mắt lại. Hả, nhắm mắt lại, đường đường vô thức hỏi. Dương Tiêu gật đầu, ừ, nhắm mắt lại, không được nhìn lung tung. Vâng vâng, đường đường rũ lông mi dài, nhắm mắt lại. Giết anh ta, nhóm ăn chơi nhanh chóng đến gần. Dương Tiêu mặc kệ nhóm ăn chơi phía sau, khóe miệng hơi nhét lên, đã lâu rồi không nhiệt huyết bừng bừng như vậy. Tốc độ và vui sướng là điều tất yếu, nếu đã như vậy, thì tốc độ và vui sướng trở lại lần nữa đi thực sự cho rằng có thể ngăn cản tôi. Xêu các người sai rồi, tất cả các người sai lớn rồi. Vừa dứt lời, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, anh vừa đạp ga Nai 15 rỗng bạo chúa gầm lên một tiếng gầm quái dị, hùng hãn lao về phía hàng chục chiếc xe hạng sang trước mặt. Nhìn thấy Dương Tiêu bùng nộ, vô số người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc. Anh chàng này muốn làm gì vậy? Một xe tông mây chục xe, anh ta điên rồi hả? Xuống xe chạy chôn, bọn họ thực sự hoảng sợ trước sự tàn nhẫn của Dương Tiêu. Khoảng cách gần trong tầm tay, xe phía trước không hề di chuyển nên bọn họ chỉ có thể bị chặn ở phía sau, lúc này Dương Tiêu đang lái xe, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bỏ xe chạy trốn. Vương Kiệt kinh hãi hét lên, yên khốn kiếp này muốn làm gì? Anh ta tự mình tìm chết thì đã đành, còn muốn kéo một nhóm người làm đệm lưng hả? Không ổn, chuyện lớn, chẳng lành. Cô em gái Bình Bình cũng hoảng sợ. Nhóm ăn chơi này do hai người bọn họ tìm đến, nếu những người này bị chết hoặc bị thương, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhìn chằm chằm vào nhóm ăn chơi đang chạy trồn khắp nơi, Dương Tiêu sát khí bừng bừng, bây giờ mới biết phải trốn sao. Các người không cảm thấy đã quá muộn hả? Dương Tiêu trực tiếp đạp ga hết cỡ, tiếng gầm rú cực lớn của Nai 15 vang lên không thua gì siêu xe hàng đầu thế giới. Với việc Dương Tiêu đạp ga hết cỡ, các bộ phận khác nhau của Nai 15 chạy điên cuồng, thể hiện đầy đủ khía cạnh độc đoán ngang ngược của Nai 15. 50 km/h 150 km/h 300 km/h trong nháy mắt, tốc độ của Nai 15 đã tăng vọt lên 300. Lực va chạm của Nai 15 không thua gì các xe bọc thép hàng đầu thế giới, và tốc độ tối đa có thể lên tới 400 km/h. Trời ơi! Anh chàng đó thực sự lái Nai 15 xông vào, chạy đi, mau chạy đi. Nhìn thấy sự tấn công dữ dội của Nai, nhóm ăn chơi gần như trố mắt ra ngoài, bọn họ chạy loạn cả lên. Ước gì lúc này cha mẹ sinh thêm hai chân cho mình. Lúc này, vô số người đi đường cũng sững sờ.
anh chàng này quá điên rồi phải ấp không? Bị nhiều tên ăn chơi đuôi giết ở đề đô thì đã đành, còn dám chủ động tấn công, anh ta xong rồi, tuyệt đối xong đời rồi. Tuy nhiên, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Nai 15 đã tung ra đòn tấn công cuối cùng như một mũi tên sắc nhọn. 330 km/h, 360 km/sl, 400 km/h trong phút chốc, Nai 15 phát huy giá trị tối đa của mình, hình dáng khổng lồ thực sự hung hãn như một gã khổng lồ. Trước sự chứng kiến của vô số người, Nai 15 đã đâm thẳng vào một chiếc BMW i8. Ami chiếc BMW i8 như một đứa trẻ đứng trước mặt Nai 15, bị đập vào không trung, bị văng ra xa 20-30 m. Bị lật trên mặt đất, chiếc BMW i8 này hoàn toàn không thể chịu được một cú va chạm mạnh như vậy, vừa thả ga đã bị rò rỉ. Với một tiếng nổ, một ngọn lửa bùng lên bầu trời, chiếc BMW i8 phát nổ ngay lập tức, tạo ra một tiếng gầm lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chỉ thấy Nai 15 thể hiện lợi thế bất khả chiến bại của mình. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, hàng chục chiếc xe sang trọng trên đường rất mong manh và không thể ngăn cản. Ầm 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 ầm. Dưới cái nhìn của mọi người, Nai 15 lao vào giữa như sói như hổ, và tất cả các phương tiện tiếp xúc với Nai 15 đều bị lật ngay lập tức. Dưới tác động 400 km/h của Nai 15, không một chiếc xe nào tránh thoát. Một chiếc xe thể thao bốc cháy, sau đó những phương tiện xung quanh bốc cháy theo, một bữa tiệc kinh doanh của những chiếc xe hơi sang trọng bắt lửa, bùng nổ đã ra đòi. Ami một số lượng lớn xe ô tô hạng sang phát nổ, vô số bộ phận bị nứt vỡ, vương vãi khắp nơi. Một chiếc lốp xe bốc cháy, lăn liên tục dưới tác động của vụ nổ, mông của một tên ăn chơi gặp nạn. Anh ta bị một chiếc lốp cháy đâm vào mông, quần gặp nạn ngay tại chỗ. Ôi, ói, đáy quần bốc cháy, mặt tên ăn chơi tái xanh. Anh ta vừa chồn vừa dập lửa ở mông, cảnh tượng khá hài hước. Ầm, ầm 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 mồ đúng lúc này, hàng chục chiếc ô tô hạng sang phát nổ dữ dội, một số linh kiện bay lên trời rơi tung tóe. Đậu mẹ, mau chạy, mau chạy. Nhóm ăn chơi chạy ba chân bón cẳng, cả đám sợ hãi tái mặt. Cho dù bọn họ ăn chơi, ở trong đề đô bọn họ cũng không dám làm như vậy. Lỡ trở thành mục tiêu của một ông lớn ở đề đô, thì sẽ phải ngồi tù. Vẻ on dưới ánh mắt quan sát của vô số người trên đường phố, Nai 15 giống như một gã khổng lồ vô song, không chịu nhiều thiệt hại, như ngựa đen phi nước đại về phía trước. Nhìn thấy Dương Tiêu thế mà chạy, khuôn mặt của cô em gái Bình Bình ảm đạm suýt chảy ra nước. A Kiệt, tên khôn đó chạy rồi, đuổi theo, chúng ta mau đuổi theo. Đúng đúng đúng, đuổi theo. Vương Kiệt hung hăng hét lên. Anh ta và cô em gái Bình Bình kêu gọi không biết bao nhiêu người, cuối cùng bị tổn thất nặng nề, nếu không giết Dương Tiêu, anh ta thật sự không cam lòng. Sau khi lên xe thể thao, Vương Kiệt lấy điện thoại di động ra hét lên, ảnh hách, tên nhóc đó chôn về phía của anh, nổ tung anh ta đi, nổ tung anh ta cho tôi. Cậu Vương yên tâm. Chỗ tôi đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần cậu ta dám tới, tôi đảm bảo sẽ tiến cậu ta về chầu ông bà. Một giọng nói tự tin truyền ra từ trong điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt của KB, Kiệt đầy vẻ dữ tợn, anh ta nóng lòng muốn nhìn thấy Dương Tiêu chết. Cùng lúc đó, trên đường không xa, một người đàn ông trung niên mặc quần áo phi thường lớn tiếng quát, ai vào chỗ này, chờ tên cháu trai xúc phạm cậu Vương tới, chúng ta phải dê cậu ta ngay lập tức. Anh Hách, đã hiểu. Một nhóm người hét lên. Người trung niên cầm đầu tên Lưu Hách, là đại ca của nhóm đua xe ở đề đô, ông ta được Vương Kiệt bố trí đến đây để chuẩn bị cho công việc nổ tung. Chỉ như vậy mà còn dám ngăn cản tôi. Dương Tiêu chế nhạo. Vùi ngay sau đó, Dương Tiêu lái Nai Xì với tốc nhanh đi về phía Học viện Nghệ thuật đề đô. Nhìn thấy sự xuất hiện của Nai 15, ánh mắt Lưu Hách hiện lên vẻ thù địch, hành động, ai vào chỗ nấy. Anh Hách, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhóm đàn em đang trốn trong bóng tối nói. Nai 15 vừa bước vào phạm vi vụ nổ, Lưu Hắc phát tay hét lên, hành động. Vâng, anh Hách, nhóm người đồng thanh hét lên. Dương Tiêu không nhận ra bên kia đã sắp xếp một vụ nổ, ngay khi Dương Tiêu thả lỏng cảnh giác, đột nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai. Ami đột nhiên, khu vực trung tâm của con phố nơi Nai 15 đi qua biến thành biển lửa dày đặc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lại có những vụ nổ chói tai vang vọng bầu trời. Toàn bộ Nai 15 bị bao trùm trong ngọn lửa cuồng nộ. Làm tốt lắm, lúc này, Vương Kiệt dẫn đầu nhóm người đi tới. Nhìn ngọn lửa bùng cháy, Vương Kiệt xuông xe như được tiêm máu gà phần chân nói, ha 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 ha. Không phải anh rất giỏi sao?
không phải anh đánh nhau rất giỏi à? Không phải anh dám ngang ngược đâm xe sao, cuối cùng cũng vẫn bị vụ nổ mà tôi sắp, xếp khiến anh đang sông sờ sờ diệt chê. Đúng vậy, A Kiệt, cuối cùng tên đó cũng chê. Cô em gái bình bình bước ra khỏi xe, nói với Vương Kiệt. Hai người nhìn chằm chằm biên lửa, vẻ mặt dữ tợn, như thể Dương Tiêu nên xuông Hoàng Tuyên. Ha 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 hài. Nhóm ăn chơi cũng chạy đến, khi nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều cười phá lên. Như thể trong vụ nổ này, Dương Tiêu và Đường Đường nhất định đã chết. Rồi ngay lúc bọn họ nghĩ Dương Tiêu đã chê, ngay lúc bọn họ đang cười nói ăn mừng thì một tiếng động cơ bất hòa đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Dám xúc phạm chúng ta, thật sự không biết sông chê. Cổ em gái bình bình đặc ý nói. Có vẻ như họ giết được Dương Tiêu là đã làm được một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, Vương Kiệt thường chơi với ô tô ngửi thấy mùi bất thường, anh ta nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy tiếng động cơ của xe? Anh Vương, chắc anh đã nghĩ nhiều rồi. Một tên ăn chơi cười nói. Đúng thế anh Vương, thằng danh kia xong đời rồi, chắc chắn là anh nghĩ nhiều. Ngay khi bọn họ thực sự cho rằng Dương Tiêu đã chết, Nai 15 màu đen gần như biến thành một tia chớp lao ra khỏi biển lửa. Một tên ăn chơi nhìn thấy cảnh này không khỏi thốt lên, mau. Mau nhìn, tên kia chưa chết. Cái gì, chưa chết? Mọi người nghe vậy đều dán mắt vào biên lửa, chỉ thấy Nai 15 thực sự lao ra khỏi biên lửa. Chuyện gì vậy? Vương Kiệt càng kinh hãi hơn, thậm chí anh ta còn nhìn thấy sát khí bừng bừng trên mặt Dương Tiêu. Dưới ánh mắt của mọi người, Nai 15 nhanh chóng lao về phía cô em gái Bình Bình và Vương Kiệt. Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình vô cùng kinh hãi, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Bốp bốp! Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người bị Nai 15 trông giống như một con khủng long bạo chúa lao vào cơ thể, bóng dáng tuyệt vọng của Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình bị đánh bật khỏi mặt đất. Phụt phụt! Vào lúc hai người bị đánh bay lên không trung, cả hai đều phun ra một ngụm máu lớn. Trong không khí, ánh mắt của họ tan rã, vẻ kinh hãi dày đặc trên khuôn mặt của họ cứng lại. Khi đáp xuống đất, Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình co giật vài cái, khóe miệng chảy rất nhiều máu, trợn to mắt, chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, bọn họ không ngờ Dương Tiêu không những không bị thuốc nổ giết chết, mà còn xông ra tiễn bọn họ về châu trời. Không phải chứ, nhìn thấy Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình chết tại chỗ, nhóm ăn chơi sợ hãi đến mức ra đầu tê đại. Ai mà ngờ được Dương Tiêu lại bình an vô sự. Ai có thể ngờ được cuối cùng Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình lại chê. Nhìn chằm chằm vào hai người đã chết, Dương Tiêu khinh thường, thật sự cho rằng Nai 15 là xe đồ chơi sao. Còn cho nổ tung, hừ, đáng tiếc, anh chẳng biết gì về sức mạnh của Nai 16. Không hề hay biết, phần thân của Nai 15 được làm từ thép chống đạn, vòm bánh xe tiền vệ và cản va chạm bằng kính, cửa sổ và kính chắn gió được làm bằng vật liệu trong suốt chống đạn dày 64mm. Nó có thể chịu được tốc độ bắn tiêu chuẩn của NATO là 820m/s và đạn hạt nhân bằng thép cứng cỡ nòng 7,62x51mm, có thể trông lại sức tấn công của 15kg thuốc nổ TNT, và khung gâm xe cũng có thể chịu được các vụ nổ lựu đạn. Nai 15 thực sự giống như một chiếc xe bọc thép. Sử dụng thiết bị nổ bình thường này để làm nổ Nai 15, si, không phải là lầy trứng trọi đá sao? Kẻ chi ngay sau đó, Dương Tiêu mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt của anh cực kỳ sắc bén, như thê một con chim săn mồi đang khóa chặt con mỗi. Đại ca anh muốn làm gì? Một tên ăn chơi run giọng hỏi. Vương Kiệt và cô em gái Bình Bình đã bị Dương Tiêu đâm chết, họ hoàn toàn sợ Dương Tiêu. Nói trắng ra, bọn họ là một đám ăn chơi trác táng, nào dám xúc phạm đến uy nghiêm của Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tất cả qua đây quỳ xuông, kẻ nào làm trái lệnh, giết không thương tiếc. Rút lời. Trên người Dương Tiêu tràn đầy ý định giết người rào rạt. Vốn dĩ chỉ là một khúc dạo ngắn, ai ngờ cuối cùng lại phải thấy máu. Dương Tiêu không muốn Đường Đường nhìn thấy mặt đẫm máu của mình, ai ngờ cuối cùng vẫn nhìn thấy. Quỳ xuống, đám ăn chơi hoàn toàn ngắn ra. Nhưng cảm nhận được ý định diệt người trên người Dương Tiêu, bọn họ sợ tới mức rùng mình, hoàn toàn không dám chồng lại quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn bọn họ. Rất nhiều tên ăn chơi đổ mồ hôi lạnh trên trán. Dương Tiêu lạnh giọng hỏi, vừa nãy là ai gây ra vụ nổ? Ai gây ra vụ nổ? Đám người đều tập trung vào Lưu Hách. Dương Tiêu khóa chặt Lưu Hách, ông làm. Không, không phải tôi, tất cả đều là Vương Kiệt,
Không, tên khốn Vương Kiệt kia bảo tôi làm, đại. Đại ca, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Lưu Hách suýt bật khóc. Xác định được là người này làm, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lẽo, đá vào ngực Lưu Hách. Lưu Hách không ngờ cú đá của Dương Tiêu lại nhanh như vậy, ông ta bị đá vào ngực, cả người đột nhiên ngã nhào xuống đất. Lông ngực Lưu Hách căng cứng, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu, hai mắt dần dẫn mở mịt, cuối cùng biến thành vĩnh hằng. Hi-ti. Nhìn thấy Dương Tiêu giết Lưu Hách bằng một cú đá, không ít tên ăn chơi hít hà, trong lòng càng sợ hãi hơn. Sau khi giết Lưu Hách, cơn tức trong lòng Dương Tiêu đã tiêu tan rất nhiều. Không cần biết Lưu Hách này có phải là do Vương Kiệt ra lệnh làm hay không, chỉ cần ông ta sắp xếp phụ nó, người này đã đáng chết. Nếu anh không lái Nai 15, cho dù là xe thể thao cũng sẽ bị bốc cháy và nổ tung. Tình huống vừa nấy, Dương Tiêu miễn cưỡng có thể bảo vệ mình, đường đường tuyệt đối chết oan uông. Nếu hôm nay Lưu Hách không chết, Dương Tiêu thật sự không thể nuốt trôi lửa giận này. Các người tự giải quyết cho tốt, còn tìm tôi gây chuyện thì kết cục của Vương Kiệt cũng sẽ là kết cục của các người. Dương Tiêu lạnh lùng mắng. Vâng vâng vâng, vâng vâng vâng. Mặt đám ăn chơi tái nhợt gật đầu như gà mổ thóc. Dọa sợ bọn ăn chơi một trận, Dương Tiêu mới đưa Đường Đường đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Suy nghĩ của Dương Tiêu thực sự rất nhiều ê tạp, hôm nay Đường Đường đã nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy, không biết mình sẽ mang đến cho Đường Đường tác động gì. Đường Đường hoàn toàn không quan tâm chuyện xảy ra hôm nay, cô chỉ quan tâm đến thái độ của Dương Tiêu đối với mình. Sắp đi rồi, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Đường Đường tủi thân nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu do dự một lúc, anh thật sự không biết nên nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân của Đường Đường, Dương Tiêu căn răng nói, nhóc, mong đời này em được đối xử tử tế, có người yêu và người thương y mồ. Có người yêu và người thương em sao? Đường Đường lặp lại một lần nữa. Sau khi trải qua Đường Đường càng cảm thấy trong lòng chua xót, cô đột nhiên nắm lấy tay phải của Dương Tiêu, cắn vào cô tay anh. Ôi, bị Đường Đường cắn Dương Tiêu bị đau. Tuy nhiên, Dương Tiêu không hề ngăn cản, anh biết Đường Đường cần phải chút bỏ tâm trạng của mình. Khoảng 10 giây, Đường Đường mới bỏ Dương Tiêu ra, hai mắt đỏ bừng, Dương Tiêu thấy trên cổ tay có một vết đỏ. Đường Đường nhìn Dương Tiêu, trách đậy là lần đầu tiên anh bị một cô gái cắn đúng không? Dương Tiêu, em muốn anh nhớ rằng đã từng có một cô gái thích anh, sau này nhìn thấy dấu này sẽ làm anh nhớ đến em. Em đi đây, anh đừng đi theo y mồ. Dứt lời, Đường Đường xoay người lại, nước mắt không kìm được nữa. Dương Tiêu, thành lũy của em đang đợi anh không đến, em sẽ luôn cô đơn ồ nếu có thể một ngày nào đó, hy vọng anh có thể đến để mọi chuyện an sung. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Đường, Dương Tiêu cười khổ, anh thật sự không biết nên đối mặt với con nhóc Đường Đường này như thế nào. Khương Hiến chủ động gây chuyện ở cửa hàng xe. Sau đó còn tìm Tống Thâm chặn giết Dương Tiêu. Khương Khâu Phong nghe xong, ông ta đau buồn nói, hồ đồ, Hiến Nhi hồ đồi. Trước đó ông ta đã cảnh cáo Khương Hiên, mấy ngày này ở Đề Đô phải thành thật, nhớ đừng tìm Dương Tiêu gây chuyện. Ai biết Khương Hiên không chịu nổi cô đơn, không chỉ đến làm phiền Dương Tiêu, mà còn tìm người ám sát Dương Tiêu. Đây không phải là tìm chết sao? Đây không phải là cố ý tặng đầu cho người ta sao? Bồ, giờ phải làm gì? Bố, giờ phải làm gì? Hiện Nhi đã chê, dòng dõi độc định nhà chúng ta đút rồi. Chúng ta nhất định không thể tha cho tên đáng chết ngàn dao Dương Tiêu này. Lúc này, nhà họ Khương ở Đề Đô. Quản gia nhà họ Khương đổ đầy mồ hôi lạnh ôm một hộp quà tỉnh xảo đi tới chỗ Khương Khâu Phong, ông cụ nhà họ Khương và Khương Võ, chủ nhà họ Khương. Khương Võ nhìn thấy cảnh này bèn hỏi, chuyện gì vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Đây là thứ gì? Đã xem chưa? Thưa chủ nhà, xem rồi, quản gia nhà họ Khương khó khăn nuốt nước bọt. Nhìn thấy quản gia khác lạ, Khương Võ nhíu mày nói, xem rồi. Thứ gì mà khiến ông hoảng sợ như vậy? Hả, có mùi như máu, rốt cuộc trong đó có gì? Đôi mắt của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lạnh lẽo. Quản gia nhà họ Khương lại nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi vô hạn. Thưa chủ nhà, thưa ông cụ, bên trong hộp là... Đầu của cậu chủi. Trước cổng Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Dương Tiệu nhìn Đường Đường biến mất khỏi tầm nhìn của mình, rồi anh lái chiếc Nai 15 hỏng đi về phía ga ra gần đó. Nai 15 bị nổ lốp, về cơ bản vỏ xe đã bị mục, lớp sơn trên thân xe cũng bị bong chóc, thực sự cần sửa một chút. Về phần sau này đối mặt với Đường Đường như thế nào, Dương Tiêu tạm thời chưa nghĩ tới, nếu đã chưa nghĩ tới,
nên Dương Tiêu cũng đơn giản không nghĩ nhiều. Bởi vì Dương Tiêu tin rằng, thời gian là một nhà văn vĩ đại, nó sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Trong biệt thự của nhà họ Khương, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương và Khương Khiên chủ nhà họ Khương đều sững sờ. Hộp quà đựng đầu của Khương Hiên. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương đang ngồi trên ghế lim trăm năm đột nhiên đứng lên, hai mắt già nua trợn to nhìn quản gia, ông, nói gì? Trong này là đầu của Hiến nhỉ? Ông cụ, vâng, vâng ạ, bên trong thực sự là đầu của cậu chủ. Quản gia nhà họ Khương lo lắng hoảng hồ nói. Khương Võ sững sờ, nói nhảm, làm sao có thể là đầu con trai Hiến nhỉ của tôi được? Nhà họ Khương là nhà quyền thế lớn nhất Đế Đô, nhân tài hàng đầu thiên phủ chỉ quốc, nhìn chung toàn bộ châu Á, nhà họ Khương cũng thuộc hàng bậc nhất. Làm sao đầu của Khương Hiên, cậu chủ nhà họ Khương lại nằm trong hộp quà xinh đẹp này, lại còn được người ta gửi đến? Vô lý, quá vô lý. Chủ nhà, là thật, trong này thật sự là đầu của cậu chủ. Quản gia vừa thành khẩn vừa sợ hãi nổi. Khương Võ tức giận giật lấy hộp quà tinh xảo, sau đó ông ta đặt hộp quà lên bàn, trực tiếp mở ra. Vào lúc hộp, quà tinh xảo được mở ra, chỉ có cái đầu dính máu của Khương Hiến xuất hiện trước mặt hai cha con Khương Khâu Phong và Khương Võ con trai tôi. Nhìn thấy đầu của con trai, con người của Khương Võ co rút lại, không khỏi hét lên một tiếng. Phí Trầu và Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương đứng lên, về mặt cả kinh, sau khi xác định đó là đầu của cháu trai mình, Khương Khâu Phong loạng choạng ngã ngồi trên ghế. Chỉ trong vài giây, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương như bị rút hết sức lực, cả người như già đi 10, 20 tuổi. Nhà họ Khương to lớn, ông ta cũng chỉ có đứa con trai Khương Võ này. Khương Võ không hăng hái tranh giành, những năm đầu bị sắc đẹp rượu ngon làm hỏng thân thể, điều này dẫn đến sau này phải chữa trị bên thuốc bắc, cuối cùng sinh ra đứa cháu trai Khương Hiên này. Với sự ra đời của Khương Hiền, Khương Khâu Phong coi Khương Hiên như báu vật, cưng chiều anh ta từ nhỏ, muốn gì cho đó. Bây giờ, nhìn thấy đầu của đứa cháu trai duy nhất của mình trước mắt, Khương Khâu Phong thực sự sắp ngất xỉu. Vẻ mặt Khương Võ chủ nhà họ Khương cũng thay đổi lớn, cho rằng mình bị ảo giác, ông ta dụi mắt, nhìn đầu của Khương Hiến trong hộp quà tỉnh xảo, ngực Khương Võ căng đến mức suýt nôn ra máu. Ông ta không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Khương Hiến đã chết, con trai duy nhất của ông ta đã chết. Đứa con độc đỉnh nói dõi duy nhất trong nhà họ Khương bị chặt đầu thế này. Lúc này, Dương Tiêu đã đưa xe đến cửa hàng 4S để bảo dưỡng, anh châm một điều thuốc nhìn lên trời. Màn đêm dần buông xuống, gió lạnh không ngừng kéo đến. Dương Tiêu vừa hút một hơi, điều thuốc đã bị gió lạnh thổi tắt, như đang gián tiếp ám chỉ điều gì đó. Trần Khải gọi điện thoại tới, đội NNC tôi nghe nói anh chém đầu tên chó rác rưởi Khương Hiến cậu chủ nhà họ Khương kia à. Hơn nữa còn phái người đưa đầu đến nhà họ Khương. Ừ, có chuyện đó thật, Dương Tiêu lại châm thuốc. Trần Khải kinh hãi, đội trưởng, anh đang đùa với lửa. Nhà họ Khương chỉ có tên độc định Khương Hiến này. Anh giết Khương Hiến, mấy lão già trong nhà họ Khương nhất định sẽ phát điên. Nếu lúc này họ chủ động công kích, chúng ta không chống đỡ được lắm đâu. Không cần lo lắng, lúc này nhà họ Khương không dám manh động, trừ khi bọn họ không muôn sông nữa. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nghe những lời đầy tự tin của Dương Tiêu, Trần Khải không phản bác lại. Anh nhớ rõ cảnh bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, dịch thấp chỉ hắt hơi đã hất viên đạn phản xạ lại, làm nổ tung hàng trăm Khâu Thompson chỉ băng một cái răm. Trước khi dịch thấp rời đi đã nói 3 ngày sau hai bên muốn đấu như thế nào thì đấu, trong vòng 3 ngày này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nếu lúc này nhà họ Khương tấn công dồn dập, một khi đã xúc phạm đến dịch thấp, hậu quả khó mà đoán trước được. Trước khi Dương Tiêu ra tay đã nghĩ kỹ. Lúc này nhà họ Khương chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn cơn giận. Chỉ cần dịch thấp còn ở Đế Đô, bọn họ sẽ không dám hành động hợp tập. Đương nhiên, cho dù lúc này nhà họ Khương ở Đế Đô tiến hành ám sát, Dương Tiêu cũng không sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thù giết cha, không đội trời chung. Hôm nay, Khương Hiến tìm chết, Dương Tiêu không ngại thỏa mãn anh ta, dùng chuyện bày bắt đầu trận chiến đầu tiên với nhà họ Khương ở Đế Đô. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Anh, Dương Tiêu thật sự không có gì phải sợ. Nhìn cái đầu đầy máu của Khương Hiến, hai cha con Khương Khâu Phong và Khương Võ đều rơi vào im lặng chết chóc. Quản gia nhà họ Khương yếu ớt nói, ông cụ nén đau thương, chủ nhà nén đau thương. Ai làm, ai đã làm điều này?
Khương Võ như điên hét lên. Đúng, ai đã làm điều này? Ai đã giết cháu trai tôi? Là ai? Bộ râu của Khương Khâu Phong gần như cong lên. Quản gia nhà họ Khương run rẩy nói, là người của Tống Thâm mang đầu cậu chủ về. Theo như người của Tống Thâm nói, tất cả chuyện này là do Dương Tiêu làm. Dương Tiêu, sao lại là tên xúc sinh này? Không phải đã nói 3 ngày sau sao? Khương Võ điên cuồng hét lên. Quản gia nhà họ Khương kể rõ mọi chuyện ở cửa hàng xe và việc Khương Hiên tìm Tống Thâm giết Dương Tiêu. Cái gì, y điên? Khương Võ thật sự sắp phát điên rồi. Đứa con trai duy nhất bị Dương Tiêu tức giận căm hận như thế nào? Vẻ mặt già nua của Khương Khâu Phong đầy ác độc, ông ta võ bàn, nội lực dâng trào, cái bàn không chịu nỗ lực này bị cái tát của Khương Khâu Phong võ thành bột mịn. Điều này đủ để chứng minh Khương Khâu Phong tức giận đến mức nào. Đương nhiên không thể dễ dàng tha cho thằng xúc sinh này được. Bộ phải chém thằng xúc sinh này ngàn nhát. Bộ sẽ dùng máu của thằng xúc sinh này tỏ lòng kính trọng trước mộ của Hiên Nhỉ. Khương Khâu Phong đau lòng, căm giận nói. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Khương nhận được một cuộc gọi. Kết thúc cuộc gọi, quản gia họ nhà Khương vui mừng khôn xiết nói, ông cụ, chủ nhà, tin tốt, tin tốt. Vừa nãy Dương Tiêu lái xe tông vào mây chục xe của mấy tên ăn chơi ở Đề Đô, còn giết, không cần phải nói Khương Hiến dẫn đến hàng chục chiếc xe đâm đuôi nhau ngay trên đường phó, ngay cả cậu Vương Kiệt và cô Bình Bình cũng bị Dương Tiêu này đâm. Nghe vậy, Khương Khâu Phong phấn chân lên, vẻ mặt già nua tràn đầy sung sướng. Tốt, tốt lắm, thiên địa có đường cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại tới. Dám công khai gây thù trong Đề Đô, thằng xúc sinh nhà cậu chết chắc rồi. Truyền lệnh của tôi, kêu gọi những nhà có con cháu tham gia đua xe dành thời gian gặp mặt. Đêm nay, phải giết tên khốn Dương Tiêu, hát. Cái chê của Khương Hiên đã kích thích Khương Khâu Phong nghiêm trọng, ông ta thực sự chỉ muốn rút gân lột ra Dương Tiêu, chém thành ngàn mảnh ngay lập tức. Khương Võ vội nói, bố, đừng quên, phía sau Dương Tiêu còn có ông già luộm thuộm. Đáng ghét nghĩ đến sự kinh hãi của Dịch Thấp, khuôn mặt già nua của Khương Khâu Phong run rẩy mạnh. Khương Khâu Phong từng là lưỡi dao sắc bén đầu tiên của Thiền Phủ Chỉ Quốc, tuy đã nghỉ hưu, nhưng ở thời kỳ đỉnh cao ông ta tung hoành ngang dọc, là người mạnh hàng đầu thế giới. Mặc dù vậy, sức chiến đấu của ông ta không kinh hãi được như Dịch Thấp. Theo quan điểm của Khương Khâu Phong, e là kỹ năng của Dịch Thập đã vượt xa con người bình thường, hoàn toàn là quái vật. Đúng vậy, dùng từ quái vật miêu tả Dịch Thấp cũng không hề quá. Xét cho cùng, Dịch Thấp là người sáng lập ra Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, sức mạnh tự nhiên xuất thần nhập hóa. Dịch Thấp từng tàn sát hàng trăm nghìn nhồm lính đánh thuê lớn nhất thế giới trong một giờ, và kỷ lục này là chưa từng có. Dịch Thấp được người đời gọi là người có sức chiến đấu mạnh số 1, sức mạnh của ông không phải chỉ trưng cho đẹp. Bạn nói xem trên đời này còn có người nào mạnh hơn Dịch Thấp không? Điều này thực sự khó nói. Nhưng có thể chắc chắn rằng, cả đời Khương Khâu Phong chưa từng thấy một kẻ siêu biến thái tàn nhẫn nào như Dịch Thấp. Khương Võ tức giận nói, bố, nếu chúng ta công kích hấp tấp, có chọc giận Y Ao giả biến thái kia không? Chết tiệt, đôi mắt già nua của Khương Khâu Phong hiện lên đầy vẻ kiêng kỵ. Cuối cùng, ông ta không cam lòng nói, truyền lệnh của tôi, tiếp tục kêu gọi trăm nhà trong Đề Đô hội họp. Cho dù tối nay không giết được tên khốn Dương Tiêu, thì vào ngày chôn cất Dương Thiên Khung, nhà họ Khương ở Đề Đô ta vẫn sẽ giết cậu ta như giết chó. Vâng, ông cụ, quản gia nhà họ Khương trịnh trọng nói. Sau khi bàn giao xong, Khương Khâu Phong nhìn con trai Khương Võ, con đã liên lạc với người mà ta bảo con liên lạc chưa? Bộ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, những ông lớn kia đều đã đồng ý, chờ hôm chôn cất Dương Thiên Khung bọn họ sẽ xuất hiện giết dưới, tiêu. Khương Võ căm hận nói. Tốt lắm, Khương Khâu Phong hài lòng gật đầu. Vì muốn giết Dương Tiêu, ông ta đã huy động rất nhiều tình nghĩa, một số người mạnh đẳng cấp thế giới sẽ đến giúp đỡ. Trong phút chốc, sóng ngầm cuồn cuộn, mưa gió nổi lên. Bên trong cửa hàng xe, sau khi Dương Tiêu và Trân Khải kết thúc cuộc gọi, các nhân viên sửa chữa bảo dưỡng xe nói với Dương rằng không thể sửa Nai 15 xong trong tối nay được. Do Nai 15 bị nhiều ô tô đâm liên tục nên phần đầu xe bị hư hỏng nặng, phần khung xe bị nổ tung, khung xe cũng bị hỏng ở các mức độ khác nhau. Nhanh nhất cũng phải trưa mai mới sửa xong. Dương Tiêu không vội, anh rất muốn biết nhà họ Khương ở Đề Đô nhận được quà của anh sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hôm nay khai đao từ Khương Hiện trước, đến ngày chôn cất bố tôi cũng sẽ chôn cất tất cả người trong nhà họ Khương các người. Dương Tiêu lạnh lùng nói.
Nai 15 không sửa xong trong tôi nay được, Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn rời đi trước, ngày mai quay lại cửa hàng 4S nhận xe sau. Nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, Dương Tiêu càng yêu thích Nai 15 hơn. Nếu không nhờ chiếc xe, Nai 15 giống như xe bọc thép này mở đường, e rằng sẽ không dễ giải quyết những rắc rối ngày hôm nay. Vừa mới gọi xe taxi, một cuộc gọi khẩn cấp nhanh chóng ập đến. Dương Tiêu nhìn kỹ, anh ngạc nhiên. Bởi vì người gọi đến không phải ai khác mà là Lam Vĩ Vi, hậu duệ của Thái Cực Quyền Trung Hoa đã lâu không gặp. Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Vô cùng khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp. Vô cùng khẩn cấp. Nghe thấy giọng nói lo lắng của Lam Vĩ Vi vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi. Chẳng lẽ Mộc Tuyết ở thành phố Trung Nguyên xảy ra chuyện lớn? Sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Tiêu phủ nhận khả năng này. Anh đã nhờ Bắc Hải Long Vương âm thầm bảo vệ đường Mộc Tuyết, không cần lo lắng về an toàn cá nhân của đường Mộc Tuyết, chẳng lẽ Lam Vi Vi đã xảy ra chuyện? Dương Tiêu nhanh chóng phản ứng lại, cô Lam có chuyện gì vậy, đừng vội nói từ từ thôi. Có một tên biến thái từ Nhật tới Hiệp hội Võ thuật Đề Đô, đe dọa khiêu khích tất cả các cao thủ võ thuật trong thiên phủ chỉ quốc chúng ta. Chúng tôi không có ai chống đỡ được, ngay cả thầy của tôi cũng bị đánh bại. Bọn họ còn sỉ nhục chúng ta là bọn ma bệnh Đông Á. Không ai đánh được, anh mau tới đi. Lam Vi Vi vội vàng nói. Biến thái Nhật. Đây là người Nhật tới đập phá hiện trường. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, thầy của Lam Vi Vi là cây thường xanh trong môn võ Thái Cực Quyền ở Thiên Phủ Chi Quốc, ngay cả thầy Lam Vi Vi cũng đã bị đánh bại, có vẻ như bên kia đã chuẩn bị mà đến. Gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nếu đối phương chỉ tới đập phá đơn giản thì không sao, nhưng lại luôn mồm nhục mạ ma bệnh Đông Á, Dương Tiêu không thể nuốt trôi cơn tức này. Thiên Phủ Chi Quốc là một nước lớn ở phương Đông, ai dám khinh thường nói ma bệnh Đông Á. Khi Dương Tiêu làm nhiệm vụ, nhiều người đã xúc phạm Dương Tiêu là ma bệnh Đông Á, nhưng hiện tại tất cả những ngôi mộ của những người này đều được bao phủ đầy cỏ. Vừa cúp điện thoại, Lý Vân Long người phụ trách Long Ảnh cũng nhanh chóng gọi tới, nhóc Dương, mau tới Hiệp hội Võ thuật. Người tới đập phá đền rồi. Đã hiểu, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Ngay cả ông già Lý Vân Long cũng liên hệ mình, xem ra bên kia quả thực không phải nhân vật đơn giản. Bác Tài, đến Hiệp hội Võ thuật. Dương Tiêu nói với tài xế. Vùi tài xế nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh ta đạp ga bay nhanh về phía Hiệp hội Võ thuật. 20 phút sau, Dương Tiêu chậm rãi bước xuống xe taxi. Ở lối vào của Hiệp hội Võ thuật Đề Đô của Thiên Phủ Chi Quốc hầu như không có bóng người nào, trong khi bên trong thì đám đông dày đặc. Trên một bục cao, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục samurai đen, trông chưa đầy 30 tuổi, cầm một thanh kiếm samurai không vỏ đạn đối đầu với Ngô Đạo Tôn, bậc thầy võ thuật số 1 Thiên Phủ Chi Quốc. Lam Vi Vi là người đầu tiên nhìn thấy Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu đi tới, cô vội vàng bước tới nói, Dương Tiêu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Đối phương có lai lịch gì? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Lam Vĩ Vi lắc đầu với vẻ mặt mơ hồ, cụ thể thế nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết Nhật Bản đột nhiên xuất hiện 6 vua kiếm thuật. 6 cao thủ kiếm thuật này đều dũng cảm thiện chiến, không biết đã có bao nhiêu quốc gia ở châu Á thua trong tay bọn họ. Người đang đối đầu với bậc thầy Ngô Đạo Tôn là Umekawa Kuro hạng 6 trong 6 vua kiếm thuật nước Nhật. 6 vua kiếm thuật nước Nhật. Umekawa Kuro, Dương Tiêu giật mình. Anh suy nghĩ một lúc, nhưng anh không nghĩ ra năm đó khi Bình đang rong. Rồi trên đấu trường quốc tế có người tên là Umekawa Kuro ở Nhật. Bộ P.I. đúng lúc này, Ngô Đạo Tôn bậc thầy võ thuật số 1 Thiên Phủ Chỉ Quốc đứng trên võ đài bị Umekawa Kuro đá vào má. Hai mắt Ngô Đạo Tôn đen kịt ngã sung, đầu óc trồng rỗng, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu. Umekawa Huy Vũ Ti. Umekawa Huy Vũ. Nhìn thấy Ngô Đạo Tôn bị Umekawa Kuro đánh bại, nhóm võ sĩ Nhật đồng loạt hét lên. Dường như việc Umekawa Kuro đánh bại Ngô Đạo Tôn là một điều thiêng liêng, như thể đánh bại Ngô Đạo Tôn là chứng tỏ võ sĩ Nhật vượt trội hơn hẳn so với võ thuật Trung Hoa. Umekawa Kuro, một trong 6 vua kiếm thuật đắc ý giẫm lên mặt Ngô Đạo Tôn, anh ta nhìn nhóm võ sư với vẻ khinh bỉ, cái gọi là bậc thầy võ thuật số 1 Trung Hoa các người đây sao? Thực sự không chịu nổi một đòn. Còn ai nữa? Xin hỏi, mà bệnh Đông Á còn có dám đấu với tôi? Nhóm võ sư tràn đầy đau buồn và phẫn nộ, nhưng tiếc là Umekawa Kuro này quá mạnh, họ đều bị Umekawa Kuro cưỡng ép đánh bại. Bây giờ Ngô Đạo Tôn cũng bị Umekawa Kuro đánh bại, có
còn ai trong giới võ thuật thiên phủ chỉ quốc có thể chống lại Umekawa Kuro này? Còn ai nữa? Nhìn thấy nhóm võ sư tái nhọt, Umekawa Kuro càng đắc ý hơn. Như thể giới võ thuật Trung Hoa không còn một người nào, toàn bộ giới võ thuật Trung Hoa sẽ bị dâm dưới chân anh ta. Còn có tôi. Ngay lúc bọn người Nhật và Umekawa Kuro đang diêu võ Dương Oai, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ thấy Dương Tiêu đen mặt bước ra. Nhìn thấy một người xuất hiện, lại còn trẻ như vậy, hiện trường có không biết bao nhiêu người bị sốc. Thằng nhóc này là ai? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Cậu ta muốn làm gì? Đối ỉ đầu với Umekawa Kuro hai ngay cả Ngô Đạo Tôn, bậc thầy Ngô cũng thua, sao cậu ta có thể là đối thủ của Umekawa Kuro được? Đúng đúng, Ngô Đạo Tôn, bậc thầy Ngô được công nhận là võ sư số một võ thuật Trung Hoa. Ngô Đạo Tôn cũng bị đánh bại, trong giới võ thuật Trung Hoa còn ai có thể đấu với Umekawa Kuro này? Người trẻ tuổi, mau trở về đi, chớ đi ra mất mặt sâu hồi. Về cơ bản hiện trường đầy rẫy những võ sư nổi tiếng ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, về cơ bản họ đã bị Umekawa Kuro đánh bại. Bây giờ, khi Dương Tiêu bước ra, lại còn trẻ như vậy, trong lòng nhóm bậc thầy võ thuật đã coi thường Dương Tiêu. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chỉ là một thanh niên liều lĩnh, không biết sống chết, đi cũng sẽ tự chuốc lấy nhục nhã. Mất mặt xấu hổ, Dương Tiêu cười lạnh. Anh rất hiếm khi xuất hiện trước mắt công chúng, vì vậy người biết kỹ. Năng của Dương Tiêu chẳng có mây người, mà Ngô Đạo Tôn, võ sư số một võ thuật, Trung Hoa là một trong số đó. Lần đầu tiên gặp Ngô Đạo Tôn là ở hiện trường đám cưới tại nhà Bạch ở Giang Nam, Ngô Đạo Tôn tấn công một cách ngạng tàng, bị Dương Tiêu hạ gục chỉ bằng một chiêu. Lúc này, ngoại trừ Lam Vi Vi và Ngô Đạo Tôn biệt thực lực của mình, những người còn lại không có ai biết. Lúc này đầu óc Ngô Đạo Tôn đang ở trong trạng thái mơ màng, ý thức cũng không rõ ràng lắm, ông ta tự nhiên không thể đứng lên chứng minh thực lực của mình. Lam Vi Vi đứng bên cạnh Dương Tiêu nói lời chính nghĩa, các bậc thầy, tin tôi. Dương Tiêu nhất định sẽ có thể đánh bại tên này. Vê vị, vừa rút lời, một ông già xương cốt bắt phàm nhíu mày nhắc nhở. Người mở miệng là đỉnh trọng thầy của Lam Vi Vi, bậc thầy số một môn võ thái cực quyền của Trung Hoa, nhưng đỉnh trọng, đối mặt với Umekawa Kuro cũng thất bại. Lam Vi Vi nhìn về phía thầy đinh trọng, thầy, Dương Tiêu thật sự rất giỏi. Lúc trước ở thành phố Trung, Nguyên, võ thu hoàng cao thủ số một trong sáu tỉnh Đông Hải cũng bị Dương Tiêu đánh bại. Cái gì? Võ Thu Hoàng cao thủ số một trong sáu tỉnh Đông Hải lại bị tên nhóc trước mặt này đánh bại. Nghe vậy, nhóm võ sư có mặt tại hiện trường nhìn Dương Tiêu với ánh mặt hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi, cậu đã đánh bại Võ Thu Hoàng, định trọng ngạc nhiên nói. Dương Tiêu nhẹ nhàng đáp, nói chính xác là chém dê. Chém giết Võ Thu Hoàng, cậu đã dùng bao nhiêu chiêu? Định trọng lại hỏi tiếp. Định trọng biết Võ Thu Hoàng là một kẻ siêu tàn nhẫn ở Đông Hải. Sức chiến đấu mạnh mẽ, người thường khó có thể chống lại cậu ta. Thậm chí, nếu để ông chiến đấu với Võ Thu Hoàng một trận sinh tử, e rằng kết quả sẽ là 5 năm. Dương Tiêu lại đáp, một chiêu. Lúc đó Phùng Tứ hẹn đấu ở Cảng Thanh Long, Võ Thu Hoàng cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải tấn công, Dương Tiêu nhường chiêu 3 chiêu, cuối cùng giết anh ta bằng một chiêu. Lam Vi Vi nghe vậy đã rất sốc, cô biết Dương Tiêu đã đánh bại Võ Thu Hoàng. Nhưng cô không ngờ Dương Tiêu lại giết Võ Thu Hoàng chỉ bằng một chiêu. Ha hải! Nghe vậy, nhóm võ sư có mặt tại hiện trường diêu cợt ọt cười nhạo. Người trẻ tuổi, cậu biết khoác lác thật đây. Võ Thu Hoàng là ai? Cậu ta là sát nhân cuồng ma thật sự, người bình thường hoàn toàn không chân áp được, huống chỉ là giết. Đúng vậy, cậu hỏi các bậc thầy võ thuật tại hiện trường xem, hỏi thử ai đủ tự tin chém giết Võ Thu Hoàng. Bây giờ người trẻ tuổi càng ngày càng biệt khoác lác. Cũng không sợ người ta cười rụng răng. Trong chốc lát, nhóm người đều khinh thường Dương Tiêu, như thể Dương Tiêu nói giết Võ Thu Hoàng bằng một chiêu là khoác lác. Các bậc thầy, tôi tin Dương Tiêu không nói rồi. Lam Vi Vi khẳng định. Dương Tiêu là ai? Đó là chồng của cô bạn thân Đường Mộc Tuyệt của mình. Với sự hiểu biết của mình về Dương Tiêu sẽ không bao giờ dễ dàng nói đùa. Trước đây ở thành phố Trung Nguyên, phòng tập võ của cô bị đập phá. Chính Dương Tiêu là người đã đuôi hê bọn họ ra ngoài. Lam Vi Vi không nghi ngờ gì về kỹ năng của Dương Tiêu. Ninh Trọng võ sư số một môn võ thái cực quyền lạnh giọng nói, Vi Vi. Thầy, Lam Vĩ Vĩ tủi thân. Đình Trọng lại nói, eo em ngay cho thầy. Không phải ông không tin Dương Tiêu,
mà là Dương Tiêu nói dề Võ Thu Hoàng trong một chiêu là quá viên vông, khiến người khác khó tin. Nếu Lam Vi Vi nhất quyết đứng về phía Dương Tiêu, họ sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu. Không sao, Dương Tiêu nói với Lam Vi Vi. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, người khác chưa từng nghe qua tên của Dương Tiêu cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần biết thần chết đến là được. Trên sàn đấu, Umekawa Kuro nhìn Dương Tiêu rất kiêu ngạo, mà bệnh, cậu muốn đấu với tôi? Không, nói chính xác, tôi muốn xem thử anh có thực sự không mặc quần lót không? Dương Tiêu chê nhạo nhìn Umekawa Kuro. Xem thử anh có thực sự không mặc quần lót không? Bị Dương Tiêu trêu chọc, Umekawa Kuro tỉnh táo lại, anh ta tức giận, mẹ kiếp. Anh đang nói tiêm chim gì vậy? Sao tôi không hiểu, nhà tôi có nuôi một con chó tên là Vượng Tài, cách hai người phát âm rất giống nhau, có khi nào hai người là cùng một giống chó không? Không đúng. Trong ấn tượng của tôi người Nhật các người không phải ưa chuộng thu nhận chó săn sao? Sao lại trở thành chó bản địa Trung Hoa rồi? Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Umekawa Kuro cùng một loại với chó bản địa Trung Hoa. Nghe vậy, không ít võ sư bật cười. Nhiều người nhìn về phía Dương Tiêu với ánh mắt đã dịu lại. Mặc dù tên nhóc này không có kỹ năng tuyệt vời, nhưng mồm mép lại rất giỏi. Mẹ kiếp, Umekawa Kuro nghe xong, anh ta tức giận nổi điên. Anh ta là một thiên tài kiếm thuật mới ra mắt ở Nhật, còn được ca tụng là một trong sáu vua kiếm thuật, vậy mà lại bị một tên đàn em vô danh sỉ nhục, điều này rất nhục nhã. Umekawa Kuro khóa chặt Dương Tiêu, trừng mắt, Yoshi. Chúc mừng cậu. Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tên đàn em kia, bây giờ cậu đã có tư cách khiêu chiến với tôi, yên tâm, tôi sẽ cho cậu chê không đau, dám khiêu khích uy nghiêm của tôi, cậu sẽ chết không có chỗ chôn. Thật sao, tự tin như vậy, Dương Tiêu chậm rãi đi về phía sàn đấu. Thấy Dương Tiêu chơi thật, đám võ sư lân lượt trách mắng. Cậu nhóc, cậu điên rồi à? Cậu biết Umekawa Kuro mạnh cỡ nào không? Cậu không đùa được đâu. Chỉ cần cậu lên sàn đấu, Umekawa Kuro thật sự dám giết cậu. Đúng vậy, Umekawa Kuro khá biến thái. Chúng tôi đều thua, cậu cho rằng mình trẻ tuổi có thể đánh bại Umekawa Kuro sao? Nói cho cậu biết, Umekawa Kuro là thiên tài kiểm thuật tuyệt đỉnh, đã luyện kiểm thuật trong 2 năm rưỡi rồi ra mắt, vô số người tài trong giới võ thuật đã bị Umekawa Kuro dâm dưới chân. Lúc này, một nhóm người nhìn chằm chằm Umekawa Kuro với ánh mắt kiêng kỵ dày đặc. Luyện 2 năm rưỡi, Dương Tiêu ngạc nhiên. Nhắc đến điều này, Umekawa Kuro đắc ý nói, đúng vậy, tôi đã tiếp xúc với kiếm thuật được 2 năm rưỡi rồi ra mắt, từ khi ra mắt không ai có thể ngăn cản tôi. Thôi thôi, Dương Tiêu xua tay. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Dương Tiêu kinh ngạc nhìn Umekawa Kuro, cho tôi hỏi, anh cũng thích hát, nhảy, rap, bóng rổ đúng không? Thích hát, nhảy, rap, bóng rổ, anh chàng này đúng là rất nhàm chán. Lam ẩy vĩ nghe vậy dở khóc dở cười. Khóe miệng của nhóm võ sư co giật mạnh, trong đầu không khỏi nghĩ tới mây chữ trai bao quá đẹp. Umekawa Kuro nghe xong, anh ta tức suýt bùng nổ, mẹ kiếp. Cậu mắng ai vậy hả? Hải, tôi đang mắng người à? Dương Tiêu bồi rồi. Người trẻ tuổi, mau xuống đi, chớ lên đó tìm xấu hổ. Người, trẻ tuổi, bọn ông già này lên cũng vô dụng, huống, chỉ là một đàn em như cậu, mau xuống đi. Nhóm võ sư tỉnh táo lại trách mắng Dương Tiêu, không ai trong số họ tỏ ra lạc quan về Dương Tiêu. Umekawa Kuro rất khinh thường nhìn Dương Tiêu, đúng là một tên ma bệnh, có giỏi thì lên đây đầu với tôi. Cộp cộp, trong ánh mắt theo dõi của mọi người, Dương Tiêu lại nhấc chân bước về phía sàn đầu một cách ngang tàng. Nhóc, cậu thật sự điên rồi hả? Mí mắt đỉnh trọng run lên một trận. Nhóc, đã đủ xấu hổ rồi, cậu còn muốn để võ thuật Trung Hoa xấu hổ hơn nữa hả? Nhóm võ sư lo lắng, họ hiểu sâu sắc càng thua nhiều thì võ thuật Trung Hoa sẽ càng bị lu mờ trước võ sĩ nước Nhật. Xấu hổ, tôi lại không nghĩ như vậy. Ngay lúc mọi người đang chắc chắn Dương Tiêu tự tìm nhục, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, Lý Vân Long người phụ trách Long Ảnh chậm rãi bước tới. Lý Vân Long, nhìn thấy gư, ưng hài của Lý Vân Long, rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Những người có thể xuất hiện tại trụ sở của Hiệp hội Võ thuật đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Hoa, họ đương nhiên biết tên tuổi của Lý Vân Long. Lý Vân Long gật đầu nói, mọi người, tôi tin tưởng tên nhóc này. Chuyện này, không thích hợp cho lắm, dù sao cậu ta cũng là một người trẻ tuổi. Một võ sư tiền lên nhíu mày nói.
Đờ Vân Long nhẹ giọng nói, sao? Ông còn dám nghi ngờ ánh mắt của tôi? Không dám, không dám. Võ sư vội vàng lắc đầu. Lý Vân Long có địa vị gì, ông ta có địa vị gì, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Theo lý mà nói, Lý Vân Long không nên can thiệp vào thế giới võ thuật, nhưng lần này những người từ Nhật có chuẩn bị mà đến, mục đích là nghiền nát, làm bẽ mặt võ thuật Trung Hoa. Lý Vân Long là người phụ trách Long Ảnh, đương nhiên phải đứng ra. Người khác không biết thực lực của Dương Tiêu như thế nào, nhưng ông biết rất rõ. Bọn quỷ sứ này dám đền đề đô chạy lung tung, thật sự là chê sống lâu. Không phải các người muốn làm nhục võ thuật Trung Hoa sao? Rát tót. Vậy thì để thần chết Dương Tiêu đến tiệp đãi các người. Yoshi, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu. Nhìn thấy Dương Tiêu bước lên sàn đấu, Umekawa Kuro tỏ thái độ ngạo mạn cười dữ tợn. Khuôn mặt anh ta gớm ghiếc, như thế Dương Tiêu đã đưa ở thành một đồ vật nằm trong túi của anh ta, có thể săn lùng bất cứ lúc nào. Không ít võ sư thở dài lắc đầu, từ tận đáy lòng họ không tin tưởng vào thực lực của Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cọt, tôi cũng khâm phục lòng dũng cảm của anh. Đến Thiên Phủ Chí Quốc, quấy Thiên Phủ Chí Quốc chúng tôi 4 tỷ dân, một người chỉ cần tùy tiện nhỏ nước bọt đã có thể nhân chìm anh. Võ thuật Trung Hoa uyên thâm, cao thủ nhiều như mây, cái anh thấy chỉ là một giọt nước trong biển cả. Một giọt nước trong biển cả, tôi thấy tất cả chỉ là ma bệnh, Umekawa Kuro khinh thường nói. Dương Tiêu nhìn Umekawa Kuro, bỏ bậc thầy Moran. Chỉ là một con kiến, cho cậu. Umekawa Kuro đá mạnh vào đầu Ngô Đạo Tôn. Anh ta ra tay tàn nhẫn, một cú đã khiến toàn bộ khuôn mặt của Ngô Đạo Tôn bê bết máu. Dương Tiêu đỡ Ngô Đạo Tôn, anh ôm Ngô Đạo Tôn ra khỏi sàn đấu, giao Ngô Đạo Tôn cho Lạm Vị Vi, danh thời không nguy. Hiểm đến tính mạng, bậc thầy Ngô giao cho cô. Yên tâm, Lạm Vị Vi trịnh trọng nói. Trở lại sàn đấu, ánh mặt Dương Tiêu hơi lạnh, anh lạnh nhạt nói, cho anh đủ thời gian, anh uống nước nghỉ ngơi đi. Rất lâu. Dương Tiêu đã rất lâu không có ý định diệt người chân chính. Người thông minh đều nhìn ra đây là một trận chiến quốc gia, một cuộc đọ sức đỉnh cao giữa các quốc gia. Umekawa Kuro này không phải là một kiếm sĩ bình thường, mà là một siêu kiếm sĩ, đại diện cho đỉnh cao của võ thuật Nhật. Umekawa Kuro này chắc hẳn đã nhận lệnh đến đây khiêu khích, tính chất mục đích rất mạnh, không phải anh ta nóng đầu chạy tói. Từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, bảo vệ Thiên Phủ Chỉ Quốc. Dương Tiêu đã chém gục tất cả những kẻ thù hùng mạnh đã làm nhục Thiên Phủ Chi Quốc. Mặc dù bây giờ Dương Tiêu đã xuất ngũ, nhưng khi đối mặt với trận chiến quốc gia một lần nữa, máu trong người anh vẫn sục sôi. Nhân vật giống, như con kiến, không cần nghỉ ngơi cũng có thể giết được cậu, chỉ cần một cái búng tay mà thôi. Umekawa Kuro khinh thường nói. Đúng vậy, Umekawa Kuro giết cậu như dê chó, cậu cứ chờ chết đi. Ha ha. Thiên Phủ Chỉ Quốc thật đúng là không ai có thể chiến đầu được, đám gã yêu ót, phái một tên đàn em tới tìm chết, đúng là không chịu nổi một đòn. Nhóm võ sĩ Nhật ở dưới sàn đấu cười điên cuống, như thể không ai trong Thiên Phủ Chi Quốc có thể chiến đấu. Không chịu nổi một đòn. Dương Tiêu lạnh lùng liếc nhìn bọn người Nhật đang cười điên cuồng. Cười, cứ cười đi nồi, chờ tôi đích thân dạy các người cách làm người, cho các người bia thế nào là tàn nhẫn. Dương Tiêu nhìn Umekawa Kuro đang đặc trí, không cần nghỉ ngơi. Được rồi, tốt xấu gì Thiên Phủ Chỉ Quốc chúng tôi cũng là một quốc gia vĩ đại ở phương Đông, trong trường hợp này sẽ không lợi dụng người khác. Tôi nhường anh 3 chiêu, hết 3 chiêu đừng trách tôi không cho anh cơ hội. Cái gì? Nhường Umekawa Kuro 3 chiêu. NN nghe Dương Tiêu nói vậy, nhóm bậc thầy võ thuật đều sửng sốt, tất cả đều nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Là lát nữa các người sẽ không cười nếu Umekawa Kuro nói nhường Dương Tiêu 3 chiêu, bọn họ sẽ coi như điều hiển nhiên. Ai ngờ Dương Tiêu vừa mở miệng đã nói nhường Umekawa Kuro 3 chiêu. Hung hăng càn quấy. Kiêu ngạo. Không biết sống chết. Nhóm võ sĩ Nhật nghe xong, tất cả đều trở nên tức giận. Nhường Umekawa Kuro 3 chiêu, đây không phải là xem thường người khác sao? Nhường tôi 3 chiêu, Umekawa Kuro cười. Nụ cười của anh ta đầy khinh thường. Anh ta đường đường là thế hệ vua kiếm thuật, còn cần người khác nhường 3 chiêu. N cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ gay sau đó, một luồng hơi thở cực lớn đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Dương Tiêu, lực lượng cuồng bạo hoàn toàn lộ ra. Trên người Dương Tiêu trào ra, mọi người có mặt tại hiện trường đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lực bùng nổ mạnh thật,
không ít bậc thầy võ thuật kinh ngạc. Đặc biệt, người vừa nãy đã đánh giá thấp Dương Tiêu có vẻ mặt rất đặc sắc. Chúng ta đã đánh giá thấp tên nhóc này, không ít người lầm bầm. Nhóm võ sĩ người Nhật cũng thay đổi sắc mặt, họ có thể cảm nhận được rõ một cảm giác khủng hoảng đang ập đến. Lý Vân Long cười hiểu ý, ông biết sức chiến đấu của Dương Tiêu kinh ngạc như thế nào. Umekawa Kuro cười vui đùa, như này mới giống một tí, nếu để tôi giết một tên đàn em vô danh tiểu tốt thì thật sự rất chán. Tôi không có thói quen nghe người khác đánh răm, rút kiếm đi. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Thái độ, khinh thường. Độc đoán, uy nghiêm đáng sợ đúng vậy, Dương Tiêu hoàn toàn, không để Umekawa Kuro vào mắt, như thế trong mắt anh Umekawa Kuro mỏng manh yếu đuối. Umekawa Kuro khinh bỉ, rút kiếm. Hừ. Không ai trong số bọn ma bệnh đông ớ các người đủ tư cách để tôi rút kiếm. Muốn tôi rút kiếm thì lấy sức mạnh ra, hy vọng mồm mép của cậu giỏi ngang ngửa với sức mạnh, nếu không tôi sẽ dùng nắm đám đánh vỡ đâu không có tư cách để anh rút kiếm. Được thôi, anh nói không cân nhường ba chiêu, cũng được, yên tâm, giết anh. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Trong vòng ba chiêu tôi sẽ không giết anh. Nghe vậy, khóe miệng của nhiều người co giật dữ dội. Cho dù lực bùng nổ của Dương Tiêu rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn không quan về Dương Tiêu, không phải Dương Tiêu không có năng lực, mà là Umekawa Kuro quá mạnh. Lạc nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, ánh cậu. Trong vòng ba chiêu tôi sẽ không mát lạnh lùng của Umekawa Kuro đột nhiên lộ ra vẻ ác ý, mẹ kiếp. Dám coi thường tôi, vậy tôi sẽ tiến cậu về chầu trời ý. Vẻ on rút lời, Umekawa Kuro hoàn toàn thẳng. Mất kiên nhẫn, cơ thể anh ta gần như biến thành một bóng mở phóng thẳng về phía đầu của Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu bình tĩnh, mặc kệ năm đâm rơi xuông. Xảy ra chuyện lớn, thằng nhóc này bị dọa chết lặng, cậu ta chết chắc rồi. Thấy Dương Tiêu không né hay tránh, mí mắt của nhiều bậc thầy võ thuật giật mạnh, như thể Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết dưới cú đấm của Umekawa Kuro. Tuy nhiên, ngay lúc họ cho rằng Dương Tiêu xong đời, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Ma bệnh, xuống địa ngục đi, thấy Dương Tiêu không né hay tránh mình, Umekawa Kuro vui vẻ như điên. Như thể nắm đấm của anh ta rơi xuống, đầu của Dương Tiêu đã được định sẵn sẽ nở hoa. Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm sắp rơi xuống, Dương Tiêu đột nhiên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt tràn đầy vẻ vui đùa. Cười, lúc này rồi mà tên nhóc này còn có tâm tư cười. Nhóm bậc thầy võ thuật ngạc nhiên. Trước mặt Umekawa hùng mạnh mà tên ma bệnh này vẫn có thể cười được, chắc đã bị dọa sợ đến mức phát điên rồi, ha 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 hai. Nhóm võ sĩ Nhật thấy Dương Tiêu cười, họ nháy mắt với nhau lần lượt đứng dậy chê nhạo. Vùi ngay lúc mà hầu hết mọi người đều cho rằng Dương Tiêu sẽ phải chịu đau đớn, ngay lúc năm đấm sắt của Umekawa Kuro cách Dương Tiêu chưa đầy 1 cm, ngay lúc Umekawa Kuro xác định Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết, thì Dương Tiêu di chuyển, anh chợt dùng lực. Vẻ on ngay sau đó, thân hình của Dương Tiêu hơi xê qua như một bóng mờ, tay. Phải biến thành bóng mờ túm cạp quân của Umekawa Kuro. Sau đó vang lên tiếng suốt, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, chỉ thấy, Dương Tiêu chọt dùng lực cứ thế xé rách cả quân của Umekawa Kuro. Nhanh, tốc độ của Dương Tiêu nhanh đến mức cực hạn, khiến người khác không thể hiểu nổi. Cái gì, thấy Dương Tiêu né tránh, Umekawa Kuro rất ngạc nhiên. Yên tĩnh. Hiện trường to lớn lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Nhóm võ sĩ Nhật lần lượt há to miệng, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện xảy ra trên sàn đấu. Nhìn kỹ thì thấy quần của Umekawa Kuro bị rách hết, thân dưới hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, hơn nữa anh ta thực sự không mặc quần lót. Dương Tiêu chế nhạo, úi chà, đúng, là không mặc quần lót thật, anh bạn, đều nói người như tên, anh đúng là không phải giả. Lam Vĩ Vĩ nhìn lướt qua. Khuôn mặt ửng hồng tránh ánh mắt. Mà nhóm bậc thầy võ thuật nghẹn. Họng nhìn chân trời trước, sau đó tất cả đều cười phá lên. Tên tiểu quỷ này đúng là không mặc quần lót. Buồn cười chết mất, thật sự buồn cười chết mắt. Đúng đúng, không ngờ thằng nhóc này thực sự mang đến cho chúng ta một điều bất ngờ, không tệ không tệ. Một nữ võ sư liếc nhìn Umekawa Kuro, vẻ khinh thường trong mắt càng dày đặc hơn. Anh nhìn xem, người Nhật các người đúng là nhỏ ngắn. Cái kia là nâm kim châm à? Nếu tôi dùng anh ta, tôi đã tìm sách kiếm trừ tà cắt từ lâu rồi. Bậc thầy lỗ, cô nói như vậy tôi sẽ không vui, có ghê tởm không vậy? Sau này còn để tôi ăn nâm kim châm nữa không? Nói nâm kim châm đã là cất nhắc anh ta, tôi thấy cái đầu nhỏ kia giống kim hay cọng dâu ấy.
thêm một võ sư lừng danh đứng dậy nói. Kim hay cọng dâu? Vậy, chẳng phải còn không bằng cả nâm kim châm à? Umekawa Kuro nhíu mày, anh ta hơi không hiểu những võ sư này đang nói gì. Lúc này, một võ sĩ Nhật hét lên với Umekawa Kuro, anh Umekawa, quần. Quần của anh mất rồi. Cái gì? Umekawa Kuro cúi đầu theo bản năng. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình, thấy quần của mình thật sự đã biến mất. Ngày thường không mặc quần lót biểu tượng đàn ông của anh ta lộ ra trong không khí còn đứng nhìn ánh mắt vui đùa của nhóm bậc thầy võ thuật. Khuôn mặt Umekawa Kuro lập tức đỏ bừng, anh ta đột nhiên che chỗ linh vật. Umekawa Kuro thẹn quá hóa giận nhìn Dương Tiêu căm giận nói, mẹ kiếp tên khốn. Tôi phải giết cậu, tôi phải nghiên cậu thành tro. Là một trong sáu vô kiếm thuật, Umekawa Kuro nào phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Việc bị người khác kéo quân, khiến mình đề lô linh vật trước công chúng là một điều đáng xấu hổ. Giết tôi, bót làm loạn đi. Không mặc quần lót thì là không mặc quần lót thôi, còn không cho người khác kiểm tra. Dương Tiêu trêu ghẹo. Umekawa Kuro tức đến mức gần như bùng nổ tại chỗ, vì cái tên này anh ta đã thường bị chê cười, Umekawa Kuro dứt khoát không mặc quần lót nữa. Ai ngờ lần này khi thách đấu các cao thủ võ thuật trong Thiên Phủ Chi Quốc lại gặp phải một kẻ không biết xấu hổ như Dương Tiêu. Xấu hổ, lần này thật sự xấu hổ. Bị Dương Tiêu trêu ghẹo. Umekawa Kuro chỉ muốn một chiêu giết chết Dương Tiêu, anh ta vội vàng nhìn một võ sĩ dưới sàn đấu, mau còi quân của anh Ran. Hả, còi, Umekawa, tôi cũng không mặc quân lót, võ sĩ người Nhật nói với vẻ mặt bối rối. Cái gì, cũng không mặc quần lót. Phụt, nghe vậy, Umekawa Kuro suy sụp đến mức suýt nôn ra máu. Nếu không có quần, anh ta còn đánh cái nỗi gì, mất hết sạch mặt mũi rồi. Umekawa Kuro nhìn về phía nhóm võ sĩ Nhật, ai mặc quân lót, mau cởi quân ra cho tôi phải giết tên ma bệnh Đông Á này rửa nhục và thị uy cho đất nước chúng ta. Umekawa, tôi mặc quần lót, một võ sĩ Nhật lập tức cởi quân đưa cho Umekawa Kuro. Khi Umekawa Kuro mặc quân xong, anh ta lạnh lùng nhìn Dương Tiêu, tên khôn. Dám làm nhục vua kiêm thuật Nhật, cậu chết chắc rồi. Chết chắc, tự tin như vậy, vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy trêu đùa. Ân nghĩ đến cảnh quần của mình bị Dương Tiêu xé toạc, nghĩ mình là một huyền thoại kiếm thuật lại bị sáu hỗ trong Thiên Phủ Chi Quốc, Umekawa Kuro thực sự muốn lập tức giết Dương Tiêu cho hả giận. Umekawa Kuro không còn kiểm soát được cảm xúc táo bạo của mình, anh ta vé on sau tiếng gầm, Umekawa Kuro tấn công dữ dội về phía Dương Tiêu, tay anh ta biến thành móng vuốt đại bàng, chộp về phía cổ của Dương Tiêu, cố gắng xé rách cổ Dương Tiêu chỉ bằng một chiêu. Lần này, Umekawa Kuro đã hoàn toàn bùng cháy. Cho dù không có kiếm, kỹ năng đáng sợ đó cũng khiến người khác thót tim không kém. Gầm lên, ma bệnh, nhận mệnh đi. Tốc độ đáng sợ thật không ít bậc thầy võ thuật cảm thán. Lam Vi Vi ngạc nhiên, nhanh, quá nhanh, Dương Tiêu gặp nguy hiểm rồi. Umekawa giết cậu ta, nhất định phải giết cậu ta thị uy cho đất nước chúng ta. Nhóm võ sĩ Nhật giận dữ hét lên. Vừa nãy Dương Tiêu xé quân của Umekawa Kuro, xác định Umekawa thực sự không mặc đồ lót, điều này khiến nhóm võ sĩ Nhật vô cùng tức giận. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu đang khinh nhờn uy, danh của Nhật, Dương Tiêu phải bị giết mới có thể nuốt trôi cơn tức này. Kỹ năng của Umekawa rất nhanh, anh ta muốn xé rách cô của Dương Tiêu bằng một sức mạnh hủy diệt, ma bệnh, tạm biệt. Khuôn mặt của Umekawa Kuro rất hung ác. Anh ta không tin mình đã dùng hết sức mà Dương Tiêu còn có thể tránh được đòn chí mạng của mình. Như đã biết, cho dù vừa nãy anh ta đấu với Ngô Đạo Tôn bậc thầy võ thuật số 1 Trung Hoa cũng chỉ dùng 5 phân lực. Tạm biệt, nói lời này có sớm quá không? Dương Tiêu cười sâu xa. Bộp, Umekawa vừa đến gần Dương Tiêu bất ngờ duỗi chân ra chặn bụng Umekawa. Phải nói rằng Umekawa Kuro thấp bé, cao khoảng 1m68. Trong khi Dương Tiêu cao 1m78, một cú chặn Umekawa choáng váng, anh ta dùng sức chín châu hai hổ cũng không thể túm được cô của Dương Tiêu. Dương Tiêu cười rạng rỡ nói, không bắt được, anh không bắt được, tức giận không? Hỏi anh tức giận không đó? Mẹ kiếp, tên khốn. Umekawa Kuro đậu chỉ tức giận, anh ta như thể tức muốn nổ tung. Bắt tôi, ha ha, vậy tôi cũng sẽ bắt anh. Dương Tiêu cười tà ác. Vèo vèo on ngay sau đó, Dương Tiêu cho tấn công bằng cả hai tay, vậy mà Dương Tiêu lại tướm cái đó của Umekawa Kuro. Không phải chứ, dưới ánh mắt quan sát của mọi người,
chỉ thấy Dương Tiêu lại túm bộ phận đó của Umekawa Kuro, nhóm, bậc thầy võ thuật đều trở nên bối rồi. Nhìn kỹ hơn, sắc mặt của Umekawa trở nên xanh mét, chỉ thấy Dương Tiêu Umekawa Kuro. Đúng vậy, Dương Tiêu túm ngực Umekawa Kuro bằng cả hai lay. Dương Tiêu đột nhiên kéo, Umekawa. Kuro đau suýt khóc, đậu bị Dương Tiêu kéo, chỉ thấy phần đó của Umekawa bị kéo càng ngày càng dài hơn, giống như kẹo cao su bị kéo dài ra. Mẹ kiếp, tên khốn. Nhóm võ sĩ Nhật nhìn thấy cảnh này, họ tức giận không kìm được đồng loạt đứng dậy hét lên. Tôi kéo, tôi sẽ tiếp tục kéo. Dương Tiêu bất cần như một đứa trẻ cười nói. Umekawa Kuro tiếp tục vùng vẫy. Trong Dương Tiêu sau đó bóp, chết Dương Tiêu, ngắn lại đột nhiên túm ngực của 1549 phong. Đau đón, anh ta muốn túm cô nhưng cánh tay của anh ta quá không thể với tới được. Giờ phút này, trong lòng Umekawa Kuro có cảm giác như chó Husky đến ngày động DC. Trong phút chốc, nhóm bậc thầy võ thuật lại cười phá lên, họ nhìn Umekawa Kuro với ánh mắt rất vui vẻ. Nhóm võ sĩ Nhật tức sắp bùng nô, tất cả đều nhìn Dương Tiêu giận dữ chửi rủa. Mẹ kiếp, con lợn chai nờ đáng ghét. Thủ đoạn thực sự đáng khi nhồ. Đúng vậy, người Trung Hoa các người chỉ biết dùng một số thủ đoạn thấp hèn kia thôi hả? Có giỏi thì đầu một trận đường đường chính chính với Umekawa đi. Đúng vậy, không biết xấu hổ, thủ đoạn này quá thấp hèn. Đầu tiên là cởi bỏ quần tây, và bây giờ lại là trên ngực, thủ đoạn này thực sự đáng khinh. Vẻ mặt Dương Tiêu vui đùa, nhìn chằm chằm Umekawa Kuro với ánh mắt sắc lạnh như nhìn tên hề đang nhảy nhót. Umekawa Kuro trước mặt này hoàn toàn không có được sự tôn trọng của anh, khi Umekawa Kuro đặt chân đến Thiên Phủ Chi Quốc. Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng. Nếu đã đến đây làm bẽ mặt võ thuật Trung Hoa, thì Dương Tiêu không ngại dùng một số biện pháp nhỏ khiến Umekawa Kuro này bẽ mặt. Là các đừng trách Dương Tiêu này làm kiếm sáng. Dương một hai chiêu, đã hết hai chiêu, cơ hội anh xông còn một chiêu, năm lấy cơ hội, hết ba chiêu, tôi sẽ lấy mạng chó của NHTL. Cái gì? Lúc này mọi người mới nhận ra vừa nãy Dương Tiểu nói sẽ không giết Umekawa Kuro trong vòng ba chiêu. Lại nghĩ đến hai chiêu vừa nãy của Dương Tiêu đang gột rửa Umekawa Kuro, nhóm bậc thầy võ thuật khiếp sợ đứng dậy. Một, hai lần là may mắn, chẳng lẽ lần thứ ba người rút dao trước, vậy thì Tiêu nhìn Umekawa Kuro, đã hết hai chiêu. Thằng nhóc trước mặt này còn có thể gặp may tiếp. Không, điều này đủ chứng minh thằng nhóc trước mặt này thực sự rất mạnh. Yoshi, chúc mừng cậu đã đạt được tư cách để cho tôi rút kiếm. Umekawa Kuro hoàn toàn tức giận. Bị Dương Tiêu sỉ nhục hai lần liên tiếp, Umekawa Kuro không còn do dự nữa, ánh mắt của anh ta khóa chặt Dương Tiêu, từ từ nhặt thanh kiếm giải nước Nhật lên. Lạch kẻ chi dưới sự chứng kiến của mọi người, Umekawa Kuro bất ngờ rút thanh kiếm sắc bén của mình ra. Àm! Ngay lúc rút kiếm giải ra đó, một luồng kiếm khí cuồng bạo chém ra tứ phía. Nhóm bậc thầy võ thuật thay đổi sắc mặt, họ có thể cảm nhận được rõ cảm giác sắc bén của Umekawa Kuro. Kiếm khí mạnh quá, không hổ là vua kiếm thuật hạng 6 của Nhật, tay cầm kiếm dài, không biết sức chiên đầu tổng thê sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Một người kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Định Trọng Thây của Lam Vì Vi cũng không khỏi cảm thán, cũng may, vừa nãy tên Umekawa Kuro này không dùng kiếm, nếu không, e là đám lão già chúng ta sẽ chê mật. Khi Umekawa Kuro rút kiếm, bất kỳ kẻ thù mạnh nào cũng sẽ tàn lụi trước mặt Umekawa Kuro, nhóm võ sĩ Nhật đều rất phần khích. Như thể sau khi Umekawa Kuro rút kiếm, anh ta đã được định sẵn là không thể ngăn cản. Như thể sau khi Umekawa Kuro rút kiếm, Dương Tiêu chắc chắn tóe máu ngay tại chỗ. Dương Tiêu cũng lười lãng phí quá nhiều thời gian, ra tay đi, lát nữa tôi còn phải về nhà ăn tối. Về nhà ăn tối. Umekawa Kuro nghe xong, mũi gần như bốc khói. Anh ta rất hiếm khi rút kiếm, chỉ cần anh ta rút kiếm thì đối phương chắc chắn sẽ chết. Tên nhóc trước mặt này lại dám nghĩ đến việc ăn tối, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Ma bệnh, chờ cậu chết, tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon và thức ăn ngon đặt trước mộ cho cậu. Umekawa Kuro cười lạnh âm hiểm. Dương Tiêu chế nhạo, giơ ngón tay cái lên với Umekawa Kuro. Cái này, nghĩa là sao? Nhìn thấy Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên với Umekawa Kuro, nhóm bậc thầy võ thuật rất khó hiểu. Lý Vân Long cười hư hỏng nói. Do ngón tay cái với bạn chưa chắc đã là kinh nể bạn, mà còn nghĩa là cầm pháo Italia nhằm vào bạn. Nhìn thấy Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên,
Trên mặt Umekawa Kuro đột nhiên tràn đầy vẻ tự hào, sao? Cậu đang cầu xin tôi tha cho cậu không dê cậu sao? Không, anh sai rồi, Dương Tiêu cười lắc đầu. Sau đó, Dương Tiêu đột nhiên chỉ ngón tay cái xuống, làm một động tác rất khinh thường. Chỉ ngón tay cái xuống. Nhìn vẻ mặt vui đùa của Dương Tiêu, Umekawa Kuro giận tím mặt, mẹ kiếp, tên khốn. Dám trêu đùa tôi, bây giờ tôi sẽ tiễn cậu về châu trời. Phút. Trong nháy mắt, Umekawa Kuro tấn công hung ác. Kiếm dài quét trên mặt đất tạo ra rất nhiều tia lửa, sát khí ngùn ngụt phóng thẳng lên trời. Umekawa Kuro nổi cơn tam bành, anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Tên ma bệnh trước mắt này rất chướng mắt, nếu không giết cậu ta, anh ta không thể nuốt trôi con tức này. Phút 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 phút, y trong nháy mắt đến gần Dương Tiêu đó, kiếm dài trong tay Umekawa Kuro biến thành một luồng sáng, tấn công ngực của Dương Tiêu một cách ngang tàng. Đầu tiên anh ta vung vài chiêu giả, sau đó kiếm dài trong tay biến thành một luồng sáng mang theo sức mạnh hủy diệt khóa chặt Dương Tiêu. Nhanh, quá nhanh. Sau khi rút kiếm, sức chiến đấu của cả người Umekawa Kuro ít nhất cũng tăng gấp 3, kiếm dài giống như một con rồng điên ra khơi, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, muôn chặn hết sức sông của Dương Tiêu. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nhảy dựng lên. Tất cả đều ngửi thấy cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ từ cuộc tấn công của Umekawa Kuro. Ninh Trọng bậc thầy Thái Cực Quyền kinh hoàng nói, kiếm thuật quá độc đoán, đây là loại kiếm thuật gì? Ha ha, đây là hai ngày hạng nhất. Một võ sĩ Nhật cười điên cuồng. Cái gì, đây chính là hai ngày hạng nhất, tất cả bậc thầy võ thuật có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Kiếm thuật hai ngày hạng nhất được thánh kiếm Miyamoto Musashi người Nhật tạo ra trong lúc tuổi già. Bộ tập thánh kiếm Miyamoto Musashi là một thành tựu vĩ đại khi ông còn sống, độc đoán như vậy. Cầm kiếm dài, đôi mắt lạnh lùng của Umekawa Kuro lộ ra một chút khinh thường, anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu khinh thường nói, tôi kế thừa tinh túy mà những gì thánh kiếm Miyamoto Musashi đã học được, dùng hai ngày hạng nhát đối phó với cậu, ma bệnh, nhắm mắt đi. Bảo tôi nhắm mắt, anh chắc chứ? Trong trận công kích điên cuồng của Umekawa Kuro, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, nở nụ cười tươi như hoa, quyến rũ đến lạ thường. Dường như Dương Tiêu của lúc này. Giống như quân vương bóng đêm, có thể khống chế sinh tử của vạn vật. Chết chắc rồi, một khi kiếm pháp hai ngày hạng nhất xuất hiện, cho dù là thân tiên tới cũng sẽ mất mạng. Nhóm võ sĩ Nhật tỏ vẻ tính trước kỹ càng, lúc này bọn họ nhìn Dương Tiêu như nhìn chằm chằm người chết. Vô số bậc thầy võ thuật đều tái mặt, họ đã cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ Umekawa Kuro. Cảm giác bị áp bức mạnh mẽ gần như khiến họ không thở được. Hai ngày hạng nhất được thánh kiếm Miyamoto Musashi huyền thoại tạo ra, chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Hừ, cầm kiếm dài, đôi mắt sắc lạnh của Umekawa Kuro tràn đầy ớn lạnh. Anh ta không tin Dương Tiêu vẫn có thể tránh được kiếm pháp hai ngày hạng nhất nhanh chóng vánh này. Tuy nhiên, anh ta đã nhanh nhưng Dương Tiêu còn nhanh hơn anh ta. Âm vang ly trước ánh mắt của mọi người. Một âm thanh kim loại kêu vang, đột nhiên Dương Tiêu dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm của Umekawa Kuro. Chặn được, thằng nhóc này lại có thể ngăn, được kiếm pháp hai ngày hạng tát của Umekawa. Nhóm võ sĩ Nhật chợt ngừng cười. Nhóm bậc thầy võ thuật dụi mắt không thể tin được, nhìn thấy Dương Tiêu lại có thể ngăn cản kiếm dài của Umekawa Kuro, sắc mặt già nua của nhiều người run lên bần bật. Ninh Trọng bậc thầy Thái Cực Quyền kinh ngạc nói, đây là kỹ thuật tay gì vậy? Đây là kinh hồng nhất chỉ. Ngay khi tất cả mọi người đang ngạc nhiên, Lý Vân Long vẫn luôn im lặng chậm rãi nói. Kinh hồng nhất chỉ, nhóm bậc thầy võ thuật nhao nhao đứng dậy. Bọn họ nghĩ kỹ, cảm thấy kinh hồng nhất chỉ này có hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát họ không thể nhớ ra nó bắt nguồn từ đâu. Nhìn thấy chiến kiếm của mình bị chặn lại, vẻ mặt Umekawa Kuro kinh hãi, cậu lại có thể ngăn cản kiếm pháp hai ngày hạng nhất. Cậu làm như thế nào? Anh biết bắt trước bừa là như thế nào không? Nếu đây là Miyamoto Musashi người thật tới, có lẽ tôi thật sự không chống đỡ được, nhưng anh chỉ học được một chút, đã không biết xấu hổ thể hiện ra. Dương Tiêu cười khinh thường. Anh phải thừa nhận kiếm pháp hai ngày hạng nhất quả thực rất hoàn hảo và mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc Umekawa Kuro này chỉ mới học được một chút, không gây ra bất cứ mối đe dọa nào. Khuôn mặt của Umekawa Kuro run lên dữ dội. Tiền bối Miyamoto Musashi đã qua đời 100 năm trước, làm SG không ông có thể sống sót tới chiến đấu với Dương Tiêu được. Dương Tiêu buông kiếm dài ra,
đột nhiên đây mạnh Umekawa Kuro, đã hết ba chiêu, tiếp theo tôi sẽ không nhẹ tay nữa. Không nhẹ tay nữa, hừ, thực sự cho rằng mình bất khả chiến bại trong trận chiến sao? Umekawa, giết cậu tại. Nhóm võ sĩ Nhật nhìn Dương Tiêu ngang tàng thấy chướng mắt, lần này họ đến trụ sở của Hiệp hội Võ thuật Đề Đô đập phá, không ngờ lại xuất hiện một thằng nhóc, sức chiến đấu của thằng nhóc này còn vượt ngoài mong đợi của họ. Mặc dù vậy, họ không lạc quan về Dương Tiêu, họ tin Umekawa Kuro đã rút kiếm có khả năng vô hạn. Ra tay đi, thời gian dành cho anh không nhiều. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Umekawa Kuro. Lời nói, khinh thường. Thái độ, khinh thường. Như thể Umekawa Kuro này yếu ớt đứng trước mặt Dương Tiêu hoàn toàn không chịu nổi một đòn, chiêu thứ tư nhất định sẽ khiến anh ta phải quỳ lạy. Umekawa Kuro hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Tốt, tốt lắm, đã rất lâu không có ai khiến tôi sôi máu như thế này. Tiếp theo, tôi sẽ dùng kiếm pháp mạnh nhất của tôi chém chết cậu. Hai tay Umekawa Kuro nắm chặt kiếm dài nhìn chằm chằm Dương Tiêu phẫn uất như một con rắn độc. Dương Tiêu móc tay, động tác cứ việc ra tay. Siêti, y. Ánh mắt Umekawa Kuro xuất hiện vẻ lạnh lẽo mãnh liệt, anh ta hét lên hung hăng lao về phía Dương Tiêu. Khí thế ngày càng hung bạo bộc phát từ cơ thể Umekawa Kuro, kiếm dài có khí thế đánh trúng rồng vàng, như thể chiêu thức này có thể xẻ đôi ngọn núi. Giết cậu ta, nhóm võ sĩ Nhật đồng thanh cổ vũ. Vẻ on kiếm dài tấn công, thân hình Dương Tiêu đột nhiên bay lên không trung. Một chân quất thẳng vào đầu Umekawa Kuro. Vẻ mặt Umekawa Kuro thay đổi dữ dội, kiếm dài của anh ta muốn tránh nhưng đã quá muộn, kỹ năng của Dương Tiêu quá sắc bén, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Bóp, hai dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Dương Tiêu đá mạnh vào đầu Umekawa Kuro. Cái gì? Nhìn thấy Umekawa Kuro bị Dương Tiêu đá một cú hạ gục, nhóm võ sĩ Nhật đều sững sờ. Ngã xuống đất. Đầu óc Umekawa Kuro ong ong, hai tai của anh ta trào máu, toàn bộ đầu của anh ta bị thương nặng bởi cú đánh này. Bóng dáng Dương Tiêu độc đoán dâm lên đầu Umekawa Kuro, vừa nãy anh đối xử với Ngô đạo tôn bậc thầy Ngô như thế này đúng không? Thật sự cho rằng võ thuật Trung Hoa không ai đánh được. Mẹ kiếp, tim Umekawa Kuro rỉ máu dữ dội. Vừa nãy anh ta dâm lên đầu Ngô đạo tôn, không ngờ mấy phút sau Dương Tiêu lại dâm lên đầu anh ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Anh ta cố gắng giấy giụa, nhưng phát. Hiện ra sức giấy giụa của mình đều vô ích, lực chân của Dương Tiêu quá độc đoán, uy lực khiến anh ta hoàn toàn không thoát ra được. Trời ạ, nhóm bậc thầy võ thuật hoàn hồn kinh ngạc thốt lên. Không ai ngờ tới thằng nhóc Dương Tiêu này lại có thể dễ dàng đánh bại Umekawa Kuro, vô kiếm thuật hạng 6 của Nhật. Dương Tiêu liếc mắt nhìn nhóm võ sĩ Nhật, còn ai không? Xin hỏi. Trong số các người còn có ai có can đảm chiến đấu với tôi? Ưng ực, nhìn thấy Umekawa Kuro bị Dương Tiêu dâm lên, nhóm võ sĩ Nhật lần lượt nuốt nước bọt. Ngay cả Umekawa Kuro cũng bị đánh bại, trong số họ còn ai có thể chống lại Dương Tiêu? Mẹ kiếp, thả Umekawa ra. Đúng vậy, mà bệnh Đông Á, mau thả Umekawa ran. Nhóm võ sĩ Nhật lần lượt la mắng, họ bị hành vi của Dương Tiêu làm tức giận. Thả anh ta ra, được thôi, Dương Tiêu đá Umekawa Kuro ra xa như đá rác. Đầu của Umekawa Kuro đã bê bê máu, nghĩ mình đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy, Umekawa Kuro bật dậy nói với vẻ căm thù, mẹ kiếp tên khôn. Tao phải giết mày, con lợn Chino. Lợn China, hai mắt Dương Tiêu đông cứng lại. Phút, trong phút chốc, Dương Tiêu nhặt kiếm dài của Umekawa Kuro lên, anh biến thành tàn ảnh rồi đột nhiên vụt qua. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Umekawa Kuro còn chưa kịp tỉnh táo lại, một cái đầu dính máu bắn tung tóe lên trời cao. Rút kiếm, mất mạng. Hiti nhìn thấy Dương Tiêu dứt khoát chặt đầu Umekawa Kuro, mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi hít hà. Hai mắt Dương Tiêu lạnh lùng, kẻ nào xúc phạm thiên phủ chỉ quốc, giết không thương tiếc. Cảm nhận được ý định giết người đang dâng lên của Dương Tiêu, nhóm võ sĩ Nhật sắp nứt cả tim gan. Cậu là ai? Sốt của cậu là ai? Để lại tên tuổi, ngày sau chúng tôi sẽ tìm cậu báo thủ. Đúng vậy, chuột nhất, có giỏi thì đê lại tên tuổi, chờ chúng tôi tiên cậu về châu trời. Nhóm võ sĩ Nhật nói với vẻ căm thù. Nhóm bậc thầy võ thuật đều dán mắt. Vào Dương Tiêu, họ cũng rất tò mò về thân phận thực sự của Dương Tiêu, rốt cuộc anh là ai? Còn trẻ tuổi đã tài giỏi như vậy, chắc chắn không phải người thường.
dưới ánh mắt căm ghét của nhóm võ sĩ Nhật, Lý Vân Long chậm rãi bước lên phía trước, cậu ấy là ai? Tôi nghĩ các người đều đã từng nghe qua tên tuổi của cậu ấy. Cậu ấy là thần chết Dương Tiêu, là Mr. Yang dung trời chuyển đất 5 năm trước. Cái gì, cậu ta là thần chết Dương Tiêu? Mr. Yang từng rong ruổi trên sàn đấu quốc tế. À mi. Vừa rút lời, nhóm võ sĩ Nhật như bị sấm sét đánh trúng, ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu thay đổi như thể vừa nhìn thấy ma. Thần chết Dương Tiêu, không phải chứ? Nhóm bậc thầy võ thuật có mặt tại hiện trường lần lượt há to miệng, hai mắt đỏ đẫn, cằm rơi xuống đất. Tôi nhớ ra rồi, kinh hồng nhất chỉ là kỹ năng tuyệt đối của thần chết. Vừa nãy cậu ấy dùng kinh hồng nhất chỉ, chẳng lẽ cậu ấy thật sự là thần chết Dương Tiêu? Nhiều năm trước, thần chết Dương Tiêu xuất hiện, phụ trách đội đặc chiến Đông Phương thần ứng lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, Liên. Tiếp lập công. Kỹ năng xa rời, còn được mệnh danh là chiến thân số một phương Đông. Anh tư thế oai hùng rạng rỡ, sức chiến đấu cuồn cuộn vô song. Anh vượt hẳn những người đương thời, coi tiền tài như cặn bã. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người thanh niên trước mặt lại là thần chết Dương Tiêu đã từng rung trời truyền đất. Thần chết, Dương Tiêu là thần chết điện hạ trong truyền thuyết, Lam Vi Vi là người kinh hãi Nhật. Là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, cô biết 5 năm trước Dương Tiêu vào nhà họ Đường ở dễ, cô còn biết 5 năm qua Dương Tiêu giống như đồ ăn hại chỉ biết ăn bám vợ. Toàn bộ hiện trường, khiếp sợ chẳng ai bằng Lam Vi Vi, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại là thần chết. Giờ phút này, nhìn chằm chằm dáng vẻ của Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vi Vi muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Võ sĩ Nhật đứng đầu trợn to hai mắt, không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Không phải thần chế Dương Tiêu đã chê 5 năm trước rồi sao? Cậu ta tuyệt đối không phải thần chết Dương Tiêu. Ai nói với các người thần chết Dương Tiêu đã chết? Lúc đó, chính phủ chúng tôi chỉ thông báo thần chết soát ngũ. Lý Vân Long tức giận nói. Dương Tiêu cười nói, sao? Người Nhật các người muốn tôi chết đến vậy à? Tiếc quá, tôi chưa chết, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Nói ra lời này, không khác gì Dương Tiêu nhận mình là thân chết. Trong phút chốc, Lâm Vi Vị nhìn Dương Tiêu với ánh mắt rất phức tạp, tâm trạng cô cũng phức tạp, không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Cậu ta thật sự là thân chết Dương Tiêu. Năm đó chính phủ thông báo thần chết xuất ngũ, tôi còn tưởng thần chết thật sự đã chết. Trong trận chiến trong rừng mưa nhiệt đới đó, toàn bộ đội đặc chiến Đông Phương thần gần như bị diệt hệt, cả thần chết, sát thần và thần bắn tỉa đều mất tích. Xem ra, thần chết thật sự chưa chết, cậu ấy chính là thần chết điện hạ. Lý Vân Long đã nói thế, chắc chắn không phải giải. Nhóm bậc thầy võ thuật nâng cao tinh thần, bọn họ nhìn nhau gật đầu. Lý Vân Long là tổng sĩ quan huấn luyện của Long Ảnh, không có khả năng báo cáo láo. Dương Tiêu đá vào đầu Umekawa Kuro, mang đầu anh ta cút về Nhật các người đi. Nếu còn dám xâm phạm, tôi không ngại đến Nhật tàn sát toàn bộ giới võ thuật Nhật các người. Cảm nhận được ý định giết người kinh hoàng trên cơ, thể Dương Tiêu, nhóm võ sĩ Nhật đều tái mặt. Cậu dám giết Umekawa, anh trai Umekawa Kumaki của anh ấy nhất định sẽ không tha cho cậu. Dù cậu có phải là thần chết hay không, chờ Umekawa Kumaki soát quan cũng là ngày chết của cậu. Đúng vậy, Umekawa Kumaki đứng đầu trong 6 vô kiếm thuật, thế hệ trước của Muay Thái đã bị Umekawa Kumaki giết bằng một kiếm. Dù cậu có là thần chết thì cậu cũng không phải đối thủ của Umekawa Kumaki, cậu cứ chờ chết đi. Mặc dù Umekawa Kuro bị chặt đầu, tất cả đều lu mờ trước mặt Dương Tiêu. Dù vậy, họ vẫn lên tiếng gay gắt. Umekawa gì? Umekawa Kumaki. Dương Tiêu sững sờ, sau đó anh nhìn nhóm võ sĩ Nhật ngạc nhiên, Umekawa Kumaki là nữ à? Khốn kiếp, Umekawa Kumaki là đàn ông chính hiệu thăng như thép. Võ sĩ Nhật đứng đâu tức dựng tóc gáy. Ánh mắt Dương Tiêu dần dần trở nên thâm thúy, cuối cùng anh chậm rãi nói, đàn ông, Umekawa Kumaki, cái tên này có hơi biến thái. Umekawa Kumaki, biến thái. Nghe vậy, nhóm võ sĩ Nhật không ngừng trào dâng trong lòng. Tên Nhật của họ được dịch sang tiếng Trung, quả thực có hơi biến thái. Chống mắt lên mà nhìn, Kumaki sắp soát quan, cậu chờ chết đi. Võ sĩ Nhật đứng đầu buông lời cay nghiệt rồi dẫn nhóm võ sĩ Nhật rời đi với lòng căm hận. Dương Tiêu chê riêu, một người không mặc quân lót, người kia không mặc cái đó, thật đúng là anh em. Tên bố mẹ đặt cho này thật sự rất tuyệt, đi đứng một mình, tôi thích. Giải quyết Umekawa Kuro xong, Dương Tiêu nói với Lý Vân Long,
ông già Lý, người tôi đã giải quyết xong, không còn sớm nữa, đến lúc phải về ăn tôi rồi, tạm biệt. Thần chết điện hạ, chờ một chút. Đình Trọng bậc thầy thái cực quyền vội vàng nói. Dương Tiêu quay đầu nhìn Đình Trọng, có chuyện gì? Thần chết điện hạ, vừa nãy tôi thô lỗ, mong thần chết điện hạ đừng trách. Đình Trọng cung kính nói. Thần chết điện hạ, vừa nãy chúng tôi thô lỗ, mong thần chết điện hạ đừng trách. Nhóm bậc thầy võ thuật tôn kính, họ đều cảm thấy xấu hổ vì lời nói và việc làm vừa nãy của mình. Họ hiểu sâu sắc, nếu vừa nãy Dương Tiêu không ra tay kịp thời, toàn bộ giới võ thuật Trung Hoa sẽ chỉ còn là một trò cười. Và khi Dương Tiêu ra tay, mỗi người trong số họ đều chế nhạo Dương Tiêu, điều này đúng là không nên. Chuyện nhỏ, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Nếu xét theo góc độ khác, ai cũng có thể hiểu, nếu là Dương Tiêu, có lẽ một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, chính Dương Tiêu cũng sẽ nghi ngờ thực lực của người này. Trước khi đi, Dương Tiêu nhìn Lam Vi Vi, cô Vi Vi, tôi không muốn Mộc Tuyết biết chuyện này quá sớm, cảm ơn ồ. Tôi biết rồi. Hai má Lam Vi Vi đỏ bừng, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Tiêu. Thần chết điện hạ, Dương Tiêu là nam thân, thần chết điện hạ trong lòng cô. Đúng vậy, thần chết Mr. Yang chính là thần tượng của Lam Vi Vi. Bây giờ thần tượng lại là Dương Tiêu trong đường Mộc Tuyết bản thân của cô, không cần phải nói lúc này Lam Vi Vi xấu hổ đến mức nào. Nghĩ lại lúc cô bị Triệu Vô Cực xúi dục tìm Dương Tiêu gây rồi mây lần, mình còn bị Dương Tiêu chạm vào đùi, Lam Vi Vi thật sự rất ngại. Nói xong, Dương Tiêu không hề chần chừ rời khỏi hiệp hội võ thuật, anh không thể nghĩ đến việc tạo ra chấn động lớn. Ba ngày trôi qua nhanh như chớp nhoáng, đến ngày đưa tang thế hệ anh hùng Dương Thiên Khung. 5 giờ sáng, bầu trời u ám. 5 giờ 30 phút sáng, sấm rền, tia chớp lóe lên, một cơn mưa sắp ập đến. Trời âm u, bầu không khí trầm mặc như muốn nói lên khí thế chung ở Đề Đô hôm nay. Trong nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn và bà cụ đã tìm được Lucifer. Dương Bân Hàn lạnh lùng nói, Lucifer đại nhân, hôm nay nhà họ Khương ở Đề Đô đầu một trận sinh tử với Dương Tiêu, chúng ta định tấn công bí mật sao? Khí huyết của Lucifer gần như hồi phục, anh ta cười âm u nói, điều động tất cả tinh hoa nhà họ Dương ở Đề Đô bí mật triển khai, nghe lời tôi điều khiển, tấn công bất cứ lúc nào. Vâng, Lucifer đại nhân, Dương Bân Hàn hào hứng nói. Lúc này, tại nhà họ Hoàng ở Đề Đô, chủ nhà họ Hoàng căm hận nói, truyền lệnh của tôi, điều động tất cả tỉnh Hà giúp đỡ nhà họ Khương. Kiệt Nhi, hôm nay bố nuôi sẽ báo thù cho con. Đồng thời cùng lúc đó, rất đông gia đình trong toàn bộ Đề Đô dục dịch. Tên khốn Dương Tiêu, dám lái xe đâm chết Bình Bình, tên này. Đáng chém, truyền lệnh của tôi, đến giúp nhà họ Khương. Trả lời nhà họ Khương, nhà họ Châu chúng ta đáp lại lời kêu gọi, hôm nay đưa quân đi dê Dương Tiêu. Truyền lệnh của tôi, có thể xuất binh hồ. Bùm, ầm. Lúc 6 giờ 30 phút sáng, một tiếng sấm âm vang nổ tung trên bầu trời, cơn mưa như chút nước lập tức đổ xuống. Dương Tiêu chắp tay sau lưng nhìn lên trời, đã đến lúc tính toán khoản lớn rồi. Trăm nhà hưởng ứng lời kêu gọi, vạn người quy tụ. Dương Tiêu, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Khương võ chủ nhà họ Khương cười dữ tợn. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương mặc quân phục, tay cầm kiếm, ánh mắt rực lửa, trên người tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Trong một khách sạn nào đó ở Đề Đô, một giọng nói mờ ảo vang lên, đại nhân, ba ngày đã trôi qua. Một ông già luộm thuộm rồi eo ngáp một cái, lộ ra miệng đầy răng vàng cười khà khà nói, vội cái gì? Em mờ, mau, tối hôm qua chơi đùa quá hăng, mau chuẩn bị hai chai sữa chua uống cho tôi. Ầm 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 ly lúc 7 giờ 10 phút sáng, trên bầu trời Đề Đô lại có một trận sấm nữa. Trần Khải khoác hai kiếm trên lưng nói với Dương Tiêu, đội trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi à? Dương Tiêu lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy ý định giết người. Hoa Mộ Tranh tiến lên nói, theo thông tin đáng tin cậy, lần này nhà họ Khương đã tập hợp hơn 100 gia đình ở Đề Đô. Hôm nay sẽ có ít nhất mấy chục nghìn người tấn công, Dương Tiêu, anh thật sự chuẩn bị xong rồi. Cô Hoa yên tâm, mẹ tôi nhỏ cô chăm sóc. Chờ chúng tôi tàn sát hết kẻ thù, cô có thể đưa mẹ tôi đến Nghĩa Trang Hương Sơn. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Hoa Mộ Tranh biết Dương Tiêu chuẩn bị giết người, đã quyết tâm, vì vậy cô nhị có thể gật đầu. Trụ sở chính của Long Ảnh ở Đề Đô. Một người đàn ông trung niên nhìn Lý Vân Long nói, lão thủ trưởng, lần này ầm ĩ không nhỏ.
nhà họ Khương đã tập kết ít nhất mấy chục nghìn người, lại còn ngay trong đề đô, chẳng lẽ ông cứ cho phép bọn họ chiến đấu sông mái thế sao? Ông cần phải biết, báo chí sẽ viết bài, người bên trên nhất định sẽ tức giận, thuộc hạ xin chiến đấu. Thuộc hạ xin chiến đấu, người trung niên vừa nói, một nhóm người lớn tiếng hô. Long Ảnh lập ra để chống kẻ thù mạnh bên ngoài, ổn định trật tự xã hội trong nước. Hiệu ứng dây chuyền của trận chiến giữa nhà họ Khương và Dương Tiêu quá lớn. Dù đôi bên ai thắng ai thua đều ảnh hưởng đến tổng thể, đây không phải chuyện đùa. Vẻ mặt Lý Vân Long ngưng trọng nói, các người làm gì thế hả? Ép ông già này ra tay sao? Hừi, tôi nói rõ cho các người biết, xảy ra chuyện gì ông đây sẽ gánh, nêu bên trên trách tội, không, không đây sẽ trực tiếp cởi quần áo lấy chết tả tội. Chuyện, nhóm người trong Long Anh nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp. Lý Vân Long là thủ lĩnh lớn nhất đã nói như vậy, bọn họ thật sự không thể can thiệp. Nhìn cơn mưa như chút nước bên ngoài, ánh mắt Lý Vân Long thâm thúy nói, nhóc Dương, Long Ảnh, không ra tay là sự giúp đỡ lớn nhất cho cậu. Nào, hãy làm cho cơn mưa này trở nên dữ dội hơn đi. Lúc 7 giờ 30 phút sáng, trong nhà họ Khương. Bố, con nhận được một tin đáng tin, Dương Tiêu vẫn chưa khởi hành. Khương võ chủ nhà họ Khương lạnh giọng nói. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương mặc quân phục nheo mắt, khinh thường nói, thằng danh này sợ sao? Đồ vô dụng không chịu nổi một đòn, thần chết trong truyền thuyết cái nỗi gì, đúng là khiến người khác cười rụng răng. Truyền lệnh của ta, tất cả thành viên trong nhà họ Khương xuất phát, tiên hiến nhỉ lên. Đường. Vâng, bế, Khương võ trầm giọng nói. Kít, phù vùi không lâu sau, hàng trăm chiếc xe thể thao chậm rãi lái ra từ trong biệt thự nhà họ Khương. Dẫn đầu là 30 chiếc Rolls Royce Phantom, tiếp theo là 30 chiếc Lamborghini, 30 chiếc Ferrari. Và 10 chiếc Lincoln dài ở giữa. Hàng nghìn con cháu của nhà họ Khương mặc quần áo trắng và đội lụa trắng đi về phía Nghĩa Trang Hương Sơn một cách trật tự. Nghĩa Trang Hương Sơn, Nghĩa Trang lớn nhất đề đô. Khương Hiền cậu chủ nhà họ Khương đã chết, nhà họ Khương đương nhiên muốn Khương Hiền yên nghỉ ở Nghĩa Trang tốt nhất. Má ơi, tình huống gì thế này? Vậy mà hàng trăm xe sang đưa tang. Những người đi đường vội vã và những chủ xe đi trên đường nhìn thấy cảnh tượng này đều nghẹn họng nhìn chân trôi. Còn những người ở bên trong các tòa nhà văn phòng hai bên đường nhìn thấy cảnh này thì ghé vào kính vây xem. Có vẻ như 100 chiếc xe sang không nhiều, nhưng 100 chiếc xe đi một cách trật tự, với hàng nghìn người hộ tông trong cơn mưa lớn, thì cảnh này tráng lệ lạ thường. Nghe nói Khương Hiến cậu chủ nhà Khương đã chê. Hôm nay là ngày đưa tang Khương Hiên cậu chủ nhà họ Khương gióng trống khua chiêng tiễn đưa Khương Hiên. Hóa ra là nhà họ Khương, chẳng trách lại phô trương như vậy. Hỏi ra sự thật, vô số người thầm kinh ngạc, bọn họ đều bị đội hình khổng lồ của nhà họ Khương làm cho kinh ngạc. Là một nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quốc, nhà họ Khương đã lo liệu từ trước, hôm nay trên các con đường lớn ở đề đô không có nhiều người đi bộ và xe cộ. Vì vậy, hàng trăm chiếc xe sang và hàng nghìn người của nhà họ Khương đưa tiễn tạo thành một quang cảnh đặc biệt. Hình như không đúng cho lắm, mọi người nhìn kỹ xem, hình như tất cả thành viên trong nhà họ Khương đều mang theo đeo. Tôi cũng để ý, mọi người nhìn kỹ lại xem, hình như trong số mấy nghìn người nhà họ Khương không có lây một người phụ nữ nào. Hơi lạ, chẳng lẽ nhà họ Khương không chỉ tiên cậu chủ Khương Hiền, mà còn chuẩn bị đánh một trận lớn. Chẳng mấy chốc, người có tâm đã phát hiện ra cảnh tượng này. Mọi thành viên trong nhà họ Khương đều mang theo vũ khí chiến đấu, trong số hàng nghìn người này không có một người phụ nữ nào. Cảnh vật chung quanh, kiềm chết. Bầu không khí, sơ xác tiêu điều. Nhiều người có thể nhìn ra nhà họ Khương không phải tiễn đưa bình thường mà là có mục đích. Vô số người đã chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở đề đô. Lúc này, Hoa Mộ Tranh nhận được tin tức mới nhất, báo cho Dương Tiêu biết, nhà họ Khương ở đề đô đã đi về phía Nghĩa Trang Hương Sơn rồi. Để bọn họ rêu rao khắp nơi một lát, vẻ mặt Dương Tiêu âm trầm như nước. Anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước, chỉ chờ đến ngày hôm nay. Những con chó già nhà họ Khương, Dương Tiêu này để các người đắc ý trong phút chốc trước, sau đó tôi sẽ tới lây đâu các người. Nghĩa Trang Hương Sơn nằm ở ngoại ô đề đô, mà trụ sở của nhà họ Khương ở đề đô thì nằm ở khu vực trung tâm đề đô. Khương võ chủ nhà họ Khương ngồi trong xe nghiêm nghị nói, bồ, bên tên giặc Dương Tiêu kia vân không có động tĩnh gì. Tỏ vẻ huyền bí, không cần quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Đôi mặt già nua của Khương Khâu Phong đầy vẻ khinh thường. Kít, phù vui lúc này, với,
việc nhà họ Khương dẫn đầu di chuyển, hơn trăm gia tộc lớn từ các nơi trong đế đô đã huy động xe cộ đi về phía Nghĩa Trang Hương Son. Hết xe sang này đến xe sang khác tụ tập, hết ông lớn này đến ông lớn khác tụ tập. Mỗi người đều cầm rất nhiều vòng hoa, mỗi người đều chuẩn bị rất nhiều tiền xu, tất cả đều tập trung tại Nghĩa Trang. Hương Sơn để tiễn đưa Khương Hiên. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của họ là giết tên giặc Dương Tiêu. Mau nhìn, nhìn xem, nhà họ Vương ở Đề Đô cũng đã xuất hiện. Bọn họ rõ ràng là đến tiễn đưa Khương Hiên cậu chủ nhà họ Khương. Đúng, đúng, nhà họ Tần ở Đề Đô chúng ta cũng xuất hiện. Đừng nói nữa, nhà họ Lưu tôi, nhà họ Trương ở Đề Đô cũng lần lượt ra tay. Ngày nay, khi Internet phát triển như vậy, vô số người ở Đề Đô đã sớm bia được hơn trăm gia tộc ở Đề Đô đã đồng loạt lên đường, hàng chục nghìn người tụ tập tiên đưa Khương Hiên. Không biết có bao nhiêu người kinh ngạc, cũng không biết có bao nhiêu người không nói nên lời. Không hồ là cậu chủ nhà họ Khương ở Đế Độ, nhà họ Khương xứng đáng là nhà quyền thê lớn Nhật Thiên Phủ Chi Quốc. Cậu chủ chết, vạn người tiễn đưa, đây không phải là một cảnh nhỏ. Lúc này, trên máy tính của Hoa Mộ Tranh hiển thị toàn bộ bản đồ Đế Đô, hàng trăm chấm đỏ nhỏ không ngừng nhấp nháy ánh sáng. Hoa Mộ Tranh đứng dậy nói, tất cả những người đã hưởng ứng lời kêu gọi nhà họ Khương đều đã xuất phát hết rồi. Tốt lắm, Trần Khải, liên lạc với người của chúng ta, chuẩn bị xuất hiện bùng nổ hiện trường. Dương Tiêu nói với Trần Khải. Trần Khải cười nghiền ngẫm, đội trưởng, chuyện này giao cho tôi. Về phía nhà họ Khương, trong chiếc Lincoln nội bộ kéo dài ở trung tâm. Bộ, tên giặc Dương Tiêu kia vẫn không có động tĩnh gì. Bên chúng ta có hơn trăm N tộc ở Đề Độ, hàng chục nghìn người đang đi về phía Nghĩa Trang Hương Sơn. Ánh mắt Khương võ chủ nhà họ Khương hơi lạnh nói. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương khinh thường, chỉ là một con chuột nhắt mà thôi, cứ tiền vệ phía trước. Ta thấy danh tiếng thần chết vinh dự một đời của Dương Tiêu chỉ là hư không. Chờ nhà họ Khương chúng ta chôn cắt hiến nhỉ xong, việc đầu tiên làm là sẽ lấy mạng trỏ của cậu tai. Tư thế của ông ta cao ngạo, như thể Dương Tiêu đã bị dọa sợ, như thể Dương Tiêu không có chút tự tin nào chiến đấu với ông ta. Vù 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 vùi đột nhiên, trên bầu trời vang lên một loạt tiếng vù vù cực lớn. Gần như làm nổ tung toàn bộ bầu trời Đế Đô. Tiếng gì? Khương Khâu Phong đột nhiên nhíu mày. Khương Võ ngẩng đầu nhìn lên trời, cảnh tượng rộng lớn trước mắt khiến mi mắt ông ta giật nảy. Bố, mau nhìn xem. Khương Võ vội vàng kêu lên. Mí mắt Khương Khâu Phong run lên, trong nháy mắt nhìn rõ bầu trời đó, con ngươi già nua của Khương Khâu Phong đột nhiên co rút lại. Đó, roi máy bay trực thăng. Nhìn lên trời cao. Khuôn mặt già nua của Khương Khâu Phong run lên bần bật. Cùng lúc đó, vô số người trong Đề Đô cũng nhìn lên bầu trời. Đó là gì thế? Trực thăng, vãi ại, nhiều trực thăng như thế chui từ đâu ra vậy? Cái này, giải rác cũng phải có mấy trăm chiếc trực thăng, đúng không? Là ai ra tay hào phóng quá vậy? Đúng, người này ra tay còn hào phóng hơn, là ai sắp xếp? Chẳng lẽ cũng là nhà họ Khương? Không, mọi người nhìn kỹ đi. Trên đuôi N thăng có treo một lá cờ trắng, trên đó có viết một chữ Dương rất lớn. Cái gì, chữ Dương, không phải chữ Khương đâu à? Trong chốc lát, trên trời có hàng trăm máy bay trực thăng dạo chơi trong, bầu trời mò mịt, giống như một quả bom rơi xuống, làm rung chuyển vô số người trong Đề Đô. Chữ Dương nào? Những gia tộc lớn giàu có ở Đề Đô chỉ có một nhà họ Dương, chẳng lẽ nhà họ Dương ở Đề Đô đưa tang? Tuy nhiên, theo thông tin đáng tin thì gần đây nhà họ Dương không có người quan trọng nào qua đời, rốt cuộc người họ Dương này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ tối hôm qua bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô đã qua đời? Dương Thiên Khung đã mất tích từ lâu, người thường không biết về cái chết của Dương Thiên Khung. Trong phút chốc, Đề Đô to lớn không biết có bao nhiêu người đang thảo luận về vấn đề này. Bà nội, nhìn kìa ồ! Tại nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn chỉ lên trời với vẻ mặt kinh hãi. Bà cụ nhà họ Dương nhìn vào hư không, cũng kinh hãi không kém, Dương. Chẳng lẽ là tên nghiệp? Trướng Dương Tiêu làm, đi, kiểm tra xem, là tên nghiệp trướng Dương Tiêu làm. Hàng trăm máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời Đề Đô trong một ngày mưa, điều này đã khiến mọi người phải sửng sôi. Đây là đâu? Đây là Đề Đô của Thiên Phủ Chi Quốc. Lái hàng trăm chiếc trực thăng vào một ngày mưa, đúng là điên rồ. Chuyện này, lật đổ tam quan của mọi người. Người ra tay này rốt cuộc phải có bao nhiêu át chủ bài, mới có thể sử dụng phương tiện quái dị như vậy. Không lâu sau, một tên trinh thám của nhà họ Dương trở về.
báo, bà cụ, hiện tại không có dấu vết, nhưng người bên ngoài nói. Người bên ngoài nói cái gì? Vẻ mặt bà cụ nhà họ Dương uy nghiêm hỏi. Tên trinh thám lau mồ hôi lạnh trên trán nói, người bên. Người bên ngoài nói đây là do nhà họ Dương ở Đề Đô làm, còn nói. Có phải tối hôm qua bà đột nhiên chết không? Cái gì, tối qua bà ta đột ngột qua đời. Phụt. Nghe vậy, hai mắt bà cụ nhà họ Dương đen lại, suýt nôn ra ngụm máu giả. Máy bay trực thăng, lấy đâu ra nhiều máy bay trực thăng như vậy? Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương hét lên một cách điên cuồng. Trăm ô tô sang trọng với trăm máy bay trực thăng. Khoảng cách giữa hai bên, lập tức chia rõ cao thấp. Vả mặt, đây có thể nói là vả chát 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 vào mặt. Mí mắt Khương Võ run lên, không. Không chỉ có 100 chiếc trực thăng, bên trái bên phải cũng. Bó, là 300 chiếc trực thăng, là 300 chiếc trực thăng. 300 chiếc trực thăng, Khương Khâu Phong hoàn toàn khiếp sợ. Ông ta mở cửa xe bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến con mưa tầm tã. Vù ù ù ù, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hai bên trái và phải xuất hiện 200 chiếc trực thăng. Mỗi chiếc trực thăng treo lụa màu trắng, trên phần đuôi trực thăng treo lá cờ lớn, trên lá cờ có viết chữ Dương rất lớn. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, 300 chiếc trực thăng hội tụ, đồng thời xếp thành chữ Dương trên bầu trời lớn đi về phía Nghĩa Trang Hương Sơn. Lụa trắng bay lửng trên bầu trời Đề Đô, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một bầu không khí đau buồn thê lương. 300 chiếc trực thăng, Dương Tiêu lấy đâu ra 300 chiếc trực thăng? Ánh mắt Khương Khâu Phong đột nhiên đỏ lên. Trong ấn tượng của ông ta, ở trong nước trực thăng đủ tư cách bay chỉ có lác đác mấy chiếc, và muốn tập hợp tất cả những người này sẽ rất khó. Điều quan trọng nhất, đây là Đề Đô, ở Đề Đô máy bay trực thăng có thể bay lung tung sao? Không cần nghĩ nhiều, những chiếc trực thăng này chắc chắn là của nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn như thế, Dương Tiểu lấy đâu ra nhiều máy bay trực thăng như vậy? Sụp đổ, Khương Khâu Phong hoàn toàn sụp đôi, vốn dĩ trận chiến của nhà họ Khương đã khá hoành tráng rồi, ai biết so với 300 chiếc trực thăng mà Dương Tiêu bố trí, trận chiến của họ chẳng là gì cả. Khương Khâu Phong nắm mơ cũng chưa bao giờ ngờ tới, Dương Tiêu không chỉ là thân chết điện hạ, mà còn là Long Xê chủ mới của tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Đừng nói là 300 chiếc trực quy hăng, cho dù là 3.000 chiếc, chỉ cần Dương Tiêu gật đầu. Lặng lẽ vận chuyên đến Đề Đô cũng không thành vấn đề. Khương Võ căm hận nói, mẹ kiếp, nhiều trực thăng như vậy mà bên Long Ảnh Trăng thấy bóng dáng đâu, lũ khôn kiếp này làm ăn như nào vậy? Theo lý, Long Ảnh ổn định trật tự xã hội, duy trì an ninh của Đề Đô. 300 chiếc trực thăng bay trên trời, nhưng không một ai quan tâm đến nó, điều này thực sự máu chó. Hừ, trực thăng thì sao, cuối cùng vẫn không phải là trực thăng liêu chết, mà ì à thực lực. Khương Khâu Phong lạnh giọng nói. Không hề hay biết, lời nói của Khương Khâu Phong đã sớm lọt vào tai của Dương Tiêu. Dương Tiêu nghe vậy, anh cười khẩy, nói về thực lực. Lão chó già nhà là Khương, muốn xem thực lực của tôi đúng không? Tốt, tốt lắm, rất tốt. Vậy tôi sẽ cho ông xem thực lực của bu xếp tiêu này, Trần Khải, chuẩn bị xuất phát. Đã nhận được, đội trưởng, Trần Khải trả lời. Vù vù vùi ngay sau đó, lấy Dương Tiêu là trung tâm. Hơn 100 chiếc xe tải đã tiền về Nghĩa Trang Hương Sơn. Ngay lập tức, hàng nghìn chiếc xe thể thao quốc tế tiền về Nghĩa Trang Hương Sơn một cách có trật tự. Ngoài hơn 100 chiếc xe tải lớn chạy mở đường phía trước, phía sau họ là Dương Tiêu lái Nai 15 và Trần Khải chiếc Land Rover Range Rover chống đạn. Lái Nai 15, trong mắt Dương Tiêu tràn đầy oán lạnh, so thực lực với tôi. Vậy tôi sẽ cho nhà họ Khương các người biết thực lực là như thế nào. Đoàn xe do Dương Tiêu dẫn đầu lên đường. Nhà họ Khương cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Báo, ông cụ, chủ nhà, tên giặc Dương Tiêu đã hành động toàn diện. Trinh thám tới báo cáo. Khương Võ nói với vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng tên xúc sinh này cũng không nhịn được nữa sao? Trận chiến của đối phương ra sao? Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương cũng nhìn vào tên trinh thám, ông ta rất muốn biết sau khi Dương Tiêu huy động 300 chiếc trực thăng, trận chiến tiếp theo sẽ như thế nào? Thưa chủ nhà. Bên tên giặc Dương Tiêu có hơn 100 chiếc xe tải lớn mở đường, theo sau là hàng nghìn chiếc siêu xe quốc tế. Tên trinh thám nói thật. Cái gì, hàng nghìn chiếc siêu xe? Khương Khâu Phong sửng sốt. Tương tự, nhìn quanh toàn bộ Đề Đô, muốn tập hợp hàng nghìn chiếc xe thể thao đã tiện Dương Tiêu làm sao có thể tụ tập hàng nghìn chiếc siêu xe? Chuyện này, không thể nào, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Khương Võ cũng sửng sốt không kém,
vẻ mặt ông ta khinh thường nói, hừ. Có gì đỉnh đâu, lại dùng hơn 100 chiếc xe tải lớn mở đường. Con thây mặt mo của Dương Thiên Khung đã bị tên xúc sinh Dương Tiêu này làm bẽ mặt rồi, dùng xe tải mở đường, mắt mặt xấu hồi. Không phải, chủ nhà, hơn 100 chiếc xe ti lớn này đều chất đầy quan tài, trên mỗi quan tài đều ghi tên con cháu nhà họ Khương. Tên trinh thám lại nói. Cái gì? Hơn 100 xe tải lớn chở đầy quan tài. Trên mỗi quan tài còn có tên con cháu nhà họ Khương. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà họ Khương đều kinh hãi. Dương Tiêu này muốn đưa tang tất cả con cháu trong nhà họ Khương. Trong phút chốc, mưa to rì rào chút xuống. Trong đề đô tối tăm, sát khí tràn ngập. Láo xược, láo xược, láo xược. Khương võ chủ nhà họ Khương nghe. Xong, sắc mặt vô cùng ảm đạm, toàn bộ người nhà họ Khương đều tràn đầy đau lòng và phẫn nộ. Dương Tiêu này thật sự bắt nạt người quá đẳng. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lạnh lùng nói, chuẩn bị quan tài tốt. Hù, tỏ vẻ huyền bí, tôi ngược lại muốn xem, rốt cuộc hôm nay Dương Tiêu này đưa tang nhà họ Khương chúng ta, hay nhà họ Khương chúng ta tiên Dương Tiêu lên đường. Nếu tên khốn này đã hành động, vậy chúng ta không nên chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước đến Nghĩa Trang Hương Sơn. Tiếp tục đi, Khương Võ hét lên. Là nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quét, Khương Khâu Phong còn là lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đất nước. Ông ta đã quen thuộc với binh pháp. Ở trong mắt Khương Khâu Phong, Dương Tiêu đang dùng phép khích tướng, muôn chọc giận ông ta. Tên ngu dốt, Khương Khâu Phong này tung hoành ngang dọc một đòi, làm sao có thể bị lừa dễ như thế? Khi hai bên chiến đấu, kiêng kỵ nhất là nổi nóng, một khi đã tức giận sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, một khi cảm xúc bị ảnh hưởng thì nhất định sẽ đánh mất lý trí, điều này bất lợi rất nhiều cho trận chiến. Trong phút chốc, hai bên ở đế đô đều đi về phía Nghĩa Trang Hương Sơn. Vù ù ù ù, 300 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, giải lụa trắng N pháp phới, một bầu không khí đau buôn thê lương bao trùm đế đô. Hơn 100 chiếc xe tải lớn chở một số lượng lớn quan tài cực kỳ bắt mắt, nhìn thấy nhiều quan tài như vậy, vô số người ở đế đô kinh hãi. Dương Tiêu lái Nai 15, mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng vô hình chung lại dâng lên một luồng sát khí dày đặc. Nửa giờ sau, hàng nghìn chiếc xe thể thao tập trung tại Nghĩa Trang Hương Sơn. Lúc này, người nhà họ Khương cũng đến nơi. Khương Khâu Phong nhìn Dương Tiêu, tên khốn, tôi còn tưởng cậu đã sợ hãi tè ra quần trốn mắt hút. Lão nghé con, trước khi đi có để lại di ngôn chưa đây? À đúng rồi, hôm nay tôi đến tiêu diệt nhà họ Khương các người, ông cũng chẳng cần để lại di ngôn gì. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Ánh mắt Khương Khâu Phong nhìn chằm chằm Dương Tiêu càng ngày càng sâu, ông ta khinh thường. Mồm mép sắc bé ỉ diệt nhà họ Khương chúng tôi. Nhìn chung toàn bộ thiên phủ chi quốc, người nào dám ăn nói lớn lối như vậy. Chỉ dựa vào cậu. Chỉ dựa vào lũ chuột nhắt các người. Nhà họ Khương chúng tôi đã định sẵn sẽ có nền tảng lâu bền, trở thành gia tộc lớn nghìn đời. Đừng nói là Dương Tiêu cậu không thể tiêu diệt họ Khương này, cho dù ông trời tới đây cũng không thể tiêu diệt nhà họ Khương tôi. Lời nói của Khương Khâu Phong tràn đầy tự tin mạnh mẽ. Như thể nhà họ Khương kiên cố không phá vỡ nổi, dù năm tháng có thay đổi nhưng địa vị nhà họ Khương của ông ta vẫn đứng đầu đỉnh kim tự tháp. Đám người nhà họ Khương nhìn Dương Tiêu cực kỳ khinh thường, bọn họ hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt. Lão nghé con, hy vọng lát nữa ông Vân tự tin như này. Trần Khải chê nhạo. Khương Khâu Phong liếc nhìn những chiếc quan tài màu đen trên hơn 100 chiếc xe tải, ông ta chế giễu, quan tài tốt đấy, trước khi đến còn biết tự chuẩn bị quan tài cho mình, rất có tầm nhìn xa. Tôi đánh giá cao tầm nhìn xa của các người, chờ lát nữa chắc chắn sẽ cần dùng đến. Đúng, chắc chắn sẽ cần dùng đến. Dương Tiêu không hề bận tâm thờ ơ nói. Khương võ chủ nhà họ Khương nghĩ đến việc con trai mình Khương Hiên bị giết, ông ta nhìn Khương Khâu Phong tôn kính nói, bồ, sự việc này. Đã gây chấn động không nhỏ đến đế đô, không nên chậm trễ, chúng ta tốc chiến tốc thắng, giết tất cả bọn giặc này, sau đó dập tắt tai hoại. Có lý. Khương Khâu Phong gật đầu. Mặc dù nhà họ Khương bọn họ là nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chỉ quốc, trước khi ra tay cũng đã chào hỏi rất nhiều bộ phận ở đế đô. Nhưng, dù sao đây cũng là đế đô, cuộc chiến vừa nổ ra chắc chắn sẽ quấy rầy đến ông lớn ở đế đô. Tốc chiến tốc thắng là sách lược tốt nhất, nếu thu hút sự chú ý của một số ông lớn thì cũng không gây hại gì cho nhà họ Khương bọn họ. Khương Khâu Phong khinh thường nhìn Dương Tiêu, chẳng lẽ lần này cậu dân theo 1000 tài xế à? Không đủ, như này vẫn chưa đủ. Một đám tài xế không đủ để chúng tôi giết.
những quan tài này dư thừa quá rồi, chắc cậu còn có đường rút nhỉ. Bảo bọn họ ra đây hết đi, hôm nay ông đây sẽ tống tất cả các người xuống địa ngục. Thật sao, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cung tà mi. Tên khốn, chẳng thế còn gì. Khương Võ Măng. Mặc dù lần này Dương Tiêu đã huy động 1.000 chiếc xe thể thao, nhưng trên xe không có ai khác ngoại trừ một nhóm tài xế. Mà lần này nhà họ Khương huy động một số lượng lớn tỉnh hoa, trên hơn 100 chiếc xe thể thao vẫn còn đầy ứng cử viên. Trên mỗi chiếc Lion kéo dài đều ẩn chứa rất nhiều cao thủ nhà họ Khương, cộng với hàng nghìn chiến sĩ nhà họ Khương, bây giờ họ có ít nhất 1.500 người tham gia chiến đấu. Nhìn về phía Dương Tiêu, ngoài Dương Tiêu và Trân Khải ra, những người còn lại đều là tài xế, không có tác dụng gì. Nếu là vậy, chẳng phải là 1.500 người đâu với hai người sao? Khương Khâu Phong lại khinh thường nói, chẳng lẽ cậu là ứng cử viên duy nhất? Chẳng lẽ đây là lai lịch của cậu? Ai nói với ông Khương chỉ có chút lai lịch này? Cung Minh nhà họ Cung ở Trung Nguyên dẫn 500 chiến sĩ nhà họ Cung tới tiếp viện. Ngay khi Khương Khâu Phong vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nhìn xung quanh, chỉ thấy Cung Minh chủ nhà họ Cung ở Trung Nguyên dẫn 500 tinh hoa đến tiếp viện. Cái gì? Nhà họ Cung ở Trung Nguyên? Gia tộc Xô một Trung Nguyên? Ha 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 ha, Dương Tiêu, cậu đến đây chọc cười à? Khương Võ nghe xong cười ha ha. Đây là nơi nào? Đây là Đề Đô, một gia tộc nhỏ địa phương ở Đề Đô cũng chẳng là gì, nhà họ Cung đứng trước mặt nhà họ Khương giống như đứa trẻ 3 tuổi chênh lệch với người vạm vỡ. Dương Tiêu cười giễu cợt, nhưng vẻ mặt không thay đổi mây. Lúc này nhà họ Cung có thể ra tay giúp đỡ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Bởi vì trước trận chiến, Dương Tiêu không liên lạc với bất kỳ ai ở Trung Nguyên. Khương Khâu Phong chế nhạo, đám nhân vật rông như con kiến, đây là lai lịch của cậu à, Dương Tiêu. Đây là lai lịch của thần chết à, nực cười. Thật sự nực cười. Nực cười, lão già kia, ông cười sớm quá rồi, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật úp thuyền. Lưu Quyền nhà họ Lưu ở Trung Nguyên dân 500 tỉnh Anh tới tiệp viện. Ngay sau đó, một âm thanh khác nổ vang. Chủ nhà họ Lưu, một trong 4 nhà quyền thế lớn ở Trung Nguyên, đến hiện trường. Đúng vậy, lão già kia, thật sự cho rằng nhà họ Khương các người bắt khả chiên bại sao? Hình Kiến nhà họ Hình ở Trung Nguyên dẫn 300 tỉnh Anh đến tiệp viện. Ha ha, cảnh tượng sôi động như này làm sao có thể thiếu mập mạp tôi được, Kim Đại Trung nhà họ Kim ở Trung Nguyên dẫn 300 tỉnh Anh tới tiệp viện. Lý Thần Chiến của băng đảng Răng Cá Mập ở Trung Nguyên dẫn 300 tính hoa đến tiệp viện. Anh bạn, các anh em tôi tới rồi, nhà họ Khương, ông nội Long Ngũ của các người tới rồi. Trong tích tắc, lại thêm một âm thanh khác bùng nổ, khiến sắc mặt của mọi người nhà họ Khương thay đổi dữ dội. Trong nháy mắt, nhóm người do Dương Tiêu đứng đầu đã vượt xa người nhà họ Khương. Nhiều người như vậy, ở thành phố Trung Nguyên có nhiều người như vậy, tại sao trước đây chúng ta không nhận thấy điều gì? Không biết, mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Đám con cháu nhà họ Khương hai mặt nhìn nhau. Không ngờ lúc này lại có một nhóm người từ thành phố Trung Nguyên xông đến. Khương Võ chủ nhà họ Khương có vẻ mặt rất xấu xí, ông ta nằm mơ ỉ cũng không bao giờ ngờ tới một số lượng lớn người ở thành phố Trung Nguyên sẽ xuất hiện vào lúc này. Không hề, hay, biết, khi Dương Tiêu tuyên chiến với nhà họ Khương, một nhóm gia đình giàu có quyền thế gì thành phố Trung Nguyên đã âm thầm liên lạc với nhau, quyết định điều quân đến Đề Đô giúp Dương Tiêu. Khương Khâu Phong liếc nhìn đám người đến từ Trung Nguyên. Ông ta cười điên cuồng, ha 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 hai. Một lũ chó mèo, một lũ chuột nhát, tới thì tốt, tới đúng lúc lắm, tôi không ngại xử lý tất cả các người. Tên rác, Dương Tiêu kia, đây là lai lịch của cậu đây sao? Nếu chỉ có chút lai lịch này, thì cậu chuẩn bị nhắm mắt đi. Nhắm mắt, bảo Dương Tiêu điện hạ nhắm me. Khương Khâu Phong, ông đánh giá bản thân mình quá cao rồi đây. Ngay sau đó, một tiếng măng chửi sắc bén khác vang lên, một ông già đột nhiên xuất hiện. Nhìn chăm chăm Khương Khâu Phong với vẻ khinh thường cực độ. Lão nô kính chào điện hạ, ông già nhìn thấy Dương Tiêu bèn nói với vẻ cung kính. Nhìn thấy ông già, Dương Tiêu cười nhẹ, ông Lý, chẳng phải đã nói rồi sao, để Lý Minh Hiên dân đội là được rồi, sao ông còn tự làm? Người đến không phải ai khác mà chính là Lý Minh Dương chủ nhà họ Lý, nhà quyền thế lớn Nhật Đông Hải, đồng thời là cha ruột của Lý Minh Hiên, là người mà năm đó Dương Tiêu đã giúp đỡ. Điện hạ gặp khó. Lão nô nào có thể ngồi yên, việc thứ nhất làm là nhanh chóng tới tiếp viện. Lần này tôi đã huy động đầy đủ 3.000 tinh hoa, tất cả đều có kỹ năng giỏi 1 địch 10.
Lý Minh Dương chủ nhà họ Lý nghiêm nghị nói. Dương Tiêu gật đầu, vất vả cho ông Lý rồi. Nhà họ Lý ở Đông Hải. Lão Nô. Điện hạ, nhà họ Hệ ở Đông Hải thật sự do tên khốn này nâng đỡ. Ra mặt Khương Võ giật mạnh. Ha 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 ha, lão Lý, ông tới nhanh đấy. Trần Long nhà họ Trần ở Miêu Cương dẫn theo 3.000 tinh hoa tới tiếp viện. Ngay sau đó, một âm thanh âm vang khác nổ tung, lại thêm một nhóm người khác đến hiện trường. Trần Khải nhìn thấy cảnh này, anh cười nói với Dương Tiêu, đội trưởng, bồ tôi đến rồi. Lần này là Trần Long chủ nhà họ Trần ở Miêu Cương. Người khác không biết Dương Tiêu có thân phận gì, nhưng hiện tại Trần Long biết rất rõ. Dương Tiêu của hiện tại không chỉ là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, mà còn là Long chủ mới của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Đứa con trai Trần Khải của ông và Dương Tiêu là bạn chiến đấu, Dương Tiêu còn là lão đại của con trai ông, lão đại của con trai gặp khó, nhà họ Trần của ông cần phải ra tay. Nhà họ Lý ở Đông Hải, nhà họ Trần của Miêu Cương, những gờ gia tộc bá chủ này thật sự đen. Vẻ mặt Khương Võ đột nhiên trở nên xấu xí. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương cười khẩy, tốt lắm. Nhà họ Lý ở Đồng Hải, nhà họ Trần ở Miêu Cương, hôm nay nhà họ Khương chúng tôi sẽ lật đổ hai nhà quyền thế lớn này, cảnh báo với thế giới rằng nhà họ Khương rất mạnh, cho thế giới biết nhà họ Khương thủ đoạn và quyết toán như thế nào. Nhìn thấy Lý Minh Dương chủ nhà họ Lý ở Đông Hải và Trần Long chủ nhà nộ Trần ở Miêu Cương, Khương Khâu Phong nổi lên ý định giết người. Nhà họ Khương của ông ta là nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, có sức triệu tập mãnh. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Chỉ cần hôm nay bọn họ tới giúp Dương Tiêu, bọn họ đều là kẻ thù của nhà họ Khương. Để đối phó với kẻ thù, nhà họ Khương bọn họ đương nhiên sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lão nghé con, ông nói nhảm nhiều quá. Dương Tiêu lạnh giọng nói. Lúc này, phía sau Dương Tiêu hội tụ 7-8 nghìn người, nhiều hơn số lượng 1.500 người nhà họ Khương bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả những người mà nhà họ Khương tập hợp lần này đều là tinh hoa của nhà họ Khương, thực lực cũng không tầm thường. Khương Khâu Phong khóa chặt Dương Tiêu với đôi mắt già nua đầy sát khí, tên khốn, cậu cho rằng, chỉ mấy mống người này đã có thể ăn đứt nhà họ Khương chúng tôi. Cậu sai rồi, cậu sai lớn rồi, hôm nay, tôi ăn đứt tên khốn nhà cậu, Chúa Giê-xu đến cũng không cứu được cậu, tôi nói là làm. Dứt lời, trên người Khương Khâu Phong tỏa ra luôn sát khí dày đặc. Đúng vậy. Dương Tiêu, hôm nay nhà họ Khương chúng tôi ăn đứt tên sên nhà cậu, cho dù ông trời tới đây cũng không cứu được cậu. Khương Võ phụ họa. Trần Khải khít mũi, chỉ mấy mống các người mà còn muốn ăn đứt chúng tôi. Đúng là kẻ ngu năm mon. Chỉ mấy mống, vậy sao, các người quá coi thường nhà họ Khương này. Rồi, Khương Khâu Phong ngạo nghễ nói. Ngay sau đó, một số lượng lớn xe ô tô xoát hiện. Bánh xe cọ sát với mặt đất, vô số nước bắn tung tóe. Nhà họ Vương ở Đề Đô dẫn 800 tinh anh tới tiếp viện giết tên giặc Dương Tiêu. Nhà họ Tận ở Đề Đô dẫn 500 tinh anh đến tiếp viện, giúp đỡ nhà họ Khương. Nhà Châu ở Đề Đô dẫn 500 tinh anh tới tiếp viện, tên giặc Dương Tiêu đáng chết. Nhà họ Hàn ở Đề Đô dẫn 500 tinh anh tới tiếp viện, diệt tên giặc Dương Tiêu. Nhà họ Hoàng ở Đề Đô dẫn 500 tinh anh tới tiếp viện, giết tên giặc Dương Tiêu. Trong phút chốc, hơn trăm nhà lớn ở Đê Đô lân lượt hội tụ, hàng nghìn người tấn công, hiện trường âm u lạ thường. Hơn trăm gia tộc lớn, nhiều thì 800, ít thì 300, 500, tập hợp khoảng bộ ôn, 50.000 người. Vãi, nhiều người như vậy, nhìn thấy số lượng người trong đội hình của đối phương, mặt mày Trần Khải không khỏi run lên. Đây, đây, Cung Minh, Kim Đại Trung và nhóm người đến từ Trung Nguyên sững sờ, họ không ngờ sức triệu tập của nhà họ Khương lại mạnh đến vậy. Hơn trăm gia tộc lớn, 40-50 nghìn người, cảnh tượng này thực sự kinh hoàng. Đánh, đánh như thế nào? 7-8 nghìn người đối đầu với 40-50 nghìn người, đây là tới tặng chết à? Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh, nhưng rõ ràng Dương Tiêu không quan tâm đến đám người này. Trước khi tới Dương Tiêu đã đoán được trận chiến này nhất định là trước không có, sau này cũng không có, nhất định sẽ đi vào lịch sử. Nhà họ Khương là nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, đương nhiên sức triệu tập của nhà họ Khương không phải chỉ trưng cho đẹp. Mấy chục nghìn người tụ tập, Khương Võ chủ nhà họ Khương cười ha hả nói, tên giặc Dương Tiêu kia, nhìn thấy chưa? Đây là thực lực của nhà họ Khương chúng tôi, sợ chưa? Có phải bị dọa sợ đến mức sắp tè ra quân không? Mau quỳ xuống đầu hàng, có
có lẽ tôi còn có thể giữ cho cậu toàn thây. Khương Khâu Phong ra vẻ ngạo nghễ, như thể nhiều người như này nhà họ Khương đã ăn đứt được Dương Tiêu. Chỉ có chút sức mạnh như vậy thôi à, đám tôm cá nhỏ mà thôi, cá lớn đâu, sao cá lớn còn chưa tới. Dương Tiêu nhìn Khương Võ. Dương Tiêu hiểu sâu sắc, với thực lực của nhà họ Khương, không thể chỉ kêu gọi được mây gia tộc nhỏ ở Đề Đô, mà còn có người chống lưng, chắc chắn nhà họ Khương còn có người chống lưng. Khương Võ nhìn đồng hồ nói với Khương Khâu Phong, bó, sắp đến giờ rồi. Sắp đến giờ rồi, Khương Khâu Phong thập giọng nói. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hết xe này đến xe khác nhanh chóng xuất hiện. Nhà họ Thang ở Kim Lăng, Thiên Phủ Chỉ Quốc dẫn theo 5.000 tinh hoa tới tiếp viện. Nhà họ Viên ở Tây Nam, Thiên Phủ Chi Quốc dẫn 5.000 tinh hoa tới tiếp viện. Lâm Phàm nhà họ Lâm ở Đề Đô dẫn 5.000 tinh anh đến tiếp viện. Trong phút chốc, lại có thêm ba âm thanh đột nhiên vang lên, rất đông người từ ba hướng tới hiện trường. Cái gì? Nhà họ Thang ở Kim Lăng. Nhà họ Viên ở Tây Nam, nhà họ Lâm ở Đề Đô, thêm ba nhà trong 10 nhà quyền thế lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc. Cùng với nhà họ Khương, có bón trong 10 nhà quyền thế lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc, chúng ta đánh như thế nào? Hoàn toàn không đánh được. Nhìn thấy số lượng lớn người công kích, ba trong số 10 nhà quyền thế lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc kéo đến, số lượng bên nhà họ Khương lên tới 6-70.000 người, cảnh tượng kinh hoàng đến đáng sợ. Thử tưởng tượng mà xem. Chiến đấu ở Đề Đô, tập hợp 6-70.000 người, đây là khái niệm gì? Đúng là lật đỏ, quá điên rồ. Tuy nhiên, lại thêm một giọng nói khác bùng nổ. Nhóm lính đánh thuê tham sói ở Đông Nam Á dẫn 10.000 tinh hoa đến tiếp viện. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, đội hình do nhà họ Khương dẫn đầu có thêm 10.000 người nữa. Trần Khải hơi tái mặt nhìn Dương Tiêu, lão đại, nhóm lính đánh thuê. Tham sói là nhóm lính đánh thuê xô một Đông Nam Á. Sao bọn họ lại trộn lẫn vào? 70-80.000 người tụ tập, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương cười điên cuồng, tên giặc Dương Tiêu kia, nhà họ Khương chúng tôi đã tập hợp được 70-80.000 người, cậu sẽ đấu với nhà họ Khương chúng tôi như nào? Tôi cho cậu một lời khuyên, mau quỳ xuống cúi đầu xưng thân, tôi sẽ cho cậu toàn thây. Đúng vậy, Dương Tiêu, nếu cậu còn có chút lương tâm, đừng để người khác chê oan, mau quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Khương Võ cũng cười điên cuồng. Đôi mắt của hai cha con họ khóa chặt Dương Tiêu, như thể hôm nay Dương Tiêu muốn trốn cũng khó. Liếc nhìn 70-80.000 người do Khương Khâu Phong và Khương Võ đứng đâu, Dương Tiêu thờ ơ nói, một đám người ô hợp, một đám gà đất chó sành, muốn Dương Tiêu này quỳ xuống cúi đầu xưng thân, các người là cái thá gì? Cái gì? 70-80.000 người là đám người ô hợp. 70-80.000 người là gà đất chó sành. Dứt lời, vô số người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Một người khiêu khích 70-80.000 người, Dương Tiêu này sợ đến mức nổi điên rồi hả? Đám người ô hợp, gà đất chó sành, đâu cậu bị lừa đá à? Sắp chết đến nơi mà cậu còn không nhìn rõ tình huống hả? Khương Võ chủ nhà họ Khương nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vui đùa dày đặc, như thể Dương Tiêu giống một con mồi có tinh thần đang trên đà sụp đổ. Đúng vậy, chủ nhà, tôi thấy tên nghiệp chướng này bị dọa chết lặng, cậu ta hoàn toàn xong đời rồi. Vùng vẫy giấy chết. Ai mà chẳng biết ăn nổi lớn lôi hai dọa ai đấy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu rồi chế nhạo. Bây giờ bọn họ đã tập hợp được 70-80.000 NS, bọn họ không tin Dương Tiêu còn có thể gây sóng gió. Quân đội do nhà họ Khương đứng đầu đã vượt qua Dương Tiêu gấp 10 lần, họ ăn đứt Dương Tiêu dễ như trở bàn tay. Trong mắt người nhà họ Khương, chỉ cần ông cụ Khương Khâu Phong ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ trong nháy mắt có thể giết chết tên giặc Dương Tiêu. Long Ngũ tiến lên nói, anh bạn, xem ra tình huống không lạc quan mấy. Cậu Dương, hay lát nữa chúng tôi chặn sau, cậu rời đi trước. Đây là Đề Độ, tôi tin bọn họ không dám tàn sát trắng trọn, giữ. Được núi xanh không lo không có củi đốt, Cung Minh chủ nhà họ Cung cũng tiến lên khuyên ngăn. Người anh em Dương, rút, nắm bắt cơ hội rút càng sớm càng tốt. Kim Đại Trung cũng khuyên. Bên kia người đông thêm mạnh. 70-80.000 người bọn họ làm sao có thể đầu với 70-80.000 người, cho dù bọn họ đầu sắt cũng không dám chơi tại hiện trường to lớn, chỉ có hai cha con Trần Khải, Trần Long chủ nhà họ Trần và hai cha con Lý Minh Hiên, Lý Minh Dương chủ nhà họ Lý là không hề lo lắng, vì họ biết Dương Tiêu còn có những lá bài khác. Dương Tiêu cười nhẹ, rút, không cần thiết, mọi người, lát nãy mọi người hãy đứng xa một chút, không cần tham chiến, cẩn thận máu bắn vào người. Cái gì?
không cần tham chiến. Cẩn thận máu bắn vào người. Đây là có ý gì? Anh bạn, vẻ mặt Long Ngũ thay đổi. Dương Tiêu gật đầu, xác nhận lại, nghe tôi, tránh xa chút, không cần tham chiến. Yô, đúng là có tình có nghĩa, khiến người khác cảm động chết mắt. Dương Tiêu, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Nhà họ Khương chúng tôi chỉ cần giết cậu, chỉ cần cậu đứng ra chịu chết, tôi bảo đảm sẽ không động vào một cọng tóc của những người này. Khương Võ chê giêu. Đúng vậy, mục đích cuối cùng của nhà họ Khương là tiễn Dương Tiêu về châu trời, báo thù rửa hận cho Khương Hiến. Về phần những người khác, nhà họ Khương không có hứng thú. Nếu xảy ra một cuộc chiến lớn nhiều người chết, điều đó sẽ không có lợi cho nhà họ Khương. Dương Tiêu ngắng đầu nhìn Khương Võ, tôi nghĩ có vẻ như ông đã hiểu làm gì đó. Tôi không đứng ra chịu chết và cũng không muốn bạn bè của tôi tốn công sức đối phó với bọn cá thối tôm nát các người. Dương Tiêu này còn chưa đến mức hoảng hốt lớn như thế. Anh nói thật, ban đầu Dương Tiêu cũng không định để Long, Ngũ và những người khác đến tiếp viện. Trận chiến hôm nay là trận chiến đầu tiên Long Chủ xuất hiện theo đúng nghĩa. Vì đây là trận chiến đầu tiên Long Chủ xuất hiện, nên đương nhiên phải gọi người trong Long Môn. Sắp chết rồi mà cậu còn dám nói khoác không biết ngược, chờ xem lát nữa tôi sẽ đập xác cậu thành vạn mảnh. Khương Võ lạnh giọng trách máng. Bọn họ đều tin rằng hôm nay Dương Tiêu sẽ chết, hiện tại Dương Tiêu còn đang giả thần giả quỷ, điều này khiến bọn họ khó chịu. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lạnh lùng nhìn Dương Tiêu, sao? Tên khôn, còn có thủ đoạn gì à? Chúc mừng ông, đoán đúng rồi. Thủ đoạn này cũng đủ làm cho nhà họ Khương các người ra run sợ. Dương Tiêu cười đùa. Thật sao, tôi đây thật sự rất mong. Trời, Khương Khâu Phong không hề để Dương Tiêu vào mắt. Khương Võ chỉ vào mũi Dương Tiêu quát lớn, thủ đoạn khiến nhà họ Khương chúng tôi run sợ. Câu cho rằng mình là ai? Mau quỳ xuống, nếu không, tôi lập tức phát động tấn công, để hộ tất cả lũ chuột nhất này chết oan ồ. Quả thật đã gần đến giờ rồi. Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng sẽ chậm trễ thời gian tốt nhất cho việc chôn cất bó tôi. Khương Võ, Khương, Khâu Phong, các người đã nghe về tuyệt thế Long Môn chưa? Dương Tiêu hỏi thăng. Đã nghe về tuyệt thế Long Môn chưa? Nghe vậy, Khương Khâu Phong và Khương Võ như bị điện giật, vẻ mặt của hai cha con họ thay đổi. Tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Đột nhiên Dương Tiêu nói như vậy làm gì? Chẳng lẽ, Dương Tiêu thực sự là thành viên trong tuyệt thế Long Môn? Dương Tiêu lại nói, còn nhớ bữa tiệc đón gió Tây Trần của anh cả tôi Dương Bân Hàn ở khách sạn Thần Phong không? Ngày đó, tuyệt thế Long Môn xuất hiện, các người có nghe chưa? Cái quằn, đó chỉ là thủ đoạn nhỏ mà cậu dùng. Doa ai đây hả? Khương Võ khinh thường nói. Khương Khâu Phong cũng khinh thường, đúng vậy, lấy tuyệt thế Long Môn ra trần áp tôi. Cậu cảm thấy có tác dụng sao? Đừng ngu dốt nữa. Người nhà họ Khương đương nhiên biết tin đó, nhưng người nhà họ Khương không tin Dương Tiêu đến từ tuyệt thế Long Môn. Tuyệt thế Long Môn, tồn tại bí ẩn nhất thế giới, làm sao Dương Tiêu có thể là người của Long Môn? Để huy động hàng chục nghìn người trong tuyệt thế Long Môn, đây ít nhất cũng phải là người điều hành hàng đầu trong tuyệt thế Long Môn mới có thể làm được. Dương Tiêu là ai? Hai đó chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô. Không biết đã gặp phải vận may gì được xưng là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong thiên phủ chi quốc. Chỉ thế thôi. Tên giặc Dương Tiêu, chỉ thế thôi. Ngu dốt, Dương Tiêu này ngu dốt. Ôn có chắc không phải nhà họ Khương các người hiểu biết ít. Dương Tiêu chê giêu. Khương Khâu Phong không hề sợ, hừ. Tên khốn, cậu cứ mở miệng ra là tuyệt thế Long Môn, chẳng lẽ cậu là người trong Long Môn. Chẳng lẽ hôm nay cậu thê điều động người trong tuyệt thế Long Môn. Đúng vậy, cậu còn có thể khiến tuyệt thê Long Môn ra đấu cho cậu. Khương Võ tàn nhẫn nói. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, thực ra tin hay không cũng không quan trọng. Hôm nay các người nhớ kỹ, là Dương Tiêu dẫn đầu tuyệt thế Long Môn tàn sát nhà họ Khương ở Đề Đô các người. Dẫn đầu tuyệt thế Long Môn tàn sát nhà họ Khương. Dương Tiêu, cậu đúng là biết khoác lác thật đấy. Khương Võ lại măng. Dương Tiêu cười lắc đầu, khoác lác. Tôi, Dương Tiêu còn chưa tới mức lãng. Phí nước bọt giả vờ nói khoác với bọn hề các người. Chẳng lẽ không phải nói khoác? Vẻ mặt Khương Võ khinh thường. Cộp cộp. Cộp 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 cộp. Khương Võ vừa rút lời, trên mặt đất đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Những bước chân này ngay ngắn trật tự, dâm lên mặt đất rất vững vàng, nước trên mặt đát bắn tung tóe. Khương Khâu Phong là cao thủ siêu cấp,
ông ta dùng tai nhíu mày, tiếng bước chân phát ra từ nơi nào? Đúng, tiếng bước chân từ đâu ra vậy? Lạnh thấu xương đến thế, có không ít người kinh hãi. Những bước chân này quá ngay ngăn trật tự, có những làn sóng dê người vô hình từ xa bao trùm khu vực này, chấn động lòng người đến thế. Như thể đội át chủ bài siêu cấp đang đến, mạnh như hổ không thể ngăn được. Đột nhiên, Khương võ chủ nhà họ Khương như thấy điều gì đó đáng sợ, ông ta đột nhiên chỉ về phía trước kêu lên, bố, bố mau nhìn, đó là gì? Cộp cộp, cộp 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 cộp. Trong màn mưa, chỉ nhìn thấy trên đường phố cách đó không xa có một số lượng lớn chiến binh mặc áo giáp vàng bước ngay ngắn trật tự đi về phía Nghĩa Trang Hương Son. Nhóm người này rất uy nghiêm, khí thế ngột ngạt trên người phóng. Thẳng lên trời, như thế nhóm người này là ác quỷ hỗ mạnh không thể ngăn cản. Khí thế đáng sợ thật, uy áp quá kinh hãi. Này, ít nhất cũng phải có 20-30 nghìn người đúng không? Những người này là ai? Một nhóm người kinh hãi nói. Chỉ riêng sự uy áp vô hình thôi cũng đủ làm lu mờ nhóm bọn họ. Trận chiến sắp bắt đầu, đội chiến Hoàng Kim Thân Long vệ mạnh nhất tuyệt thế Long Môn chính thức xuất hiện. Đúng vậy, đội chiến Hoàng Kim Thần Long vệ mạnh nhất tuyệt thế Long Môn đến. Hoàng Kim Thân Long vệ, tất cả đều mặc áo giáp vàng. Vừa lên đường đã được coi là những con hổ hung dữ, là cận vệ bên cạnh Long Chủ, chỉ có Long Chủ Long Môn mới có thể điều động họ. Đợi đến tiết trùng dương vào tháng 9 mùa thu, lúc hoa cúc của ta nở rộ, các loài hoa khác đều héo úa. Mùi hương từng trận sông lên trời, thấu đệm Trường An. Khắp cả kinh thành đều mặc áo giáp vàng. Vịnh Cúc Hoàng xào Google danh xưng Hoàng Kim Thần Long Vệ được bắt nguồn từ bài thơ cổ này. Đội Hoàng Kim Thần Long Vệ hiếm khi hành động một mình. Một khi hành động là tất cả cùng lên đường. Số lượng lớn các chiến binh vàng xuất hiện, thực sự giống như một thành phố mặc áo giáp vàng. Nhìn kia, bên trái cũng có. Một người khác kêu lên. Tất cả đều nhìn về phía đường bên trái, thấy ở bên trái cũng có một nhóm 20-30 nghìn chiến binh áo vàng uy áp cuồn cuộn tập trung tới đây. Không, bên phải cũng có. Mọi người lại nhìn sang đường bên phải, thấy đường bên phải cũng đầy dây những chiến binh áo vàng. Không chỉ có vậy, chúng ta còn bị vây ở Đăng Xô. Ngay sau đó, mọi người phát hiện ra, bọn họ đang bị chiến binh vàng bao. Vây tứ phía, hoàn toàn không có chỗ cho họ chạy thoát. Mí mắt Khương Võ nhảy loạn xạ, đội ngũ ngay ngắn có trật tự, trận chiến có khí thế như câu vông, ngay cả đội đứng đầu thế giới có lẽ cũng không hơn đội này. Không, tại sao tôi lại cảm thấy nhóm người này còn hơn nhóm mạnh nhất thế giới mây bậc? Đúng, đúng. Rốt cuộc nhóm này có lai lịch gì? Lác đác có thể thấy được ít nhất cũng phải 100 nghìn người nhỉ. Một nhóm người không khỏi lẩm bẩm, tất cả đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy qua một đội uy vũ phi thường như vậy, nhóm người này giống như thiên binh hạ phàm. Những người này là ai hai? Bọn Long Ngũ cũng kinh ngạc. Hai mắt Lý Thân Chiên cũng nóng lên, anh ta từng là lính đánh thuê. Nhưng lính đánh thuê mạnh nhật mà anh ta gặp phải hoàn toàn không chịu nổi một đòn trước nhóm chiến binh vàng này. Chỉ 100 nghìn người đã cho mọi người cảm giác uy áp của hàng triệu người. Như thể dẫn dắt một đội như vậy đi tới đâu cũng sẽ đã đánh là thăng, như thể dẫn dắt một đội như vậy đi tới đâu cũng sẽ bất khả chiến hà. Nhìn thấy 100 nghìn thành viên Hoàng Kim Thần Long Vệ xuất hiện, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Khương Khâu Phong cũng không khỏi kinh hãi, đội ngũ có khí hề mạnh như vậy. Trong thiên phủ chi quốc không thể nào có một đội át chủ bài như này. Rốt cuộc những người này là tồn tại gì? Ngay khi mọi người còn đang kinh hãi, đội trưởng của bón đội đều quỳ một gôi xuông nhìn về phía Dương Tiêu. Chúng tôi kính chào Long Chủ Điện Hạt. Họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt điên cuồng tột độ, như thể đang gặp vua của họ. Soạt 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 soạt. Trong phút chốc, 100 nghìn thành viên Hoàng Kim Thần Long Vệ đồng loạt quỳ một chân. Kính chào Long Chủ Điện Hải. Kính chào Long Chủ Điện Hạ. 100 nghìn người đồng thanh hét lên, cảm giác tàn sát của quân đội bay lên trời, phóng thẳng vào trời cao. Cái gì, Long Chủ Điện Hạ. Nhìn thấy cảnh này, Khương Võ kêu lên suýt cắn phải lưỡi. Long Chủ Điện Hạ, Dương Tiêu là Long Chủ mới của tuyệt thế Long Môn. Nhìn thấy 100 nghìn người trang nghiêm nhìn Dương Tiêu kính chào, không cần phải nói cảnh tượng này mang đến cho người ta cảm giác chấn động gì. Nổ, quá nổi. Cháy. Quá cháy. 100 nghìn người cùng quỳ một chân kính chào, đây là cảnh tượng kinh hoàng gì? Khương Khâu Phong như bị nghẹn, đây đều là người của Dương Tiêu. Đây đều là người của Dương Tiêu. Chuyện này, làm sao có thể? Trong phút chốc,
Khương Khâu Phong như đã phải hứng chịu hàng trăm triệu đòn sát thương chí mạng, ông ta loạng choạng suýt ngã. Vì nhắm vào Dương Tiêu, lần này nhà họ Khương đã tổn không ít công sức, chỉ sợ giữa chừng sẽ có sự thay đôi bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng, nhà họ Khương tập hợp được 70-80.000 người, cuối cùng bên Dương Tiêu lại tập hợp được 100.000 người. Hơn nữa, 100.000 người này đều mặc áo giáp vàng, quỳ gối gọi Long Chủ. Điều này, làm sao có thể? Những người này, những khí thế này, những uy áp này, nhóm người này không thể là giả. 100.000 người này chắc chắn không phải diễn viên. Chẳng lẽ Dương Tiêu thật sự là hà của Tuyệt Thê Long Môn? Thằng nhóc thối, đừng làm ông già này thất vọng. Giọng nói nhàn nhã của Dịch Thấp phát ra từ bên trong chiếc xe thể thao màu vàng. Vâng thầy, Dương Tiêu đáp. Anh biết rất rõ lần này Dịch Thấp đã giúp anh rất nhiều, và Dương Tiêu cũng biết Hoàng Kim Thần Long Vệ trong Tuyệt Thê Long Môn chuyên. Môn phụ trách hộ tống Long Chủ, tổng cộng có 100.000 người. Hơn nữa, 100.000 người này đều là người Trung Quốc, và họ là những chiến binh tỉnh nhuệ được Dịch Thấp tuyên chọn và trau dồi kỹ lưỡng. Cho dù đặt trên chiến trường, 100.000 thần long vệ tấn công, cho dù đối phương có 1.000.000 quân thì cũng bị 100.000 thần long vệ đánh vỡ. Đương nhiên, Hoàng Kim Thần Long Vệ chỉ có 100.000 người, trong những dịp quy mô lớn vẫn không đủ. Ngày nay, đây không phải là thời đại một đâu một, mà là thời đại của vũ khí hạt nhân, các hành động của Hoàng Kim Thần Long Vệ đã bị hạn chế rất nhiều. Dù vậy, sức mạnh của Hoàng Kim Thần Long Vệ cũng đủ mạnh. 100.000 Hoàng Kim Thần Long Vệ tấn công, hoàn toàn xác nhận thân phận Long Chủ của Dương Tiểu. Khương Khâu Phong nghe thấy giọng nói của Dịch Thập, ông ta không khỏi nhớ lại ông già luộm thuộm trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mình, ông ta nghi ngờ nói, không phải ông nói sẽ không can thiệp vào trận chiến hôm nay sao? Ông có ý gì? Ông muốn chơi tôi? Ông là cái thá gì, đáng để ông già này chơi ông? Thằng nhóc thôi này giờ đã là chủ của Long Môn, tự nhiên rét thê huy động toàn bộ sức chiến đấu của Tuyệt Thế Long Môn. Tôi đã nói, tôi sẽ không ra tay, lát nữa tôi cũng sẽ không ra tay. Giọng điệu Dịch Thấp khinh thường vang lên trong lòng Khương Khâu Phong. Phụt! Khương Khâu Phong suýt hộc máu. Nếu ông già luộm thuộm đêm đó là Long Chủ trước, bây giờ Dịch Thấp giao các thành viên tỉnh hoa của Long Môn cho Dương Tiêu, trông như không ra tay, nhưng có khác gì với ra tay đâu. Sụp đổ, lúc này trong lòng Khương Khâu Phong sụp đổ tột cùng. Tuyệt Thế Long Môn, bên kia đến từ Tuyệt Thế Long Môn. Một số lượng lớn các nhà đang ở trong bóng tôi nghe thấy vậy đã thay đổi sắc mặt. Đội hình của nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Bân Hàn nhìn Lucifer, Lucifer đại nhân, hình như nhà họ Khương gặp khó khăn, chúng ta có cần lập tức phái quân tiếp viện không? Bóp! Dương Bân Hàn vừa rút lời, Lucifer đã tát vào mặt già của Dương Bân Hàn. Con mẹ nó, mặt cậu Đề ở đúng quân hả? 100.000 Hoàng Kim Thần Long Vệ bên cạnh Long Chủ trong, Tuyệt Thế, Long Môn đều được điều động đi, cậu đi tiếp viện. Tiếp viện cái quan, mẹ kịp cậu đi tặng chết thì có cậu biết Thần Long Vệ đáng sợ như thế nào không? Chưa kê 70-80.000 người nhà họ Khương, thậm chí hàng trăm người cũng không chịu nổi sự nghiền nát của Thần Long Vệ. Phác, với chỉ số thông minh của cậu, tôi thực sự nghi ngờ sao cậu có thể sống sót đến tận bây giờ. Lucifer lớn tiếng chửi rủa. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu xua tay nói, không cần đa lê, đứng dậy đi. Vâng, Long Chủ, tất cả 100.000 thân Long Vệ đứng lên khỏi mặt đất với vẻ mặt kính trọng. 100.000 thần Long Vệ đến, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Nhìn hai cha con Khương Khâu Phong và Khương Võ đang tái nhọt, ánh mắt của Dương Tiêu dần trở nên khinh thường dày đặc. Hỏi thử, tôi nói các người là một đám người ô hợp, các người phục không? Hỏi thử, tôi nói các người là gà đắt chó sành, các người có phục không? Hai câu đơn giản rơi xuống, nhưng lại chứa đựng rất nhiều uy nghiêm, đám người vừa nãy còn đặc ý ngạo mạn lập tức không còn chút máu trước mặt Dương Tiêu. Ừng ực, cảm nhận được sức ép khủng khiếp như có như không trên người Dương Tiêu, mấy trăm thành viên trong các gia tộc lớn tới giúp nhà họ Khương ở Đề Đô nuốt nước miếng, trên mặt đâu còn máu. Tuyệt Thế Long Môn chính thức tấn công. Long Chủ mới. Thái độ nhìn bằng nửa con mắt. Coi Dương Tiêu là kẻ thù, cũng chính là kẻ thù của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Các người phục không? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Lúc này, người nhát gan chân đã run dây. Dương Tiêu từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn về phía một chủ nhà giàu có ở Đề Đô, ông có phục không? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, chủ nhà giàu run sợ, cổ họng đau rát, phục, tôi phục, cả nhà họ Chu đều phục.
Ngay sau đó, chủ nhà giàu kia quay đầu nhìn Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, "Scanh lỗi ông cụ Khương, trời lạnh đổ mưa rồi, tôi phải về nhà cất quần áo." Dưới áp lực mạnh mẽ của Dương Tiêu, ông ta quyết định chọn rời đi. Lúc này cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, nếu còn không kịp thời rút lui, sợ rằng ông ta sẽ không đi được nữa. "Ông, còn ông nữa, các người có phục không?" Dương Tiêu khinh thường nhìn đám chủ nhà các gia tộc lớn. Tí tách, tí tách. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, mấy người đứng đầu gia tộc lớn đều toát mồ hôi lạnh, cả người run lên. "Xin lỗi ông cụ Khương, vừa nãy vợ tôi nói nhà bị cháy, tôi phải nhanh chóng về xem thế nào." Nghe đến đây, Khương Khâu Phong buồn bực suýt nôn ra máu. "Trời mưa lớn, ông nói với tôi nhà ông bị cháy. Có cần qua loa đến thê không?" Sau đó, lại thêm một người khác bước tới. "Xin lỗi ông cụ Khương, hôm nay là một ngày tốt lành, tôi định đi du lịch với vợ, tôi đi trước." "Cái gì? Ngày tốt lành, đi du lịch? Mẹ kiếp, trời đang mưa rất lớn, ông lại nói với tôi là một ngày tốt lành." Một người dẫn đầu, một nhóm người không thể bình tĩnh được nữa. "Xin lỗi ông cụ Khương, lần trước cậu cả Dương Bân Hàn trở về con Husky nhà tôi đã sinh con, trùng hợp là hôm nay Husky nhà tôi lại sinh tiếp, tôi phải về xem sinh được bao nhiêu con." "Ha ha, chủ nhà Lưu trùng hợp thật đấy, chắc chắn là con chó được thả tôi khiên con chó cái nhà ông mang thai. Sau này hai nhà chúng ta là họ hàng, tôi cũng đi với ông xem thử thế nào." "Mẹ kiếp, lão Vương, ông không biết xấu hổ hả? Chắc chắn là con chó được nhà tôi khiến con chó cái nhà lão Lưu mang thai, liên quan gì đến ông?" "Mẹ kiếp, là con chó được nhà tôi làm." Đột nhiên, chỉ thấy chủ nhà của mấy gia tộc lớn ở đề độ vì một vấn đề không tồn tại mà gần như sắn tay áo bắt đầu tranh giành. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương tức giận dâu gần như dựng lên. "Tôi ngược lại muốn xem thử ai dám rời đi nửa bước." Khương Khâu Phong lạnh lùng nói. Ông ta vất vả lắm mới triệu tập được nhiều người như vậy, cuộc chiến sắp bắt đầu, ông ta nào có thể để đám người này bỏ chạy. Một người đứng đầu gia tộc lớn đứng ra cười khổ nói, "Ông cụ, trong nhà tôi thật sự có chuyện." Vũ Ti người đó chưa kịp nói xong, Khương Khâu Phong đã tháo vỏ kim biên thành một luồng sáng lạnh. Xê tổ trong ánh mắt của mọi người, chủ gia tộc lớn kinh ngạc che cổ họng, máu bắn ra, thân thể chủ gia tộc lớn ngã ẩm xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Ti nhìn thấy Khương Khâu Phong nói một lời không hợp đã giết người, tất cả các chủ gia tộc lớn đều giật mình hít hà. "Còn muốn đi nữa không?" Khương Khâu Phong lạnh lùng liếc nhìn nhóm chủ gia tộc lớn. "Không đi, không đi, không đi." Những chủ gia tộc lớn lắc đầu như trông lắc. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ, nếu người nào muốn đi, Khương Khâu Phong nhất định sẽ giết họ ngay tại chỗ. Hù, sau khi khiến bọn chủ gia tộc lớn kinh hãi, vẻ mặt Khương Khâu Phong càng trở nên ảm ban hơn. Bốp 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 bóp. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiêu vỗ tay, không hồ là ông cụ Khương, sức mạnh này đủ tàn nhẫn. Người không tàn nhẫn không thể đứng vững. Khương Khâu Phong lạnh lùng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nói đùa, mọi người, chẳng lẽ các người cam tâm tình nguyện bán mạng cho nhà họ Khương? Chẳng lẽ các người muốn chôn cùng nhà họ Khương? Chuyện này, nhiều người nhìn nhau, vẻ mặt đầy chua xót. Khương Khâu Phong là truyền kỳ thế hệ trước của Thiên Phủ Chỉ Quốc, giết người quyết đoán, dưới áp lực của Khương Khâu Phong, nếu họ không muốn làm việc cho nhà họ Khương thì còn có thể làm gì? Bót gây chia rẽ, tên khốn, Khương Khâu Phong khinh thường nói. Ngay sau đó, vẻ mặt Khương Khâu Phong uy nghiêm hét lên, trong binh pháp, địch gấp 10 thì bao vây, tiêu diệt, địch gấp 5 thì đánh, địch gấp hại lần thì ra sức đánh thắng kẻ thù, nếu quân mình yêu hơn đối phương, hãy tránh giao tranh. Chênh lệch nhân số giữa chúng ta không lớn lắm, bọn họ muốn ăn đứt chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Tôi thấy các người bị cậu ta lừa rồi, cậu ta là Long Chủ. Ha, sao Long Chủ có thể là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô được? Thật nực cười. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đang náo loạn đều im lặng hơn rất nhiều. Đúng vậy, họ đã tập hợp tổng cộng 70-80.000 người, cho dù bên kia có 100.000 người thì thế nào? 100.000 người bên kia là tinh hoa. 70-80.000 người bọn họ cũng là tỉnh hoa. Hai bên đánh nhau, người nào giết người nào còn chưa chắc. Nhà họ Khương là nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, một khi ra khỏi vòng vây, lại củng cố nhân lực đã có thể dễ dàng tiêu diệt Dương Tiêu. Lại còn Long Chủ Long Môn, một thằng vô dụng sao có thể là Long Chủ Long Môn được. Trong mắt nhiều người, thân phận Long Chủ của Dương Tiêu chỉ là mánh khóe, không có gì phải sợ. Xét cho cùng,
về cơ bản những năm gần đây tuyệt thế Long Môn đã ngừng hoạt động, lần cuối cùng tuyệt thế Long Môn hoạt động là cách đây mấy chục năm. Đúng, sợ cái gì? Tuyệt thế Long Môn đã không xuất hiện nhiều năm. Cậu ta nói mình là Long Chủ, thì Dương Tiêu sẽ là Long Chủ chắc. Cậu ta, Dương Tiêu là ai? Mọi người đều biết, đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô. Một đứa con rơi trở thành Long Chủ, buồn cười không? E là mọi người còn chưa biết nhỉ, tên vô dụng Dư Ân Tiêu này vào nhà họ Đường ở Trung Nguyên ở dê 5 năm, Long Chủ đi ở rẻ. Có thể không? Khương võ chủ nhà họ Khương lón tiếng quát. Cái gì? Dương Tiêu vào nhà họ Đường ở Trung Nguyên ở dễ 5 năm. Nghe những lời Khương Võ nói, nhiều người đã bị sốc. Có người đã điều tra những chuyện Dương Tiêu trải qua bao năm qua, nhưng đa số đều không tra được. Khi biết Dương Tiêu đi ở dễ, bọn họ nhìn Dương Tiêu càng khinh thường hơn. Long chủ mới đi ở dễ. Đây là loại trò đùa quốc tế gì vậy? Vì vậy, 99% người nghi ngờ thân phận của Dương Tiêu. Dương Tiêu chế nhạo. Sau đó thì sao hai nói đi, nói tiếp đi. Tôi ngược lại muốn xem các người còn có thể nói gì. Mọi người, sở dĩ tên khôn Dương Tiêu này đe dọa các người là vì sợ chúng ta phản công, muốn gây chia rẽ, làm loạn lòng quân, chỉ vậy thôi. Khương Võ lại nói rất chắc chắn. Khương Khâu Phong lại hét lên, đúng vậy, tên khốn này làm loạn ỉ lòng quân. Hừ, đáng tiếc âm mưu của cậu ta đã sớm bị tôi nhìn thấu. Mọi người cũng đã nhìn ra. Đây là tất cả quân át chủ bài của cậu ta, mà bom vô thật sự của tôi vẫn chưa xuất hiện. Mọi người, tôi nói rõ cho mọi người biết, trận chiến này chúng ta sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Lời nói của Khương Khâu Phong âm vang mạnh mẽ, như thể bọn Dương Tiêu sắp chết. Và tất cả mọi người cũng đột nhiên sững sờ, nhà họ Khương còn có chồng lưng. Bom vô thật sự vẫn chưa xuất hiện. Bom vô gì? Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc. Một luồng hơi thở cuồng bạo đâm máu bao phủ toàn bộ hiện trường, một bóng người điều hưu thê lương hoàn toàn xuất hiện. Khi nhìn thấy rõ bóng dáng này, vô số người đã kinh hãi. Là ông ta, lại có thể là ông ta, sao tên đao phủ này lại đến đây? Trời ạ, ông cụ Khương lại có thể gọi người siêu tàn nhẫn này đến đây, thăng rồi, trận này chúng ta thắng chắc rồi. Như thể với sự xuất hiện của người này, bọn họ nhất định có thể đánh bại Dương Tiêu. Người này không phải ai khác mà chính là William, huấn luyện viên trưởng karate toàn cầu. Đúng vậy, người đến là ông William, huấn luyện viên trưởng karate toàn cầu. William huyền thoại thế hệ trước, cùng thời với Khương Khâu Phong, đã luyện karate đến mức xuất thân nhập hóa. Hiện giờ, các võ sư karate nổi tiếng thế giới đều là học trò của William. Trên đấu trường thế giới, William tự nhận mình là người có kỹ năng karate đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Hơn nữa, William hiếm khi ra tay, một khi ra tay, ông ta nhất định giết đối thủ như sấm sét. Điểm quan trọng nhất là William ra tay không chỉ diệt đối phương, mà còn diệt cả vợ con của đối phương. Vì thủ đoạn của William quá tàn nhẫn, William được biết đến như một đao phủ tầm cỡ thế giới. William, huấn luyện viên trưởng môn karate toàn cầu, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh khi nhìn thấy người tói. Năm đó khi thực hiện nhiệm vụ, Dương Tiêu đã nghe đến tên của William. Trong một trận chiến, William đã đích thân dẫn người tiền hành đuổi giết, lúc đó bọn Dương Tiêu đã hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Ảnh Huyên bắn tỉa liên tục mới ngăn chặn được William. Trong trận chiến đó, Trần Khải đánh với ông ta, chỉ trong 3 cú đánh Trần Khải đã bị thương nặng. Vẻ mặt của Trần Khải thay đổi, đội trưởng, đây là một nhân vật siêu tàn nhân. Ở đừng lo, Dương Tiêu thấp giọng nói. William mặc một bộ quân phục, xỉa ta nhìn Dương Tiêu. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt Trần Khải với vẻ khinh thường. Năm đó ông ta đấu với Trần Khải, tự nhiên biết mặt Trần Khải. Trong mắt Trần Khải hiện lên vẻ khinh thường, đắc ý cái nỗi gì. Trong trận chiến đó tôi đã kiệt sức trước rồi, nếu không ông muốn đánh gục ông đây trong vòng 3 chiêu, nào có thể. Qua nhiều năm, tôi vẫn còn trẻ, còn ông đã già, chờ lát nữa tôi sẽ chặt đầu chó của ông. William như nghe thấy những lời của Trần Khải, ông ta giơ ngón giữa lên với Trần Khải. Đây là sức mạnh của ông, còn có nữa không, nếu chỉ có chút sức mạnh này thì hoàn toàn không cần đánh, cúi đầu, tôi sẽ để toàn bộ nhà họ Khương toàn thây. Dương Tiêu nhìn về phía Khương Khâu Phong. Khương Khâu Phong cười lạnh, tôi đương nhiên không tin thân phận Long Chủ. Tuy nhiên, tôi thừa nhận thân phận thần chết của cậu. Vì đối phó với thần chết, tôi đương nhiên phải bố trí thật tốt, một William không đủ. Hai người, xuất hiện đi. Ha 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 hải.
Ngay sau đó, vang lên hai tiếng hét kỳ quái. Nhìn kỹ hơn, hai người đàn ông lón tuổi cường tráng như Khương Khâu Phong xuất hiện. Đậu xanh rau mát hai người siêu tàn nhẫn cấp thế giới này lại có thể tới đây. Đúng, đúng, ông cụ Khương xứng danh là chiên thân chuyên kỳ đầu tiễn trong thiên phủ chi quốc. Sức triệu tập không phải nói không, thắng rồi, hôm nay chúng ta thắng chắc rồi. Nhìn thấy sự hiện diện của hai ông già nọ, hiện trường to lớn lập tức âm tê. Để ý kỹ hơn, hai ông già này cũng là nhân vật đẳng cấp thế giới vua Muay Thái Fordy và vua Judo Louis 13 nổi tiếng tàn nhẫn và đáng sợ. Vua Muay Thái Fordy và vua Judo Louis xí có sức ảnh hưởng toàn cầu không kém William huấn luyện viên trưởng Karate toàn cầu. Danh tiếng của họ không quan trọng, quan trọng là tên của họ đã có cách đây hàng chục năm. Vua võ sĩ, vua Judo và huấn luyện viên trưởng Karate cứ 10 năm thay một lần, nhưng như ân cái tên huyền thoại thế hệ trước này vẫn tồn tại trong một thời gian dài. Sau bao nhiêu năm, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sức mạnh huyền thoại của những thế hệ trước này sẽ khủng khiếp như thế nào. Sự xuất hiện của ba siêu cường quốc đăng cấp thế giới lập tức dập tắt bầu không khí của hiện trường gấp vô số lần. Hàng trăm gia tộc ở đế đô Vien đầy sóng gió giỏ đã ổn định, họ không còn sợ hãi nữa có ba tồn tại như thần tôn chấn thủ, họ thực sự bình tĩnh như thể đã được trấn an. Đội trưởng, bọn họ đều là siêu sao hồi trước, Trần Khải nói nhỏ. Dương Tiêu gật đầu, cũng bình thường thôi, Khương Khâu Phong này là truyền kỳ thế hệ trước, với sức ảnh hưởng của Khương Khâu Phong. Ông ta tự nhiên có thể kêu gọi một số người mạnh cùng thời. Tên khốn, đừng quên tôi. Ngay sau đó, cửa một chiếc xe hơi sang trọng mở ra, anh tán thủ Khương Văn Long nhà họ Khương bước ra. Với sự xuất hiện của anh tán thủ Khương Văn Long vệ sĩ lón nhất thiên phủ chi quốc, cộng thêm Khương Khâu Phong, bọn họ đã tập hợp được 5 người siêu mạnh. Khi 5 người siêu mạnh gặp gỡ, Khương Khâu Phong nhìn Dương Tiêu càng khinh thường hơn, tên khốn, không ngờ tới đúng không? Ba người mạnh đẳng cấp thế giới ra tay giúp sức khiến bầu không khí ớn lạnh chưa từng có. Chỉ thế thôi, Dương Tiêu che nhạo. Khương Khâu Phong nhìn đồng hồ, ánh mãi già nua ảm đạm, đúng là sắp đến giờ. Rồi, nếu chậm trễ nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thời gian chôn cất tốt nhất. Mọi người, kính nhờ, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần tên giặc Dương Tiêu này chết, nhóm người này không có gì đáng ngại. Yên tâm, ba người William, Fordy và Louis 13 đồng thanh đáp lại. Huấn luyện viên trưởng Karate toàn cầu chậm rãi tiến lên một bước, một luồng khí cực lớn lan tỏa về phía vị trí của Dương Tiêu. Phút vùi Trần Khải không hề do dự rút kiếm rực lửa trên lưng ra, anh còn đặc biệt ý huýt sáo, đừng nhìn nữa, hôm nay đối thủ của ông là tôi. Hừ, thằng quỷ nhỏ, năm đó để cậu may mắn chạy thoát, hôm nay tôi sẽ tiễn cậu về châu trời. William cười giữ tọn. Trần Khải khinh thường. Châu trời. Chỉ dựa vào ông. Cộp cộp. Sau đó, vua Muay Thái Fordy bước ra. Ngay khi vua Muay Thái Fordy bước ra, một luồng khí mạnh mẽ ở trên cao cách đó không xa nhốt Fordy. Nhìn kỹ hơn, Trịnh Thu Thánh Võ Châu A, quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô đang nhấp một ngụm trà. Fordy, đã lâu không gặp, đến uống trà với ông già này đi. Giọng nói chậm rãi của Trịnh Thu vang lên. Vua Muay Thái Fordy cười khinh thường, Trịnh Thu, Thánh Võ Châu A hai thú vị. Ha, đối thủ của ông là tôi. Khi vua Judo Louis 13 nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt lạnh lùng, Chiến Thần Son mang theo một thanh kiếm bước tới. Chiến Thần Son, hai nhìn thấy người nọ, Louis 13 ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta không ngờ bên cạnh Dương Tiêu lại có nhiều e ao thủ siêu cấp như vậy. Anh tán hủ Khương Văn Long chế nhạo, tất cả cao thủ của anh xuất hiện hết rồi chứ. Anh không gọi được ai nữa rồi đúng không? Chờ lát nữa tôi hợp lực với ông cụ giết anh như giết chó. Anh tự tin đến vậy. Một giọng nói chế giễu đột nhiên vang lên. Lý Thần Chiến cầm dao pha bước ra ngoài. Anh tán thủ Khương Văn Long liếc nhìn Lý Thần Chiến, khinh thường nói, Lý Thần Chiến đúng không? Người hầu cũ của nhà họ Liễu ở đề đầu nhí. Anh còn không bảo vệ được người mình yêu, còn muốn đối phó với tôi hai đúng là ngu dốt, nực cười. Bị Khương Văn Long chế giễu, Lý Thần Chiến nắm dao pha càng chặt hơn, một luồng sát khí từ TTDST người Lý Thần Chiến bộc phát. Bởi vì Khương Văn Long đã chạm vào nỗi đau thực sự trong lòng Lý Thần Chiến. Làm như anh rất giỏi không bằng, tới tối tới, thêm ông nội lô nò ngũ này thì sao? Long ngũ không hề dò dự bước ra. Hả, Khương Văn Long nhìn thấy Long ngũ bước ra anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lý Thần Chiến vốn đã có kỹ năng phi thường. Lại thêm Long Ngũ có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ,
Khương Văn Long có thể ngửi thấy cảm giác khủng hoảng. Các cao thủ đỉnh cao lần lượt đối đầu với nhau. Mà ánh mắt của Dương Tiêu và Khương Khâu Phong đều vô cùng sắc bén khóa chặt đối phương. Khương Khâu Phong giễu cợt, tên khôn, sức triệu tập của cậu vượt ngoài dự đoán của tôi. Đáng tiếc, dù sao gừng càng già càng cay, bây giờ cậu còn có thời gian, để lại di ngôn đi. Cho dù anh đã kêu gọi tất cả các cao thủ ra đối đầu với những đối thủ mạnh, nhưng Khương Khâu Phong vân không hề sợ Dương Tiêu. Là lưỡi dao sắc bén đầu tiên của Thiên Phủ Chi Quốc, Khương Khâu Phong có sự kiêu ngạo của riêng ông ta. Lão nghé con, tôi đã chuẩn bị quan tài tốt cho ông. Đúng lúc ở đây có khá nhiều nghĩa trang, cho ông thời gian chọn một cái. Dương Tiêu nhẹ nhàng chỉ vào một phân đất trong nghĩa trang. Hôm nay, hai thế hệ lưỡi dao sắc bén của Thiên Phủ Chỉ Quốc quy tụ về nghĩa trang Hương Sơn. Dù hai bên chưa đấu, nhưng trận đấu đỉnh cao đã diễn ra một cách lặng lẽ. Hừ hừ, tên khốn mồm mép sắc bén. Khương Khâu Phong cười khinh thường, thân hình biên thành một bóng mỏ lấy tốc độ sét đánh không kịp bung tai bay khỏi chiến trường. Vẻ on Dương Tiêu khóa chặt vị trí của Khương Khâu Phong, thân hình biến thành bóng mờ đuổi theo ông ta. Hôm nay, Dương Tiêu và Khương Khâu Phong là nhân vật chính thực sự của trận chiến này, trận chiến giữa họ là có ý nghĩa nhất. Hai người như chim én bay lên một độ cao chỉ huy ở nghĩa trang Hương Sơn, cả hai dừng lại ánh mắt đều võ cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương. Vẻ mặt Khương Khâu Phong nghiêm túc, ông ta biết Dương Tiêu được mệnh danh là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong Thiên Phủ Chỉ Quốc, chắc chắn thực lực không tầm thường. Vẻ mặt Dương Tiêu cũng nghiêm túc, anh cũng biết Khương Khâu Phong là lưỡi dao sắc bén đầu tiên trong Thiên Phủ Chỉ Quốc, tôi luyện nhiều năm và có kinh nghiệm, e rằng thực lực cũng không kém hơn thời kỳ đỉnh cao. Cao thủ so chiêu, tranh thủ từng giây. Vèo vèo on gần như cùng lúc, Khương Khâu Phong và Dương Tiêu rút kiếm cùng một lúc. Vũ ti trong tích tắc, một luồng hơi thở một ngạt bùng phát từ hai người họ tạo thành một luồng khí cuồng bạo. Trời đất tối đen, mưa to, rì rào phía dưới. Trên bầu trời mông lung, hơi thở bộc phát trong cơ thể hai người càng, lúc càng hỗn loạn, thân hình thăng tấp. Giống như kiếm sắc bén, như có thể đâm thủng một lỗ trên thế giới. Khí thế tương đối mạnh, đối đầu vô hình. Lúc này, cả Khương Khâu Phong và Dương Tiêu đều đang tìm kiếm khuyết điểm của đối phương. Tất cả đều mạnh, không dễ dàng xuất chiêu, một khi đã ra PB nhất định như sấm sét, sẽ tiêu diệt đối thủ bằng một đòn tấn công trực tiếp. Lúc này, Khương võ chủ nhà họ Khương rút kiếm hét lớn, mọi người, không cần sợ gì hết, giết. Theo tôi dê, giết, hai. Với tiếng hét của Khương võ, 70-80 nghìn người cùng xông lên, tấn công tứ phía. Ám Kim Long Vương đứng bên cạnh xe thể thao màu vàng hỏi, đại nhân, bên kia đã phát động công kích, chúng ta có định tấn công không? Có bao nhiêu người? Dịch thấp thở ơ hỏi. Ám Kim Long Vương cung kính nói, có khoảng 70-80 nghìn người. 70-80 nghìn người, thế thì cho 700-800 người ra nghênh chiến trước, giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Giọng nói lạnh nhạt của Dịch Thấp vang lên. Ám Kim Long Vương nháy mắt, các chiến tướng ở bốn hướng bốn phía xông lên. Theo sau mỗi vị tướng là 200 người bước ra, tổng cộng 800 người tấn công từ mọi phía. Khương Võ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ cùng tức giận. Thằng khốn, lại dám coi thường tôi như vậy. 800 người với 70-80 nghìn người. Đây là muốn làm gì? Đây là kế hoạch một chống lại 100 sao. Ám Kim Long Vương vẫy tay hét lên, giết. Giết đi. 800 người đồng loạt hét lên từ tứ phía, cứ như cơn giông tố này đến con giông khác ập xuông, như thể 700-800 người này giống như thiên quân vạn mã khiến người khác khiếp sợ. Vẻ mặt Khương Võ dữ tợn, một lũ khốn nạn, lại dám coi thường chúng tôi, lên lên lên, giết bọn họ, giết hết bọn họ cho tôi. Giết 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 giết. Hòn trăm gia tộc lớn ở Đề Đô, ba nhà quyền thế lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc và nhóm tham sói số 1 Đông Nam Á đều tức giận. Lấy 800 người chống lại nhiều người như vậy, đây rõ ràng là coi thường bọn họ còn gì. Giết, giết bọn khốn kiếp này, giết sạch cho tôi. Người đứng đầu đoàn lính đánh thuê tham sói hét lên dữ dội. Ở trên cao, Khương Khâu Võ và Dương Tiêu vẫn đang đối mặt với nhau. 1 phút, 3 phút, 5 phút. Thời gian trôi qua từng chút một, hai người khóa chặt đối phương, ánh mắt càng ngày càng cuồng bạo, nhưng cả hai đều không dễ dàng ra tay. Lúc này dù là Dương Tiêu hay Khương Khâu Phong, kiếm của hai người càng lúc càng gân, một chân chiên chê chóc sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào. Đồng thời, chiến tranh ở khắp mọi nơi hoàn toàn bùng cháy. Bóp!
huấn luyện viên trưởng karate toàn cầu William tung một cú đấm vào song kiếm của Trần Khải, sức mạnh tấn công dữ dội, Trần Khải loạng choạng lùi lại vài bước mới ổn định được cơ thể. Đã qua mấy năm, cậu chỉ có chút thực lực này thôi hả? Đúng là không chịu nổi một đòn. William nhìn chằm chằm Trần Khải như nhìn chằm chằm con môi. Trần Khải cười giễu cợt, lão thất phu, năm đó ông có thể đánh bại tôi trong vòng mây chiêu là vì tôi đã kiệt sức, hôm nay phôi sẽ chặt đầu ông chứng minh thực lực. Thật sao, thằng quỷ nhỏ, năm đó không giết được cậu, nhưng hôm nay tôi sẽ đánh vỡ đầu cậu. William hét lớn. Trên một khu đất cao khác, vua Muay Thái Fordy chế giễu, chén trà này là của tôi. Ông ta đột nhiên duỗi tay ra, cầm chén trà trên tay Chính Thu. Bạn cũ, muốn lấy chén trà này, có lẽ sẽ không dễ như vậy đâu. Chính Thu trầm giọng nói. Bốp 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 bốp. Lúc này, chiến thần Son và vua Judo Louis 13 rơi vào một trận chiến điên cuồng. Phải thừa nhận vua Judo Louis si thế hệ trước này thực sự rất mạnh, giống như hổ xuống núi không thể cản phá. Những năm qua vì bệnh lạnh trong người mà chiến thần Son đã không cải thiện sức mạnh của mình. Dù vậy, thực lực của chiến thần Son vẫn như cũ không nên coi thường. Anh ta và Louis 13 đã có một cuộc chiến thỏa thích, trong phút chốc khó mà phân thắng bại. Cho dù đó là William hay Louis 13, Fordy, họ đều là nhữ, ân người mạnh đỉnh cao cùng thời với Khương Khâu Phong và Chính Thu. Sau bao nhiêu năm, thực lực của bọn họ đã vượt xa so với thời trẻ. Bóp! Lúc này, anh tán thủ Khương Văn Long hung hăng đấm mạnh vào vai Lý Thần Chiến. Mặc dù Lý Thần Chiến có sức chiến đấu phi thường, năm đó còn là lính đánh thuê hàng đầu thế giới, nhưng cuối cùng anh ta cũng không phải đối thủ của anh tán thủ Khương Văn Long, vệ sĩ số 1 Thiên Phủ Chỉ Quốc. Bị đấm vào vai, cơ thể Lý Thần Chiến đột nhiên bị đập ra xa vài mét như một quả bóng. Một cú đấm hạ gục Lý Thần Chiến, Khương Văn Long nhìn chằm chằm Lý Thần Chiến nói với vẻ khinh tà không bi chỉ anh mà cũng thích Liễu Như Yến nhà họ Liễu. Đừng nực cười nữa, anh chỉ là một tên tiện chủng hèn hạ, từ đầu đến chân không xứng với Liễu Như Yên, tiện chủng, kiếp sau đừng kiêu ngạo như này nữa. Tên khốn, đôi mắt của Lý Thần Chiến đột nhiên đỏ lên. Thời trẻ anh ta yêu Liễu Như Yên, vì anh ta xuất thân thấp kém, luôn bị các nhà quyền thế, giàu có ở đề đô chế giễu. Những ký ức này là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lý Thần Chiến. Giờ phút này, anh tán thủ Khương Văn Long nói ra, như thể vết sẹo trên người Lý Thần Chiến được cởi trói, điều này khiến anh ta rất kích động. Long Ngũ cầm dao pha tiến lên kéo Lý Thần Chiến, anh bạn, mặc dù tôi không biết trước kia anh đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể chắc chắn, anh đều biết về những việc làm của tôi, tiện chủng hèn mọn. Nực cười. Trên mặt tình cảm ai cũng có một mặt hèn mọn, không có gì phải xấu hổ. Điều đáng sợ là anh xấu hổ không biết tiền bộ, lại để cô gái mình yêu rơi vào vòng tay của kẻ khác. Nào, chung tay với tôi, cùng giết chết tên khốn này. Được, cùng giết anh ta, Lý Thần Chiến đứng dậy khỏi mặt đất. Lý Thần Chiến và Long Ngũ cùng ra tay, cả hai đều là những người đàn ông dũng cảm. Nhìn thấy hai người mạnh hợp lực trong mắt anh tán thủ Khương Văn Long dây lên một nỗi sợ hãi. Leng keng ngồ ngay sau đó, mấy chục nghìn người do Khương Võ đứng đầu tàn sát tứ phía, 800 hoàng kim thần long vệ vô cùng dũng mãnh, bọn họ đều thầy chết không sờn. Mỗi một hoàng kim thần long vệ phối hợp kín đáo, tưởng chừng chỉ có 800 người, nhưng khi hợp lực lại giống như 80.000 người, khiến người khác cho thay đôi sắc mặt. Bọn họ đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay sẽ có người chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, ít nhất 1.000 người đã bị chôn vùi trong tay của 800 hoàng kim thân long vệ. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, trên không trung vang lên tiếng sâm rên, trên bầu trời lóe lên một tia chớp. Vù vùi ngay khi trời đất đang đổi màu sắc, hai người Khương Khâu Phong và Dương Tiêu quyền lực nhất lần lượt ra tay. Cả hai người đều tràn đầy sát khí, kiếm trong tay cực nóng, tựa như không thể chờ đợi muốn uống máu đối phương. Cuộc đọ sức đỉnh cao, kết thúc. Âm vang gồ. Trên độ cao chỉ huy, Khương Khâu Phong và Dương Tiêu lướt qua nhau, ngay lúc tách ra, hai người đứng trên vị trí của đối phương. Phụt. Vừa ổn định cơ thể, Dương Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Tiêu bắn ra một ngụm máu đặc. Ông rất mạnh, vẻ mặt Dương Tiêu dần tái nhợt. Quỷ mới biết hai người chuẩn bị lâu hệ vậy, nhưng ngay lúc ra tay đã chiến đấu bao nhiêu lần. Cao thủ so chiêu, tranh thủ từng giây. Đặc biệt là đạt đến cấp độ của Dương Tiêu và Khương Khâu Phong, một khi chơi trò chơi sinh tử, chiêu thức sẽ rất nhanh và khốc liệt. Trên chiến trường, chém giết càng ngày càng gay gắt. 70-80.000 người không ngừng ngã xuống đất,
bọn họ không thể câm chân 800 hoàng kim thần long vệ. 800 hoàng kim thần long vệ đều được trang bị hoàn hảo nhật thế giới, kiếm và giáo trên tay chém sắt như chém bùn. Mỗi hoàng kim thần long vệ đều có khả năng chiến đấu một đầu 100, cộng với việc bọn họ phối hợp chiến đấu cực kỳ hiệu quả, tạo thành một vòng chiến đấu nhỏ theo nhóm 10 người, hiệu quả chiến đấu vô cùng đáng sợ. Đây là kiểu hợp tác gì vậy? Những cao thủ này đến từ đâu? Điều này quá đáng sợ đúng không? Đúng, đặc biệt là vũ khí của bọn họ chém sắt như chém bùn. Đánh thế nào? Đậu xanh rau mát 800 người này chui từ đâu ra vậy? Đây hoàn toàn là 800 con dã thú, không thể đánh. Hàng nghìn người chết liên, tiệp, nhóm chủ nhà Quyên Thê, giàu có mặt tại hiện trường nhìn 800 hoàng kim thần long vệ mà chán đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Đối phương chỉ phái 800 người, nếu 100.000 người cùng tấn công, cảnh tượng đó thực sự không thể tưởng tượng nổi. Khương Võ Vung Kiếm hét lên, sợ gì, bọn họ chỉ có 800 người, chúng ta có 70-80.000 người cùng lên, dù thay nhau đánh, chúng ta còn không dê được họ. Chắc, hơn nữa, chỉ cần bó tôi giết được tên khốn Dương Tiều, đám người này không đáng sợ gì cả. Chủ nhà, ông cụ và tên rác Dương Tiêu ra tay rồi, Dương Tiêu nôn ra máu. Một người nhà họ Khương thấy Dương Tiêu nôn ra máu vội vàng chạy tới báo tin. Nôn ra máu, Dương Tiêu nôn ra máu. Khương Võ vội vàng ngắng đầu nhìn lên cao, thấy bên khóe miệng Dương Tiêu có vệt máu, Khương Võ kích động như được tiêm máu gà, mọi người nhìn xem, tên khốn Dương Tiêu sắp chết rồi. Cậu ta sắp bị bồ tôi giết, trận này chúng ta thắng chắc rồi. Tốt quá, tên xúc sinh Dương Tiêu kia cuối cùng cũng xong đời. Võ số người vui mừng khôn xiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ cần Dương Tiêu chết, Khương Khâu Phong gia nhập nhóm chiến đấu, một người mạnh siêu cấp trợ giúp, tuyệt đối sẽ áp đảo. Tuy nhiên, vị trí trên cao. Ngay lúc bọn Khương Võ đang rất kích động. Đôi mắt già nua của Khương Khâu Phong hiện lên vẻ kinh hãi dày đặc. Ông ta mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cua ồi cùng lại không nói ra. Răng rắc. Ngay sau đó, trước ánh mắt của mọi người, thanh kiếm trong tay Khương Khâu Phong đột nhiên gãy ra biên thành hai mảnh, trên cổ ông ta dần dần xuất hiện một vết đỏ ngầu. Trước sự chứng kiến của hơn 100.000 người có mặt tại hiện trường, thân thể già nua của Khương Khâu Phong ngã ẩm xuống đất. Bí chi, y đầu tiên Khương Khâu Phong quỳ gối. Sau đó đầu hướng trên mặt đất, hoàn toàn chết thẳng cẳng. Một kiếm nứt cỏ. Một chiêu, chỉ một chiêu, Dương Tiêu đã dùng một kiếm khiến Khương Khâu Phong truyền kỳ thế hệ trước nứt cổ. Tưởng chừng chỉ có một chiêu nhưng thật ra trong nháy mắt đó hai người đã đấu vô số chiêu. Cái gì, bố, nhìn thấy Khương Khâu Phong ngã xuống, mí mặt Khương, Võ run lên, ông ta hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Ông cụ Khương, vô số người kinh hãi. Bọn họ cũng không thể tin vào mắt mình. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lại có thể ngã. Truyền kỳ thế hệ đầu tiên của Thiên Phủ Chi Quốc thật sự ngã xuống. Điều này, làm sao có thể? Dưới sự chú ý của mọi người, Dương Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, mặc dù ông rất mạnh, nhưng cuối cùng ông vẫn bại trận. Thị suất xoẹt xoẹt suýt TL ngay sau đó, phần lớn quần áo trên ngực Dương Tiêu bung ra, trên ngực Dương Tiêu đầy vết kiêm, máu đỏ rỉ ra. Sau khi xử lý Khương Khâu Phong xong, Dương Tiêu chậm rãi xoay người lại, ánh mắt u ám nhìn đám người đang chiến đấu ở bãi đất trồng nghĩa trang Hương Sơn, anh dâm lên xác lạnh giá của Khương Khâu Phong, Khương Khâu Phong đã chết, ai dám tiếp tục trồng lại. Nếu tiếp tục chống lại, chém cả tộc. Chém cả tộc. Vừa rút lời, vô số người kinh hãi, linh hồn càng rét run. Nhìn Khương Khâu Phong đã chết dưới chân Dương Tiêu, họ hiểu sâu sắc Dương Tiêu không nói đùa với họ. Ngay cả Khương Khâu Phong lưỡi dao sắc bén đầu tiên của Thiên Phủ Chi Quốc cũng chết trong tay Dương Tiêu, thân phận thần chết của anh hoàn toàn được xác nhận. Bất kể Dương Tiêu có phải là chủ của Tuyệt Thê Long Môn hay không, chỉ cần là thần chết cũng đủ khiến người ta dùng mình. Bói Khương Võ dụi mắt, lại không thể tin được kêu lên. Lão chủ nhà, đám con cháu nhà họ Khương kinh hãi hét lên. Khương Khâu Phong đã chết. Ông cụ nhà họ Khương trụ cột tỉnh thân của nhà họ Khương thực sự chết. Sở dĩ nhà họ Khương có thể ngồi vững trên ngôi vị nhà Quyên Thê Xô một Thiên Phủ Chỉ Quốc là vì có Khương Khâu Phong siêu cấp nổi tiếng này chấn thủ. Giống như không có ai dám tấn công nhà họ Dương ở Đề Đô, chính là bởi vì có sự hiện diện của Trịnh Thu Thánh Võ Châu Á chấn thủ. Giờ đây, trụ cột tinh thần của bọn họ đã sụp đổ, vẻ mặt người nhà họ, Khương như cho tàn, chỉ cảm thấy nhà họ Khương của họ đã hoàn toàn rơi từ thân đàn xuông.
Nhà họ Khương không có ông cụ chân thủ đã không còn hoàn chỉnh, nhà họ Khương không có ông cụ chân thủ chắc chắn sẽ suy tàn. Đông đảo người nhà họ Khương chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, bọn họ thật sự không thể tin được ông cụ Khương Khâu Phong luôn kiêu ngạo và uy quyền lại thực sự bị một kiếm của Dương Tiêu chém đứt cô. Đây là sức mạnh của Dương Tiêu sao? Đây là sức mạnh của thần chết sao? Dương Tiêu nhìn Khương Võ, lão nghé con nhà ông chết rồi, con trai ông cũng đã chê, cả nhà họ Khương của ông còn có thể nhảy nhót được bao lâu? Nghe lời khuyên của tôi, mau đầu hàng, quỳ xuống cúi đầu, tôi sẽ cho cả nhà họ Khương toàn thây. Đúng vậy, Dương Tiêu không nói đùa với Khương Võ. Trong nhà họ Khương, Khương Khâu Phong là trụ cột tinh thần, Khương Khâu Phong vừa chết, không ai trong toàn bộ nhà họ Khương có thể đấu. Như anh tán thủ Khương Văn Long sao? Trong mắt Dương Tiêu, đây là một nhân vật giống như tên hê, một cái búng tay đã có thể áp chế được. Đầu hàng, quỳ xuống cúi đầu, tên giặc Dương Tiêu, mày giết con trai tao, sau đó chém bồ tao, nhà họ Khương không đội trời chung với mày. Hôm nay, tao sẽ báo thù rửa hận cho con trai và bố tao. Tất cả con cháu nhà họ Khương đi theo tôi giết tên giặc Dương Tiêu. Khương Võ hét lớn. Điên, Khương Võ hoàn toàn điên rồi. Con trai chết, bố cũng chết. Mà bọn họ đều bị Dương Tiêu giết chết, không cần nói lúc này ông ta đã phát điên như thế nào. Nhìn chằm chằm Khương Võ, Dương Tiêu khinh thường nói, châu châu đá xe, không biết tự lượng sức. Giết, lao lên trên kia giết cậu ta cho tôi. Hai mắt Khương Võ đỏ bừng hét lên. Ông ta nắm chặt kiếm, muốn giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ, phập. Ngay lúc Khương Võ đang gào khóc điên cuồng, sau lưng có một người đột nhiên bước tới, dao găm trong tay lập tức đâm thẳng vào trái tim Khương Võ. Nhìn thấy, cảnh này, mí mắt của vô số người nhảy loạn xạ, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Người ra tay vậy mà lại là Lâm Phàm cậu chủ nhà họ Lâm ở Đề Đôi, Lâm Phàm cậu chủ của một trong 10 nhà quyền thế lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc. Bị dao găm đâm vào ngực, Khương Võ quay đầu lại, nhìn Lâm Phàm với vẻ khó tin, Lâm Phàm, sao? Sao cậu dám tấn công tôi? Khương Võ, dám ra tay với Dương Tiêu Điện Hạ, ông chán sông, tôi còn trẻ. Tôi không muốn cả nhà họ Lâm bị chôn cùng với nhà họ Khương các người. Lâm Phàm cười khây. Rút lời, Lâm Phàm lập tức rút dao. Găm ra, dao găm rút ra khỏi cơ thể, thân thể Khương Võ N sung đất như một quả bóng xì hát, ánh mắt ông ta dã rời. Lâm Phàm thật sự lấy mạng của ông ta bằng một chiêu. Trước khi chết Khương Võ cũng không bao giờ ngờ tới Lâm Phàm lại tấn công mình. Như đã biết, nhà họ Lâm là đồng minh với nhà họ Khương từ bao đời nay. Khương Võ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới đồng minh nhà họ Lâm này sẽ phản bội mình. Không hề hay biết, lần trước Dương Tiêu đến Nghĩa Trang lấy phần mộ cho cha Dương Thiên Khung, trước khi rời đi anh đã nói bóng gió với Lâm Phàm. Lúc đó Trần Khải cũng hỏi Dương Tiêu tại sao lại thả Lâm Phàm, Dương Tiêu nói là xúi dục. Đúng vậy, lúc đó Dương Tiêu đang xúi dục Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm biết mình là thần chết, cũng biết Dương Tiêu là ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào. Những điều này là can đảm cho Lâm Phàm ám sát Khương Võ, đồng thời hôm nay thân phận long chủ của Dương Tiêu cũng bại lộ, người khác tin hay không cũng không quan trọng, dù sao Lâm Phàm đã tin. 300 máy bay trực thăng, hàng nghìn xe thê thêu còn triệu tập 100.000 chiến binh tỉnh nhuệ áo giáp vàng. Lâm Phàm có thể chắc chắn Dương Tiêu tuyệt đối không phải người bình thường. Anh ta cược đúng. Vào thời khắc máu chốt muốn mạng của Khương Võ, khiến nhà họ Khương không có người đứng đầu. Không đùa đấy chứ, Lâm Phàm lại dám diệt Khương Võ, một người kinh hãi nói. Không phải Lâm Phàm và nhà họ Khương là đồng minh sao? Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không biết, chẳng lẽ nhà họ Lâm và nhà họ Khương đã vạch mặt với nhau rồi? Một nhóm người xôn xao thảo luận, ánh mắt nhìn Lâm Phàm lộ ra vẻ kinh hãi. Sau khi diệt Khương Võ, Lâm Phàm quả quyết vứt dao găm, làm động tác đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Nhà họ Lâm chúng tôi sẽ rút khỏi vòng chiến. Nói xong, Lâm Phàm dẫn đầu 5.000 người nhà họ Lâm rút sang một bên với tốc độ nhanh chóng. Chủ nhà, anh tán thủ Khương Văn Long thấy Khương Võ chết, anh ta không kìm được bật thốt lên. Ngay lúc này, Long Ngũ hét lên. Vẻ on Long Ngũ hét lên, lập tức ném dao pha trên tay, dao pha biến thành một bóng mở bay về phía đầu của Khương Văn Long. Khương Võ chê, Khương Văn Long không chú ý, khi anh ta tỉnh táo lại. Con dao pha đã lao tới đầu anh ta nhanh như chớp. Khương Văn Long thay đổi sắc mặt, anh ta vội vàng chặn lại. Vẻ on lúc này, trong mắt Lý Thần Chiến bắn ra tia sáng lạnh,
con dao pha của anh ta như một con rồng xanh đang ra khơi đâm vào người Khương Văn Long. Phập! Khương Văn Long vừa chống lại được con dao pha của Long Ngũ, Lý Thân Chiến đã nhanh chóng đâm vào ngực anh ta. A an! Khương Văn Long hét lên, Lý Thần Chiến không hề do dự đá Khương Văn Long. Khương Văn Long ngã xuống đất, anh ta thở hổn hển, chung không thể ngăn cản dòng đời. Vẻ mặt Lý Thần Chiến nặng nề, anh cho rằng tôi là tiện chủng. Hèn mọn, nhưng không phải cuối cùng anh vẫn chê trong tay một tên tiện chủng hèn mọn trong miệng anh đó sao? Máu càng ngày càng nhiều, Khương Văn Long giấy chết, không tới nửa phút, Khương Văn Long đã biến thành vĩnh viên. Anh Văn Long, nhìn thấy Khương Văn Long cũng chết trong trận chiến, nhà họ Khương to lớn không còn người đứng đâu. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương đã chết, Khương võ chủ nhà họ Khương đã chết, bây giờ ngay cả anh tán thủ Khương Văn Long cũng đã chết. Trời sập, bầu trời của nhà họ Khương đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc, mặt mày của tất cả người nhà họ Khương đều như cho tàn, trong lòng cũng không còn chút ý chí chiến đâu nào. Nhìn thấy Lý Thân Chiên thành công diệt được anh tán thủ Khương Văn Long, vẻ mặt của Dương Tiêu càng nghiêm túc hơn, anh hét lên với tứ phía, tất cả những người quan trọng trong nhà Khương đã chết hết, các người còn muốn tiếp tục chống lại không? Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chê. Lời nói, không thể nghi ngờ. Bầu không khí, độc đoán cuồn cuộn. Đúng vậy, nếu lúc này ai không đầu hàng sẽ chỉ có chết. Đáng ghét, thằng quỷ nhỏ, coi như xô cậu may mắn, lần sau tôi nhất định sẽ giết cậu. Thấy tình hình không ổn, William huấn luyện viên trưởng karate toàn cầu giật mình định bỏ chôn khỏi hiện trường. Ông ta hiểu sâu sắc hai cao thủ Khương Khâu Phong và anh tán thủ Khương Văn Long đã chết, bọn họ ở tình thế bất lợi. Nếu tiếp tục ở lại ông ta sẽ gặp bất lợi. Muốn đi, ông, đi được không? Trần Khải nào có thể để cho William đi? William xoay người với một cú đá vòng, đẩy lùi Trần Khải một lần nữa. Bằng, y đúng lúc này. Lăng Ảnh Huyên ở trong tối đột nhiên bóp cò. William rên lên, ông ta bị bắn vào mông, hai chân vừa chạm đất ông ta đã mất kiểm soát loạng choạng ngã xuống đất. Vẻ mặt William đầy tuyệt vọng, bị bắn một phát vào mông khiến ông ta muốn chạy cũng không chạy được. Tên quỷ già, chết đi. Trần Khải cầm, song kiếm hét lên. Lợi dụng điểm yếu đòi mạng, Trần Khải từng là chiến binh đặc chủng sẽ nắm lấy cơ hội giết chết đối thủ. Không, William kinh hoàng hét lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.